Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 64. Bốn phía vây vô số linh lực đều ở đây càn khôn thiên long trận vây tụ, thậm chí ngàn tuyệt thành bên ngoài mấy cái vạn trượng dãy núi, rối rít quyết liệt lay động, từng cái một long đằng không lên, đang làm trận pháp chuyển vận lực lượng, những đất này long cũng không phải là chân chính vật còn sống, chính là địa mạch lực nơi hóa thành. Hàn Vân sắc mặt dữ tợn, tóc trắng trôi giạt, tay trái nhận lấy 8 vị nhập thần cảnh cường giả truyền vào lực lượng, tay phải truyền cho tâm trận. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Một đạo màu xanh trùm tia sáng. Một đạo màu máu đỏ trùm tia sáng, đồng thời truyền vào tâm trận bên trong. Tâm trận 24 vị cường giả, chính giữa 3 vị phụ trách cản vị thua đưa tới lực lượng, 3 vị nhập thần cảnh đem 2 cổ lực lượng chỉnh hợp một phen sau đó. Đồng thời hướng cũng bị sau lưng đánh ra một trường, 3 đạo trường ấn hàm chứa cường đại lực lượng, rơi vào Diệp Thần trên mình. Bình bịch bịch, từng đạo không bạo tiếng truyền ra. Diệp Thần quyền quyền đánh ra, mơ hồ biến dạng hư không, hắn cảm thụ khí tức trên người, mơ hồ để đạt tới nhập thần cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp tầng thứ. Hắn giang hai cánh tay, giết thần kiếm và diệt hồn ma thần thương quanh quẩn ở hắn bốn phía. Giờ phút này hắn liền giống như giữa trời đất vương giả vậy, đơn thuần hơi thở thả ra ngoài, liền đủ để trấn áp nhập thần cảnh trung kỳ võ giả. Một cái phương vị thua đưa tới lực lượng. Liền để cho ta chiến lực cường đại 3 lần cỡ đó, không chỉ là lời nói gian gấp 1 gấp 2. Nhưng hai thứ khác phương vị không cần chuyển vận lực lượng. Diệp Thần mặt lộ nụ cười, tản ra quanh thân lực lượng, từ từ nói, các vị không cần lại sợ hãi, huyết kiếm môn mà thôi, coi là cái gì. Trận pháp này, bát quái bát phương vị, một cái phương vị lực lượng liền để cho ta khí huyết lực và linh hồn lực, tăng cường đến nhập thần cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp tầng thứ. Chỉ cần hai cái phương vị lực lượng kết hợp, ta liền thời gian ngắn sánh bằng thần vương cảnh tiền kỳ cường giả. Diệp Thần hơi chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy nắm chắc tất thắng. Hắn mở ra thư ý nụ cười, ánh mắt quét nhìn qua tinh kiếm môn lão tổ, Hàn Vân các người. Lại lần nữa nói, 8 cái phương vị lực lượng hội tụ, ta cảm thấy có thể đối kháng một ít càng tồn tại nguy hiểm. Lần này ta sẽ để cho huyết kiếm môn, chỉ có tới chứ không có về. Càn khôn thiên long trận, tòa trận pháp này uy lực, muốn so với năm đó trong cổ tịch ghi lại mạc dạng, mạnh mẽ rất nhiều. Các vị không cần lo lắng. Có ta Diệp Thần ở đây, coi như thiên vương lão tử tới, cũng không có tư cách động côn lôn hư. Nghe được Diệp Thần mà nói, tinh kiếm môn lão tổ nhẹ sờ râu, trong lòng đá lớn, coi như là buông xuống. Côn Lôn Hư có trận pháp như thế, thật là vô cùng cường đại à. Hội tụ 90 vị nhập thần cảnh cường giả, theo nhờ trận pháp này, đem lực lượng hội tụ ở trên người một người, sau đó hoàn toàn bộc phát ra, chính là có nhiều hơn nữa cường giả đánh tới, đều không sợ. Ta tinh kiếm môn, có thể tránh được một kiếp. Quả nhiên. Cùng Côn Lôn Hư kết minh, chính là một kiện cực tốt sự việc à. Hàn Vân, Diệp Vô Địch, Diệp Phong các người vậy khẽ gật đầu. Còn lấy là phải chết chiến đâu. Không nghĩ tới, điện chủ phát hiện chỗ tòa này cổ trận pháp, lại có như thế chiến lực cường đại, thật là lớn vui à. Ta Côn Lôn Hư, bắt đầu từ hôm nay, thì phải hoàn toàn đứng lên. Lại không chịu huyết linh tộc uy hiếp. Thậm chí ngày mai còn có thể tàn sát huyết linh tộc người, thật là sảng khoái. Huyết kiếm môn chủ yếu do huyết linh tộc cường giả tạo thành, trên căn bản trưởng lão, hộ pháp, thái thượng trưởng lão, trưởng môn và rất nhiều đệ tử, đều là huyết linh tộc người, chỉ cần một số ít đệ tử không phải, có thể nói như vậy, huyết kiếm môn chính là huyết linh tộc từ một gia tộc, khai thác thành một cái môn phái mà hình thành. Chiến lực chủ yếu là huyết linh tộc người. Máu tươi mới. Đệ tử mới đợi một chút, có vài người huyết linh tộc nắm trong tay địa vực ở giữa thiên tài. Có thể liền là như vậy huyết kiếm môn, lần này phái tới cường giả, nói hơn không nhiều, nói thiếu vậy tuyệt đối không thiếu, không có cân nhắc Bắc Cung gia tộc tương trợ, tất nhiên sẽ trở thành là chúng ta vong hồn dưới đao. Thời đại thượng cổ, nhiều năm trước huyết cừu, ngày mai một khoản thanh toán. Như không phải là không có thực lực, chúng ta thật muốn giết tới linh võ đại lục. Diệt huyết kiếm môn cái này tàn bạo tông phái gia tộc. Mới vừa rồi tâm trận ở giữa mấy vị nhập thần cảnh cường giả, tiêu hao đều không nhỏ. Ta sẽ để cho linh nhất đan tôn cho các ngươi đưa tới khôi phục đan dược.
Diệp Thần ánh mắt quét qua tất cả mọi người, nói các vị, hôm nay cũng ở chỗ này nghỉ ngơi đi, lấy ta phỏng đoán, huyết linh tộc người hẳn liền sẽ ở ngày mai buổi trưa đến. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tới trước Ngàn Tuyệt Thành, chúng ta trực tiếp khai chiến. Đem cái nhóm này người xâm lăng, giết được sạch sẽ. Dám can đảm xâm phạm ta Côn Lôn hư. Lần này tất ngươi để cho ngươi toàn quân chết hết. Ngày sau chúng ta thực lực đại tăng, liền muốn giết tới Linh Võ Đại Lục, tru diệt ngươi cùng huyết kiếm môn. Được, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Điện chủ hạ lệnh, từ làm tuân theo. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn rửa sạch sỉ nhục. Mới thù thù cũ một khối coi là. Không thiếu nhập thần cảnh cường giả tức giận không thôi, mỗi người ngồi xếp bằng ở Càn Khôn Thiên Long trận bốn phía, ngồi điều tức. Đế tôn cảnh tầng 6 ngày Diệp Lăng Thiên, An Linh nhất đan tôn luyện chế đan dược, vậy đột phá được cực nhanh. Hắn đi tới trong điện, ánh mắt quét qua tất cả các vốn là trưởng môn, thời khắc này phó các chủ, nói, điện chủ cùng với các vị các chủ bọn họ, cùng với có thể điều khiển trận pháp, lần này tất diệt huyết linh tộc người. Kêu bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Đến khi lại qua một đoạn thời gian, mọi người thực lực đại tăng, chúng ta một khối đi theo điện chủ bước chân, giết tới Linh Võ Đại Lục. Điện chủ vạn tuế, Hoàng Ngũ Thương giơ tay trái lên, hưng phấn nói, điện chủ hôm nay có thể giết tiên thần, chúng ta lúc ấy theo đúng người à? Không sai, điện chủ vạn tuế, Hoàng Chiến Thiên các người cũng vô cùng hưng phấn. Chúng ta điện chủ, đạo nguyên cảnh đánh chết nhập thần cảnh. Đế tôn cảnh cũng có thể đánh nhập sát thần cảnh. Trận pháp gia trì hạ, tất nhiên càng kinh khủng hơn. Vô luận lần này huyết linh tộc người tới nhiều ít cường giả, cũng ắt sẽ chết ở chúng ta điện chủ thủ hạ. Điện chủ, là vô địch. Toàn bộ quang minh điện trong đại điện hội tụ trên trăm đế tôn cảnh cường giả, giờ phút này quần tình nhiệt huyết, nguyên vốn dự định bố trí trận pháp, lấy đội cảm tử phương thức tập sát huyết linh tộc người. Nhưng biết được điện chủ có thể điều khiển trận pháp tru diệt nhóm lớn huyết linh tộc người, chính là hưng phấn vô cùng. Kẻ địch, phải bị điện chủ tru diệt. Chúng ta, không cần chịu chết. Có điện chủ ở. Cho dù thiên nhảy cũng không có ngại, không có người nào là chúng ta điện chủ đối thủ, thần vương cảnh cũng không được. Côn Lôn hư bên này đại khái đều chuẩn bị xong. Huyết kiếm môn bên kia, tới được đều là huyết linh tộc người, do trưởng môn Trần Long. Phó trưởng môn Trần Gió Hiên lĩnh đội. Hai vị hợp đạo cảnh trưởng môn tự mình lĩnh đội, dẫn 13 vị hỗn nguyên cảnh, 7 vị thần vương cảnh đỉnh cấp cường giả lên đường. Như vậy đội hình, mới vừa ra cửa phái lúc đều đưa vùng lân cận mấy phái sợ hết hồn. Huyết kiếm môn nhiều cường giả như vậy đồng thời điều động. Lại phải tấn công môn phái nào? Chung quanh mấy đại phái, nếu không phải đều có tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả chấn giữ. Nếu không cũng không dám vào huyết kiếm môn làm hàng xóm, người nào không biết huyết kiếm môn giết hại quả quyết, môn nhân mỗi cái đều là biến thái, thích ngược giết địch người, nắm trong tay chừng mấy tòa thành lớn và thấp võ vị diện. Nhưng mà, những thứ này thành lớn, bao gồm Bắc Đầu Thành và Côn Lôn Hư, cái nào không bị bọn họ hành hạ đến chết rất nhiều cường giả. Chung quanh môn phái môn nhân, đụng phải huyết kiếm môn người, cơ hồ đều là quay đầu liền đi. Chính là tạo hóa cảnh sơ kỳ lão tổ, đều sẽ có chút kiêng kỵ huyết kiếm môn vị kia hợp đạo cảnh đỉnh cấp lão quái vật, sợ bị lão quái này vật đánh lén. Ngược lại là lần này lão quái này vật từ bế quan trong tỉnh lại, bỏ lỡ lên cấp tạo hóa cảnh cơ hội, làm được môn phái chung quanh lão tổ rối rít thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, huyết kiếm môn lão tổ lên cấp tạo hóa cảnh, lại lệ thuộc tại Bắc Cung gia tộc dưới. Chung quanh môn phái chính là đừng nghĩ an tâm. Lần này bước vào Côn Lôn hư, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Năm trước, chúng ta tấn công băng kiếm môn đã thảm bại qua một lần. Trưởng môn Trần Long hai tay hợp nhất, cánh tay quanh quẩn huyết quang, ngón tay bắt pháp quyết, dẫn động trận pháp tựa như tạo thành một chuôi sắc bén đao kiếm, trực tiếp xé ra hư không, rồi sau đó một trưởng vỗ ra, ngưng tụ trong hư không không gian quy luật, hóa thành một đạo không gian chi cầu, nối thẳng Côn Lôn hư. Đạp nhập không gian chi cầu, hắn đồng thời ánh mắt quét qua rất nhiều cường giả, băng kiếm môn đánh một trận, phái ta tổn thất hỗn nguyên cảnh dài 3 ông, thần vương cảnh hộ pháp 7 vị. Như vậy, thái thượng trưởng lão đã vô cùng tức giận. Lần này đi Côn Lôn hư, là phải đem những cái kia dám can đảm phản bội con kiến hôi, toàn bộ tru diệt. Nhớ ta mà nói,
Côn Lôn hư từ trên xuống dưới mọi người, vô luận trai gái già trẻ, có không tu vi cả đám tiêu diệt, nếu không phái khác còn lấy là ta huyết kiếm môn, ta huyết linh tộc người thất bại một lần, sẽ không có huyết khí. Trần Long trưởng môn chữ chữ Châu Ngọc, thanh âm lạnh như băng được giống như cửu u khí lạnh vậy, làm được không lạnh mà run. Hắn trong lòng từ từ suy tư nói, Côn Lôn hư. Một cái như vậy thấp phú thế giới, lại có thể cũng dám động bọn họ người. Thật không biết ai cho bọn hắn sức. Còn như Diệp Thần, chống đỡ chết có thể chiến thần vương cảnh sơ kỳ, bổn trưởng môn lần này mang liền 7 vị thần vương cảnh đỉnh cấp, toàn bộ đều là thần vương cảnh tầng 9 ngày cao thủ tuyệt thế, một người liền đủ tàn sát sạch Côn Lôn hư, cộng thêm lên 13 vị hỗn nguyên cảnh, cùng với ta và phó trưởng môn. Côn Lôn hư nếu là không diệt, chúng ta cũng ngại quá, hồi môn phái bên trong. Trưởng môn, lần này tàn sát Côn Lôn hư. Thuộc hạ đề nghị, nam tàn sát sạch sẽ, nữ, dáng điệu không tệ được có thể mang về nội môn. Một cái hỗn nguyên cảnh trung kỳ trưởng lão, một mặt ta cười nói, những thứ này quốc sắc thiên hương người phụ nữ, mang về sau đó, có thể niêm yết giá rõ ràng, để cho các đệ tử đổi. Tới một cái, có thể để cho các đệ tử phát tiết trong lòng tâm trạng. Thứ hai, cho dù chơi chết những thứ này nữ, cũng coi là cho Côn Lôn hư trừng phạt. Không tệ, bên cạnh lại có hỗn nguyên cảnh hậu kỳ trưởng lão cười nói, chơi có thể, chơi thế nào đều có thể, chỉ là không thể để cho những thứ này ti con đê tiện, có bầu ta cao quý huyết linh tộc con cháu, mặc dù có vậy muốn tiêu diệt. Hạ đẳng Côn Lôn hư người phụ nữ, sanh sau đó duệ, không lại có ta huyết linh tộc huyết mạch. Cả thế giới đều là hèn hạ thế giới, huống chi chính giữa người. Đồng ý, bên cạnh có thần vương cảnh hộ pháp biểu thị nói, một ít nam, quật cường cái loại đó, cũng có thể mang sẽ môn phái bên trong, treo ở máu tường trên, có thể thành tựu đào tạo hậu duệ giết hại, tác chiến ý thức. Suy nghĩ một chút, còn sống thành tựu chúng ta hậu duệ ngược giết đối tượng. Như vậy tới một cái, chúng ta hậu duệ một khi trưởng thành ở loại hoàn cảnh này trong, từ nhỏ đến lớn, ngược giết trăm ngàn người sau đó, liền sẽ hơn nữa có huyết khí, càng cường đại hơn, chiến pháp vậy biết sửa luyện được không tệ. Côn Lôn hư, nam thành tựu nô tài, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị bị giết, bị đánh. Nữ làm đầy tớ, tùy thời chuẩn bị bị chơi chết. Tốt lắm. Đến. Trần Long trưởng môn thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, cái đầu tiên ra không gian chi cầu, đi tới Côn Lôn hư ra, linh thành vùng lân cận bầu trời. Hơi thở hơi tách thả ra, liền chấn động giết kéo ra mảng lớn hư vương cảnh và đạo nguyên cảnh người. Hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh. Đặt ở Côn Lôn hư rất mạnh, nhưng ở Trần Long loại này hợp đạo cảnh cường giả trước mặt, cũng không cần ra tay, chỉ riêng hơi thở hơi tách thả ra, liền đè chết mấy chục ngàn người. Hô 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 hô, hô hô, từng cổ một hơi thở từ trong hư không đi ra, uy áp tách thả ra ra, bao trùm toàn bộ linh thành vòng ngoài. Chốc lát bây giờ, hơn ngàn người rối rít hóa thành tử thi, căn bản không ngăn được hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh cường giả khí huyết áp chế, chính giữa nhất mạnh không qua hư vương cảnh tầng 9 trời, đạo nguyên cảnh trở lên người, đều bị các thế lực lớn khẩn cấp đợi đến Côn Lôn hư đi. Xem ra, nơi đây không có ai. Hẳn đều ở đây Côn Lôn hư trong chờ chết. Phó trưởng môn Trần Gió Hiên thưởng thức trước vừa đụng máu tươi, giống như là nhìn đồ chơi vậy, bước ra một bước. Ánh mắt xuyên thủng Côn Lôn hư trên dưới, cười nói ta cảm ứng được, 90 vị nhập thần cảnh, không thiếu đế tôn cảnh, hơn 10.000 đạo nguyên cảnh, đều ở đây trong một tòa thành trì. Huyết linh tộc mỗi trăm năm chu diệt trăm người, lại còn có như thế nhiều đế tôn cảnh, thậm chí còn có nhập thần cảnh. Có ý tứ, chắc hẳn có chút nhập thần cảnh là từ linh thành vùng lân cận đi ra. Thật tốt linh thành không ngây ngô, nhưng tốt hơn cái này diệp thần tiểu xúc sinh kết minh. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Như thế nhiều người tụ chung một chỗ, tựa hồ, ở thua ngoan cố kháng cự. Vẫn là nói, biết không hy vọng, dứt khoát tụ tập chung một chỗ, phải hướng chúng ta đầu hàng. Đầu hàng, không chấp nhận đầu hàng. Nháy mắt tức thì, trưởng môn Trần Long mang mọi người đi thẳng tới ngàn tuyệt thành bên ngoài. Nhìn đóng chặt cửa thành, Trần Long bước ra một bước, cửa trực tiếp vỡ vụn. Một người thanh niên đứng chắp tay, chém ở cửa thành bên trong, khóe môi nhếch lên một đạo nụ cười. Lạnh như băng, là máu, cười điên cuồng cho. Chính là Diệp Thần.
Trần Long ngược lại là không nghĩ tới Côn Lôn hư con kiến hôi lại vẫn dám như vậy bình tĩnh nhìn mình, liền mắt nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, ngươi cũng dám can đảm giết ta huyết linh tộc đệ tử và trưởng lão, không biết phải bị tội gì à? Diệp Thần, Hàn Vân, Tinh Kiếm Môn, không tệ. Các ngươi rất tốt à? Trần Long khẽ gật đầu, tràn đầy lạnh người nụ cười, nói cho các ngươi một cái lựa chọn, bây giờ lập tức tự sát, ta cân nhắc không ngược giết các ngươi thân xác. Chỉ đem linh hồn của các ngươi đặt ở cửu u lửa cháy mạnh lên, cháy hơn 10.000 năm, như thế nào? Đây đã là cho các ngươi lớn nhất ban ơn. Dĩ nhiên, cái này điều kiện chỉ có Diệp Thần, cùng với nhập thần cảnh trở lên nhân tài có tư cách hưởng thụ. Những người khác, thân xác vẫn là phải ngược giết, chúng ta chính giữa có thực lực yếu hơn đệ tử, nhập thần cảnh giai đoạn trước cỡ đó, nam mà, liền cho bọn họ khuynh hướng ngược giết tới chơi, nữ mà. Liền mọi người cùng nhau chơi đi. Cuồng ngông. To gan huyết linh tộc, chết đến ập lên đầu còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Thần tung người nhảy một cái, rơi vào càn khôn thiên long từng cơn mắt, ngay sau đó 90 vị nhập thần cảnh đều ở đây khoảnh khắc gian tiến vào trận pháp trong phạm vi. Hắn khua kiếm chỉ Trần Long, chúng ta chuẩn bị tới chờ chu diệt ngươi các loại, ngươi cùng chính là muốn đầu hàng, cũng được trước tiếp nhận lăng trì chi hình. Ha ha ha, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, triệu thiên hạ lớn kê. Một tòa trận pháp, 90 nhập thần cảnh con kiến hôi, liền muốn ngăn cản chúng ta. Muốn ngăn cản chúng ta hai vị hợp đạo cảnh, 13 vị hỗn nguyên cảnh, 7 vị thần vương cảnh. Thật là khờ được theo ngu si như nhau. Trưởng môn Trần trong lòng nhãn vạch qua một đạo sáng bóng, cười nói, chư vị, bắt đầu từ hôm nay tàn sát Côn Lôn hư, là một tràng hội họp lớn. Không người nào có thể quấy rầy chúng ta ngược sát tính thế chấp. Nếu, bọn họ muốn phản kháng, ta cho một cơ hội, thất hộ pháp, người đi. Cho ta nhất kích đánh bại bọn họ, ta muốn cho bọn họ ở tràn đầy hy vọng thời điểm, mất đi tuyệt vọng. Ở trong tuyệt vọng lãnh hội bị chúng ta ngược giết, làm nhục cảm giác. Tuân lệnh, trưởng môn, một vị thần vương cảnh thất hộ pháp, nhanh chóng đứng ra, quanh thân quanh quẩn bảy chuôi thần vương kiếm. Nếu như kiếm tiên vậy, trôi giạt đi tới Diệp Thần các người trước người, lợi cho một tòa cao ốc trên đỉnh. Diệp Thần đứng ở tâm trận phía trước nhất, gầm lên một câu càn, khảm, cấn, chấn động. Bốn phương lực lượng hội tụ, tụ ở ta thân. Hàn Vân, Diệp Phong, Diệp Vô Địch, Tinh Kiếm Môn Lão Tổ. Mau! Tuân lệnh điện chủ. Bốn người chấn giữ bốn phương tâm trận, gần như đồng thời mở ra hai tay thu nạp thiên địa linh lực. Bọn họ sau lưng 32 vị nhập thần cảnh cường giả, giữa lưng vào bọn họ, hướng bốn phía thu nạp linh lực, đồng thời thu nạp sơn xuyên địa mạch lực. Hống hống hống, hống hống, đạo đạo long tiếng khóc truyền ra. Từng cái một long dưới đất chui lên, quanh quẩn ở trên trời khung bên trong, rồi sau đó hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần tụ vào 32 vị nhập thần cảnh cường giả trong cơ thể. Những cường giả này dùng thân thể mình là tái thể. Đem năng lượng hóa thành khí huyết lực và linh hồn lực, truyền cho Hàn Vân cùng bốn người. Lần này truyền trong quá trình, địa long lực lượng đã gấp bội. Điện chủ, lực lượng tới. Nhất kích bắn chết cái này cuồng đồ. Muốn bắn chết hắn, Diệp điện chủ. Bốn tiếng người tiếng nói một câu, mỗi người hướng tâm trận đánh ra một trường, tám cổ lực lượng liên tục không ngừng tụ vào tâm trận bên trong. Tâm trận trong, trừ đi chủ trận người Diệp thần ra. Còn có 24 vị nhập thần cảnh cường giả, chính giữa đối ứng tứ phương 12 vị nhập thần cảnh trung kỳ cường giả, rối rít giang hai cánh tay ra tiếp nhận tám cổ lực lượng đi qua bọn họ thân thể, uy lực sẽ đi gấp bội. Sau đó, 12 vị nhập thần cảnh cường giả biến hóa nhịp bước, đi tới Diệp Thần sau lưng. Gần như đồng thời, 12 người đồng thời xuất trưởng, lòng bàn tay dán vào Diệp Thần sau lưng, đem lực lượng truyền vào Diệp Thần trong cơ thể. Hô hô, hô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần ngay tức thì bộc phát ra một cổ vô cùng đỉnh khí tức mạnh mẽ, xây tuyệt thiên trên đất hạ, uy lực còn lại đảo qua liền đem hơn nửa ngàn tuyệt thành kiến trúc chấn vỡ. Tám cổ lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn, sẽ đi gấp bội. Giờ phút này, hắn hơi thở đã tương đương với thần vương cảnh hậu kỳ trình độ, thân xác mơ hồ bắt đầu nứt nẻ. Hiển nhiên rất khó chịu đựng ở cổ lực lượng này. Diệp Thần biết trận chiến này có giá rất lớn.
Luân hồi mộ địa ở giữa sư tôn cũng là nói với hắn qua trận pháp lực lượng hội tụ thân xác hậu quả. Cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng là hắn không lo được như thế nhiều. Hắn không có lựa chọn. Hắn tu luyện quá ngắn. Đối mặt linh võ đại lục phủ xuống huyết linh tộc cường giả, hắn chỉ có thể như vậy chống cự. Thần vương cảnh đỉnh cấp. Vậy coi như cái gì? Tập hợp chúng ta toàn bộ người lực, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp thần bắt giết thần kiếm, mắt nhìn thất hộ pháp, lúc này một kiếm sử dụng, vô số kiếm khí răng khắp nơi ra, trên không trung lưu lại thiên thiên vạn vạn kiếm khí, nếu như mưa to gió dữ vậy, muốn phá hủy hết thảy, phai mờ hết thảy. Ngay cả là trận pháp sau đó, trong điện đường ẩn núp được tất cả cường giả, mắt nhìn Diệp thần một kiếm này, vậy đều cảm giác rung động. Một kiếm này, cho dù chém bể mấy chục ngọn núi mạch, đều có thể chứ. Côn Lôn hư linh lực không dày đặc, dãy núi không bằng linh võ đại lục độ cứng mạnh, một kiếm này chém dãy núi tuyệt đối có thể, đây là một kiếm có thể khai thiên diệt địch à. Điện chủ một kiếm này, thật là mạnh, Diệp Lăng Thiên nuốt nước miếng một cái, suy tư nói, tuyệt đối có thể một kiếm chém cái đó huyết linh tộc thất hộ pháp. Vậy là khẳng định, điện chủ là mạnh nhất, hoàng chiến thiên các người cũng âm thầm cầm lòng bàn tay, kích động không thôi. Mọi người mắt nhìn kiếm khí biến thành thành kiếm biển vạch qua không trung, đều ở đây âm thầm hưng phấn, đều ở đây trông đợi huyết linh tộc người nọ chết. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Kiếm khí nếu như thủy triều lên xuống biển khơi vậy, đi tới thất hộ pháp trước người. Thất hộ pháp khẽ động, bảy chuôi thần vương kiếm lẫn nhau chồng lên, hóa thành một chuôi cự kiếm, đưa ngang trước người. Phịch. Kiếm biển đụng vào cự kiếm nháy mắt. Ngay tức thì vỡ ra. Một kiếm này, có thể chém dãy núi một kiếm, lại có thể không có dung chuyển cự kiếm chút nào. Quá yếu. Cho dù có thần vương cảnh hơi thở. Nhưng cũng chỉ là hơi thở thôi, đây không phải là ngươi lực lượng chân chính. Thất hộ pháp nhìn hờ hững, thu hồi cự kiếm, lần nữa hóa thành một chuôi thần vương kiếm, liền một tia phép tắc lực lượng cũng không có, còn muốn đối phó ta loại này thần vương cảnh cường giả đỉnh phong. Đùa gì thế? Ta là thần vương cảnh đỉnh cấp, chính là không gian quy luật cũng lĩnh ngộ một ít. Một khi tác chiến đứng lên, không có lĩnh ngộ quy luật căn bản công kích không tới ta, lấy là khí huyết hơn là có thể thắng lợi. Can, khảm, cấn, chấn động, tốn, cách, khôn, đổi. Bát môn tụ hợp. Diệp thần lại lần nữa hét lớn một tiếng, sau lưng nhận lấy 90 vị nhập thần cảnh cường giả thua đưa tới lực lượng. Trên người quần áo cũng đầy vải vết nứt, tựa hồ rất là chật vật. Hắn là phách thể kỳ cấp 7, tương đương với nhập thần cảnh tầng 8 tầng 9 ngày thân xác, hôm nay nhưng nhận chịu mạnh như vậy lực lượng, không có nổ lên, cũng đã coi như là may mắn. Hắn hơi thở lại lần nữa tăng cường, so với so mới vừa rồi, tăng cường 10 lần có thừa. Hắn hai tay cầm cấp 4 thần vương kiếm giết thần kiếm, hét lớn một câu, chu diệt. Giết thần kiếm một kiếm chém ra. Một đạo trăm trượng kiếm cương bay ra, vô số kiếm khí sau đó phún ra ngoài, đồng loạt giết hướng thất hộ pháp. Ồ, lại có thể thời gian ngắn đạt tới hỗn nguyên cảnh hơi thở. Kém không nhiều hỗn nguyên cảnh ba tầng ngày khí huyết chiến lực. Tòa trận pháp này, ngược lại không tệ, lại có thể bị ngươi lợi dụng đến tình cảnh này, cũng coi là Côn Lôn hư thiên tử kiêu tử. Đáng tiếc, Côn Lôn hư quá nhỏ. Thiên tử kiêu tử ở ta trong mắt chính là rác dưới. Huyết kiếm môn nhị trưởng lão chợt đi ra, mắt nhìn Diệp thần, khẽ lắc đầu nói, một cái hèn mọn con kiến hôi, ý đồ lấy là dùng một tòa cổ trận pháp, là có thể đánh lui ta huyết linh tộc người. Buồn cười. Ngươi nếu bạo phát ra hỗn nguyên cảnh khí huyết, vậy thì do ta vị này chân chính hỗn nguyên cảnh người, tới chung kết các ngươi đi. Nhị trưởng lão thông suốt động thủ, không có thanh thế thật lớn công kích. Chỉ riêng ngưng kết ra một đạo màu máu chiến ấn, che phủ xuống, liền đem kiếm cương bóp vỡ, đem vô số kiếm khí đánh được tiêu diệt. Hắn lại nhìn về phía Càn Khôn Thiên Long trận, nhẹ nói một câu, không có cần thiết tồn tại. Một khắc sau, nhị trưởng lão lại lần nữa ngưng tụ một đạo màu máu trưởng ấn, chủ công trận pháp, đồng thời chủ công Diệp Thần. Diệp Thần chủ trận người, kích phá hắn, trận pháp liền bể. Ngăn cản. Chu diệt. Mất đi. Diệp thần bộc phát ra mình công kích mạnh nhất, có thể kiếm cương và kiếm quang còn chưa phát ra liền bị màu máu trưởng ấn tiêu diệt,
tiếp theo mình quanh thân ma khí bình phong che chở vỡ ra, trên mình thậm chí rỉ ra một tia máu tươi, cảm thụ màu máu trưởng ấn lực lượng, mình tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời có thể tiêu diệt. Một đạo tiếng nổ kịch liệt truyền ra. Càn khôn thiên long trận phá, 90 vị nhập thần cảnh cường giả ngổn ngang đổ bay xuống ở trước điện, nhưng chỉ là bị thương nhẹ, thật nhiều con là bị lực lượng cắn trả. Rào 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 rào. Phịch. Diệp thần lăn xuống, trên mình đều là vết thương, hắn chặn lại toàn bộ công kích, suýt nữa bị phế, nếu không 90 vị nhập thần cảnh, giờ phút này đã toàn bộ bị diệt. Phốc. Thật là mạnh. Diệp thần phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn bò dậy, uống một viên đan dược, một giây kế tiếp khôi phục một chút thịt thân hình lảo đảo, hoàn toàn bị thương nặng. Hắn ngưng mắt nhìn huyết kiếm môn nhị trưởng lão, như cũ nắm nứt nẻ giết thần kiếm, cười nói, đây coi là cái gì, hỗn nguyên cảnh thì như thế nào, như nhau đánh không chết lão tử. Ồ, có chút thủ đoạn, lại có thể không có chết. Nhị trưởng lão ngạc nhiên nhìn mình bàn tay. Nói nhỏ, ta một cái tát vỗ xuống, lại có thể vỗ không chết hắn. À đúng rồi, mới vừa rồi trên mình ngươi hội tụ nhiều khí huyết lực. Cũng sánh bằng hỗn nguyên cảnh ba tầng ngày. Không tệ không tệ, có thể hội tụ như thế nhiều khí huyết lực, thân xác lại có thể không có bạo, lại hội tụ nhiều như vậy linh hồn lực, đan điền lại có thể cũng không có bể, là một tốt mầm non, đáng tiếc ngươi vẫn là phế vật. Hắn tung người nhảy một cái vạch qua khoảng trăm thước. Đem Diệp thần nhắc tới, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Thiên tài. Buồn cười, ngươi ở linh võ đại lục, liền phế vật cũng không tính. Ta huyết kiếm môn cho dù không phải đồ vật khổng lồ, nhưng chính là ở đế tôn cảnh giai đoạn trước, vượt cấp chiến nhập thần cảnh cũng không thiếu. Thậm chí, có đồ vật khổng lồ, ví dụ như thần tộc, thần long gia tộc bọn họ ra đời trẻ thơ, chính là ở đế tôn cảnh trung kỳ. Có thể tay xé thần vương cảnh, người rốt cuộc coi là dạng gì phế vật, lại có dũng khí phản kháng. Nói xong, nhị trưởng lão liền đem Diệp thần đập ra ngoài. Giống như là đập bao cát như nhau, Diệp thần kim thân phách thể cấp 7 thân xác, ở hắn trước mắt, theo người giấy không có gì khác biệt. Bụi mù cuồn cuộn lên, tựa như vạn trưởng. Mặt đất lại là xuất hiện một đạo hố sâu to lớn. Nhị trưởng lão vốn cho là Diệp thần lần này chết. Lại không nghĩ rằng bụi mù tiêu tán sau đó, một cái cả người là bị thương thanh niên lại có thể đứng. Đứng thẳng tắp, như một cây tùng xanh. Bất khuất. Không có ai có thể dung chuyển. Đây cũng là Diệp thần. Còn không chết, thằng nhóc ngươi ngược lại có chút ý nghĩa. Bất quá lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nhị trưởng lão có chút thẹn quá thành giận, lần nữa một bước đi tới Diệp thần trước người. Một trưởng vỗ ra. Một trưởng này. Mang theo cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Thương khung cũng làm biến sắc. Mây đen cuồn cuộn. Dị tượng. Có thể dẫn động dị tượng. Cái này phải kinh khủng dường nào lực lượng à. Diệp thần hẳn phải chết. Nhị trưởng lão nụ cười cơ hồ là dữ tợn. Hắn hưởng thụ loại hành hạ này con mồi cảm giác. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn lại có thể phát hiện cái này lập tức phải chết thanh niên lại có thể ngẩng đầu lên. Diệp thần cười. Khóe miệng mặc dù mang máu tươi, nhưng là lộ vẻ được vô cùng tà mị. Giống như nắm trong tay hết thảy. Không sợ sống chết. Lão già kia, muốn giết ta, người có thể biết ta đứng sau lưng dạng gì tồn tại sao? Diệp thần một tiếng giống giận, kim quang tách thả ra. Hắn giơ tay lên, lại một quyền đập ra ngoài. Nhị trưởng lão chau mày, hắn chân thực không nghĩ ra, cái này con kiến hôi lại vẫn dùng thân xác chống cự. Tìm không chết được. Hai người cảnh giới và thân xác chênh lệch khổng lồ như vậy. Còn cứng đối cứng. Nhưng mà. Một giây kế tiếp. Nhị trưởng lão nụ cười khinh thường đột nhiên đọng lại. Bởi vì một cổ lực lượng giải khai nhị trưởng lão tay. Diệp thần lui về phía sau 5-6 bước. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là không có gì đáng ngại. Làm sao có thể. Một bên nhị trưởng lão nhưng là trợn to mắt mâu hoảng sợ nhìn mình tay. Hắn như vậy lực lượng lại còn không có giết ngươi cái này con kiến hôi. Mới vừa rồi cổ lực lượng kia cực kỳ đặc thù. Lực lượng này thậm chí có thể nói là rất khủng bố. Căn bản không có thể từ nơi này con kiến hôi trong cơ thể thả ra. Hắn căn bản không biết, Diệp thần trong cơ thể có luân hồi mộ địa.
Luân hồi mộ địa trong, có thượng cổ đại năng chấn giữ. Mà ngay mới vừa rồi, đoán tạo thần quân ra tay, toàn bộ lực lượng cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình, để cho nó ngắn ngủi có thần vương cảnh tầng 5 ngày chiến lực. Chuyện này, chỉ có Diệp Thần biết. Đáng tiếc, đoán tạo thần quân thần niệm sử dụng quá nhiều lần, yếu ớt không thiếu, hôm nay đối mặt cái này nhóm cường giả căn bản không đủ rồi. Diệp Thần quả đấm cầm chặt, lau sạch khóe miệng vết máu, con người cực kỳ nghiêm túc. Hắn rất rõ ràng, luân hồi mộ địa lực lượng vậy không nhất định đủ dùng. Hắn phải nghĩ biện pháp khác. Tiểu Hoàng và Huyết Long. Không được, lần trước chúng bị thương, hiển nhiên không đủ để chống đỡ bây giờ chiến đấu. Ác ma mắt. Tựa hồ lực lượng cũng không đủ. Đáng chết. Thật chẳng lẽ trời muốn mất ta Diệp Thần. Những người khác thấy như vậy cảnh tượng con người đều là thương tiếc và kinh hoàng. Diệp Lăng Thiên lại là hô, điện chủ, đi mau. Điện chủ, đi mau, đừng để ý chúng ta. Điện chủ, người lá bài tẩy đã dùng, đi mau à. Chỉ cần điện chủ còn sống, chúng ta liền không tính là diệt à, điện chủ, đi à. Đi. Gần như tất cả mọi người đang để cho Diệp Thần rời đi. Cái này căn bản không cách nào đánh. Tổ hợp toàn bộ nhập thần cảnh người, đem lực lượng hội tụ ở điện chủ trên mình. Chơi được tay không tới hai chiêu, trận pháp đều bị đánh tan, điện chủ vận dụng lá bài tẩy, rất rõ ràng thực lực còn không bằng điều khiển trận pháp lúc lực lượng, giờ phút này phải đi. Căn bản không phải đối thủ, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Đi! Ngươi lấy là, ngươi có thể đi. Nhị trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, vô số huyết khí hội tụ toàn thân. Lại là ngưng tụ ra một chuôi huyết kiếm, nhắm thẳng vào Diệp Thần. Huyết kiếm càng ngày càng gần. Sống chết tựa như lại thời gian vừa niệm. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, cổ lực lượng này, thật giống như không thuộc về ngươi, bất quá như cũ suy nhược, còn không bằng mới vừa rồi. Nếu ngươi là phản kháng ta huyết kiếm môn người thứ nhất. Được, ta ngày hôm nay liền tại tất cả trước mặt người, đem ngươi ngược giết. Nói xong, hắn vung tay lên. Một cổ quy luật lực rơi vào Diệp Lăng Thiên, Diệp Phong đợi một chút tất cả mọi người trên mình. Nháy mắt tức thì, 90 vị nhập thần cảnh, hơn ngàn đế tôn cảnh, hơn 10.000 đạo nguyên cảnh toàn bộ bị định trụ, nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần. Nhị trưởng lão lộ ra lau một cái nụ cười âm trầm, nói, bắt đầu rồi. Rào rào, một cổ ánh sáng vạch qua thiên địa trên dưới. Nháy mắt tức thì, vô luận là huyết kiếm môn người. Vẫn là Côn Lôn hư người, thậm chí còn 8 đại thế lực người toàn bộ đình trệ xuống, duy trì vẻ mặt và động tác, giống như là thời gian bỗng nhiên đình trệ như nhau, chính là vậy hai vị hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả, đều không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần nhưng là có thể nhúc nhích, không khỏi được sững sốt một chút, thời gian pháp tắc. Cũng không phải là đơn thuần thời gian pháp tắc. Rào rào, lại một đạo quang sóng hiện lên, bốn phía không gian bị mổ ra tới. Một mình hình thành một cái 100 mét lớn nhỏ nhà. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, đã sớm không phải trước cửa điện, mình thân ở một nơi đặc thù trong không gian, lực lượng thật kinh khủng, lại có thể nắm trong tay hết thảy, đây là cường giả hạ xuống. Kết quả là ai? Đang lúc này, từng đạo ánh sáng rực rỡ hiển hóa ra. Diệp Thần con người gắt gao nhìn chằm chằm vậy đạo quang hoa. Ánh sáng rực rỡ dần dần tản đi. Chỉ gặp một người trung niên cô gái chậm rãi đi ra, cô gái người mặc màu xanh nhạt cung bào, đỉnh đầu gió sai, giống như là một cái người quý phụ vậy. Nàng một thân một mình, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt bình thản, trong mắt đều là trên cao nhìn xuống ý. Diệp Thần thấy thân ảnh này, trong mắt hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đột nhiên phủ xuống sẽ là người phụ nữ này. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ngươi có thể gọi ta là Linh Vận Tiên Tôn. Giờ phút này Diệp Thần con người hiện lên lạnh. Bỏ mặc cái này Linh Vận Tiên Tôn hạ xuống nơi này mục đích là cái gì, giữa hai người thủ vẫn ở. Là ngươi. Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đâu? Các nàng thế nào? Diệp Thần căm tức nhìn Linh Vận Tiên Tôn. Kỷ Tư Thanh, đã là ta đệ tử, Hạ Nhược Tuyết cũng sắp. Linh Vận Tiên Tôn thần sắc bình thản, nói, lần này, nếu như không phải là Kỷ Tư Thanh để cho ta tới giúp ngươi. Người phế vật này ngày hôm nay hẳn phải chết. Cũng không biết, Kỷ Tư Thanh làm sao sẽ vừa ý ngươi loại vật này. Thấp như vậy xuống cảnh giới,
thấp như vậy tiện xuất thân. Nhưng hết lần này tới lần khác còn dám chất vấn ta, là muốn ta nổi giận à? Nàng Thanh Tuyệt trong ánh mắt, tràn đầy vẻ tức giận, nói, bổn tôn nói cho ngươi, như ngươi không phải Kỷ Tư Thanh coi trọng người, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi trong lòng có tức giận, bổn tôn cũng đã giết ngươi ngàn vạn lần lần. Còn nữa, ta ở Linh Võ Đại Lục đệ tử nhưng mà ngươi ra tay. Ngươi có thể biết đây là tội gì? Diệp Thần bước ra một bước, chỉ vào Linh Vận Tiên Tôn uy áp tiến về trước. Bốn mắt nhìn nhau. Ta không cần ngươi giúp. Càng không cần ngươi cái này cưỡng ép bắt người cái gì chó má tiền bối trợ giúp. Ở ta trong mắt, ngươi chính là cường đạo. Diệp Thần căm tức nhìn Linh Vận Tiên Tôn, phẫn nộ quát tự tiện mang ta đi người. Thật là vô sỉ, nếu như ta có thực lực, định đem ngươi đánh được quỳ xuống đất dập đầu. Càn rỡ. Ngươi tự tìm cái chết. Linh Vận Tiên Tôn giận quát một tiếng, điểm ngón tay một cái, nếu như thiên thần vậy, vô số không gian quy luật lực hóa thành không gian chi nhận, hướng Diệp Thần vặn cổ ra. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Không gian chi nhận, chính là hơn thước lớn nhỏ, nhưng không vật thật, đánh bay giết thần kiếm và diệt hồn ma thần thương, rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cởi trần trên người ngay tức thì xuất hiện một đạo tiếp theo một dấu máu. Nhìn thấy mà giật mình. Chính giữa khổ đau, khó có thể dùng lời diễn tả được. Sau đó, một chuôi không gian chi nện, trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Phốc! Thật là ác độc bà cụ. Diệp Thần khó khăn bò dậy, thân hình chấn động một cái, khôi phục mình vết thương mấy phần, nói, bà cụ, người dám can đảm làm nhục ta, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một khắc sau, hắn vận dụng linh hồn lực. Liên lạc luân hồi mộ địa. Rào rào. Lại một cổ ánh sáng rực rỡ thoáng qua, ở hắn và luân hồi mộ địa trước hóa thành một đạo bình phong che chở, thậm chí cắt đứt Diệp Thần và luân hồi mộ địa giữa liên lạc. Luân hồi mộ địa các sư tôn, không ra được. Ta không biết trên mình ngươi có bí mật gì. Ta cũng không quan tâm. Dù là tùy thân đi theo mấy cái hợp đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh cường giả thần niệm, là có thể khiêu khích bổn tôn. Ta giúp ngươi là nhận Kỷ Tư Thanh tình, nhưng là bây giờ ngươi thái độ như thế, có thể biết đã là tội chết. Linh Vận Tiên Tôn ánh mắt thanh tuyệt, lạnh nhạt nói, quỳ xuống đi, quỳ xuống, bổn tôn tha ngươi không chết. Diệp Thần làm sao có thể quỳ? Quỳ? Ngươi là thứ gì? Ta Diệp Thần chỉ quỳ phụ mẫu, chính là cả thiên địa đều không quỳ, huống chi là ngươi. Diệp Thần người thẳng tắp, quanh thân quanh quẩn từng đạo màu đỏ thấm khí huyết. Kim thân hóa thành màu xích kim hình dáng, nếu như một tôn người kim vậy, sừng sững ở nơi này phương không gian, thật giống như đã từng là bàn cổ đại thần sừng sững ở giữa thiên địa vậy. Quỳ, tu luyện mấy năm, nhảy vút này cả người, không quỳ trời, không quỳ đất. Không có bất kỳ người có thể để cho ta quỳ xuống, trừ phi ta cam tâm tình nguyện quỳ ta sư phụ mẫu. Nếu không, cũng không ai được. Huống chi là ngươi Linh Vận Tiên Tôn. Cưỡng ép mang ta đi người thương, còn muốn ta chủ động quỳ ngươi. Nói vớ vẩn. Thiên địa. Buồn cười tiểu tử. Ngươi lấy là thiên địa rất cao quý à? Linh Vận Tiên Tôn khẽ mỉm cười, tựa hồ đang nhìn một cái buồn cười con kiến hôi, nói thiên địa. Vậy phải xem kia phương thiên, kia phương thế giới. Nếu như ta Linh Võ Đại Lục thiên địa, ngay cả là Niêm Phong cửa cảnh cái thế đại năng, có thể không quỳ, bất kính thiên địa. Còn như người cái này đê tiện hạ cùng Côn Lôn hư thiên địa, cả thiên đạo và đại đạo cũng không có, là thứ gì? Bổn tôn bất quá bởi vì Kỷ Tư Thanh mà nói, không giết ngươi. Nàng ánh mắt lãnh lạt, giống như là một tôn viễn cổ sát thần đang nhìn Diệp Thần, nhưng ngươi đừng lấy là, bổn tôn sẽ không giết ngươi. Không nói. Quỳ đi. Theo Linh Vận Tiên Tôn tiếng nói vừa dứt, nói theo pháp động, chung quanh không gian quy luật lực, hướng Diệp Thần tấn công tới. Không gian quy luật lực hóa thành từng chuôi búa tạ, nện đấm Diệp Thần đầu gối, ngược lại là muốn xem, cái thằng nhóc này xương rốt cuộc cứng bao nhiêu. Vèo vèo vèo, vèo vèo, từng đạo không gian chi nhận vô căn cứ giết ra, cắt Diệp Thần thân xác. Vô tận uy áp lại là như đại sơn vậy đè xuống. Nhưng là Diệp Thần như cũ nếu như tượng đá vậy xúc đứng ở nơi đó, không là bất kỳ mà động, tựa hồ vĩnh viễn là đánh không ngã Thanh Tùng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Linh Vận Tiên Tôn, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn,
chốc lát bây giờ, giống như một cái người máu, coi như đau khổ đi nữa, hắn vậy cắn răng nhịn xuống. Đây là hắn Diệp Thần đối đãi cường giả thái độ. Hắn không phục. Nhục ngày hôm nay, nếu để cho hắn may mắn sống được, nhất định trăm lần trả lại. Loại đau khổ này thậm chí mạnh hơn Ngụy Vô Thành trăm lần. Ngụy Vô Thành bị 3.500 đao lăng trì, mới vừa bắt đầu 100 đao chính là đau đớn vạn phần, thậm chí nói thẳng cầu xin tha thứ. Diệp Thần không chỉ không có cầu xin tha thứ, thậm chí không nói tiếng nào, sâu thẳm con ngươi căm tức nhìn Linh Vận Tiên Tôn. Quỳ. Dựa vào cái gì quỳ? Liền bởi vì ngươi so ta mạnh, ngươi là có thể lăng nhục ta. Vậy đã như vậy, chờ ta leo lên hợp đạo cảnh ngày đó, nhất định giết tới Linh Tiên Đế Cung, đem ngươi đánh được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lăng chỉ coi là cái gì? Ta không chỉ tu luyện, còn đi luyện thể chi đạo, dù là máu thịt toàn bộ vỡ nhỏ, cũng có thể chốc lát bây giờ khôi phục, điểm thống khổ này muốn để cho ta khuất phục, để cho ta quỳ xuống, không thể nào. Nghịch. Linh Vận Tiên Tôn khẽ hô một chữ, quy luật lực xông ra, bọc lại Diệp Thần. Rõ ràng có thể gặp, Diệp Thần trên mình đang khôi phục, vết thương, nhưng lại nghịch chuyển trong nháy mắt chạy đi, thân thể khôi phục lại máu thịt còn chưa khôi phục thời gian, nghiêm chỉnh mà nói, thời gian thụt lùi 2 giây, hơn nữa đình trệ ở, không để cho Diệp Thần khôi phục kim thân. Xương là cứng rắn. Kim thân phách thể cấp 7, trần trụi kim cốt. Người cái này bức thân thể coi như có thể. Linh Vận Tiên Tôn trên gương mặt không nhìn ra thần sắc tới, nhưng là cười nói, đã như vậy, ta liền đánh nát ngươi dựa vào, xem ngươi quỳ không quỳ. Bổn tôn. Chính là Vạn Tiên Tôn Sư, Linh Vận Tiên Tôn. Linh Tiên Đế Cung chi trưởng lão, ngươi chính là đế tôn cảnh thấy bổn tôn, chẳng những không quỳ còn dám can đảm bài xích bổn tôn. Bổn tôn niệm tình ngươi là Kỳ Tư Thanh coi trọng người, không giết ngươi. Nhưng là, người ngày hôm nay, phải cho bổn tôn quỳ xuống. Bịch bịch, phịch, từng chuôi không gian uy áp búa tạ, đánh vào Diệp Thần trên mình, mỗi một đạo công kích cũng không có so mạnh mẽ, mơ hồ đem Diệp Thần cũng đánh ra vết rách. Diệp Thần như cũ cắn răng căm tức nhìn Linh Vận Tiên Tôn, điều động cứ có thể điều động khí huyết lực, không ngừng khép lại. Thời khắc này hắn, bị không gian quy luật định trụ, thời gian pháp tắc bọc lại, căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ có thể lấy khí máu lực khôi phục, không quỳ, cho dù thiên địa đều không quỳ, làm sao có thể quỳ ngươi cái này lão yêu bà. Bình bịch bịch, bịch bịch, không gian chi nện đánh thanh âm, giống như là tiệm rèn sắt vậy, vang khắp không ngừng. Diệp Thần thân xác vậy xuất hiện từng đạo vết rách, chính giữa đau đớn giống như bị trên dưới 100 chiếc xe lửa qua lại nghiền ép vậy. Hắn nhớ thật kỹ liền loại cảm giác này. Luân hồi mộ địa trong. Đoán tạo thần quân Trần An Bình, bách kiếm thần quân Niếp Bách Kiếm, thần đan quân chủ Vương Càn Thiên, cùng với băng kiếm tiên tôn, bốn người cũng một mặt nghiêm túc, nhìn trên đỉnh đầu lối đi, tràn đầy cuồng bạo quy luật lực, giống như là một đạo bình phong che chở. Tựa hồ, ngăn trở mình đám người và mộ chủ Diệp Thần liên lạc. Phịch, Niếp Bách Kiếm một kiếm sử dụng, lại bị bình phong che chở bắn ngược trở về, đổ xuống đất hơn nữa yếu ớt. Hắn thần niệm lực lượng bản sẽ tùy thời gian ở suy giảm. Nếu như là bản thể, có lẽ có tư cách phá vỡ. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên không được. Hắn ho khan mấy tiếng, nói, không được, chúng ta là thần niệm thể, không có tư cách vận dụng quy luật lực, căn bản không cách nào phá cái này lão yêu bà bố trí trận pháp bình phong che chở. Vậy làm sao bây giờ à? Cái này lão yêu bà nhưng mà tạo hóa cảnh đỉnh cấp à? Đoán tạo thần quân buông tay nói, mộ chủ đối với nàng, đều không muốn một giây đồng hồ cũng sẽ bị giết à. Làm thế nào à? Diệp Thần nhưng mà bọn họ hy vọng, hắn nếu là tài ở nơi này, bọn họ không phải thua thiệt à. Vấn đề là Linh Vận Tiên Tôn lão thái bà này, bọn họ lại không chọc nàng, nàng thứ nhất là cầm bọn họ và Diệp Thần liên lạc cắt đứt, có ý gì à? Mấu chốt là, Diệp Thần hai cái nhỏ tức phụ đều bị nàng mang đi, lại là ý gì? Chúng ta bốn đạo thần niệm thể hợp nhất. Có lẽ nhưng có bộc phát ra hỗn nguyên cảnh chiến lực, đánh vỡ cái này màn ảnh. Thần đan quân chủ ánh mắt lóe lên, suy tư nói, đánh vỡ cái này bình phong che chở, chúng ta còn có thể còn lại một ít chiến lực, đến lúc đó phá lão kia yêu bà không gian thuật pháp, mang thằng nhóc kia rời đi. Linh Vận Tiên Tôn.
một cái tạo hóa cảnh đỉnh cấp lão yêu bà, sống mấy vạn năm. Lại có thể dùng thời gian pháp tắc và không gian quy luật kết hợp ra không gian bình phong che chở đi đối phó mộ chủ, cái này lão yêu bà phỏng đoán không yên lòng. Mộ chủ bây giờ là của mọi người hy vọng, quyết không thể để cho mộ chủ xảy ra chuyện. Được. Chúng ta bây giờ đem lực lượng hợp nhất, Nhiếp Bách Kiếm đuổi vội vàng đứng dậy tới. Không thể. Các ngươi cái này thần niệm thể lực lượng, còn dư lại không có mấy. Băng Kiếm Tiên Tôn cau mày, từ từ nói, Nhiếp Bách Kiếm ngươi chỉ còn lại 10% lực lượng, mà đoán tạo thần quân và thần đan quân chủ, các ngươi còn dư lại lực lượng cũng không nhiều, cho dù kết hợp ta, cho dù bạo phát ra hỗn nguyên cảnh tiền kỳ chiến lực. Tạm thời có thân phận thật sự một ít không gian quy luật. Nhưng là chúng ta không có ở đây quy luật. Huống chi, linh vận là tạo hóa cảnh, đã đem thời gian pháp tắc và không gian quy luật hòa làm một thể, chúng ta không có hợp đạo cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp chiến lực, là không thể nào phá vỡ nàng cái này bình phong che chở. Vậy làm sao bây giờ à? Nhiếp Bách Kiếm gần như gầm lên đi ra. Cùng, chúng ta thực lực không đủ, thân phận thật sự đều bị vây khốn, không có biện pháp cứu giúp Diệp Thần. Ta lúc đi ra, hơi dò xét một phen Diệp Thần, ta phát hiện Diệp Thần trên người có hai cổ lực lượng siêu cường. Băng Kiếm Tiên Tôn ánh mắt bén nhạy, tựa như xuyên thủng thời không vậy, hắn đứng chắp tay, từ từ nói, tựa hồ một cổ là thượng cổ huyết ma long thần hơi thở, có lẽ mộ chủ huyết mạch, là thượng cổ huyết ma long thần huyết mạch. Dĩ nhiên, nơi này chỉ thượng cổ. Cũng không phải là Côn Lôn hư thời đại thượng cổ, vậy chỉ là 3.000 năm trước. Mà là linh võ đại lục thời đại thượng cổ, đó là mấy trăm ngàn năm trước. Thượng cổ huyết ma long thần. Chỉ huyết long à. Có lẽ các ngươi không biết thượng cổ huyết ma long thần là vật gì. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi, đó là một cái vô cùng mạnh mẽ huyết ma long, đã đến phong thần cảnh giới. Thời đại thượng cổ, mấy vị phong thần tầng thứ đại năng ở vào hư không chinh chiến chém giết. Linh Kiếm Tiên Tôn dài hô một hơi. Nhớ lại mình khi còn nhỏ đời ở Băng Kiếm Đế Cung lật xem cổ tịch lúc, thượng cổ huyết ma long thần, tựa hồ cuối cùng bỏ mình, nhưng là để lại máu ma lực và huyết mạch lực, nhưng cũng không có bị người tìm được. Cho nên, ta hoài nghi mộ Diệp Thần trên người có huyết ma long thần lực lượng. Không cần lo lắng linh vận tiên tôn. Còn như một cổ lực lượng khác, ta không nói được. Hắn đeo kiếm đứng, ánh mắt quét qua ba người, thở dài một tiếng nói. Diệp Thần trên mình chắc có ba cổ huyết mạch lực, một cổ là thượng cổ huyết ma long thần, đây là huyết long hư ảnh ngưng tụ mấu chốt, một cổ là hắn bản thân huyết mạch, ngoài ra một cổ quá mạnh mẽ, ta chưa bao giờ ở bất kỳ cổ tịch lên thấy qua, là sơ đại huyết mạch cũng hoặc là luân hồi huyết mạch. Nhưng không biết là loại nào sơ đại huyết mạch. Mộ chủ thằng nhóc kia cũng không biết. Nhớ năm đó, bổn tôn cũng là bão lãm quần thư, không thiếu cấm kỵ mật pháp và thượng cổ bí văn đều biết được. Nhưng là không biết Diệp Thần trên người huyết mạch là loại nào cụ thể huyết mạch. Nhưng là thượng cổ huyết ma long thần lực lượng, ta là rõ ràng. Nghe được Linh Kiếm Tiên Tôn lời này, Nhiếp Bách Kiếm khẽ gật đầu, hắn thấy qua mộ chủ trên người huyết long hư ảnh, vị kia thời đại thượng cổ phong thần, cuối cùng rơi xuống mạnh mẽ đại năng huyết mạch, hẳn xuất từ cái này con yêu thú. Nhiếp Bách Kiếm hơi yên tâm lại, nhưng vậy không thể làm gì. Hắn lực lượng đã tiêu hao không còn một mống, Trần An Bình và Vương Càn Thiên vậy không kém nhiều ít, còn như Băng Kiếm Tiên Tôn mặc dù có khỏe hẳn chiến lực, mang mộ chủ chạy khỏi huyết kiếm môn công kích tạm được, đối chiến linh vận tiên tôn là không thể nào, dẫu sao cùng tầng thứ cường giả, một đạo thần niệm thể làm sao có thể địch nổi người ta bản thể. Bên ngoài, không gian bình phong che chở trong. Chỗ này không gian bình phong che chở giống như là một nơi nhà nhỏ như nhau. Ở chỗ này không có ở đây trôi qua, thậm chí là đơn độc không gian, có thể ở chỗ này đã qua lại lâu, đối với ngoại giới mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Còn không quỳ. Thôi, bổn tôn phế ngươi thân xác. Linh vận tiên tôn một chỉ điểm ra, nếu như trời vậy thật lớn đám mây, che phủ xuống, đè ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, có vạn quân nặng. Ken két ca. Ken két. Diệp Thần thân xác khảng thương vang dội. Lóe ra không thiếu tia lửa, toàn thân cũng đầy vài vết nứt, sợ rằng một khắc sau thì phải bể nát. Phách thể kỳ thân xác, cũng không phải là hóa cương cảnh thân xác. Phách thể kỳ, kim thân máu thịt bị đánh bể cũng không có ngại, chỉ cần kim cốt vẫn còn ở là được.
Nhưng là kim xương bể nát liền liền chỉ còn lại linh hồn lực, đến lúc đó cho dù có thể lần nữa ngưng tụ thân thể, chỉ là người bình thường thân thể, chiến lực chí ít suy nhược 80% trở lên, khi đó chính là tùy tiện một cái đế tôn cảnh hậu kỳ người tới, cũng có thể đánh chết Diệp Thần. Muốn để cho ta quỳ. Lão yêu bà, người còn chưa đủ tư cách. Lão tử cho dù toàn thân nổ tung, thân thế đạo vẫn, vậy tuyệt không thể nào cho ngươi quỳ xuống. Diệp Thần như cũ đứng nghiêm, cũng đã làm xong bể tan tành chuẩn bị. Rơi. Linh vận tiên tôn mặt vô thần sắc, nói theo phát ra, đám mây rơi xuống, tiến một bước vỡ nhỏ Diệp Thần thân thể. Mắt thấy thân thể sắp toàn diện bể tan tành lúc, một cổ cực hạn khí huyết lực chọc thủng không gian phép tắc giam cầm. Một giây kế tiếp, một đầu huyết long từ Diệp Thần trong thân thể lao ra, nhanh chóng biến thành vạn trượng thần long, vô số lực lượng mạnh mẽ làm vỡ nát không gian quy luật lực. Đây vẫn chưa kết thúc. Dám động ta chủ nhân. Lão yêu bà ngươi xong đời. Lại một cổ máu màu vàng sáng bóng từ Diệp Thần trong cơ thể lao ra, là Tiểu Hoàng. Giờ phút này Tiểu Hoàng hóa thành một đầu hơn trượng lớn nhỏ cự thú, chân đạp thời không quy luật, giận quát một tiếng, vô số khí sát phạt lao ra, trực tiếp làm vỡ nát thời gian pháp tắc. Giờ khắc này, linh vận tiên tôn diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần trong cơ thể lại vẫn cất giấu cái này hai đạo lực lượng. Mấu chốt cái này hai đạo lực lượng ra sân quá mức bá đạo. Lại có thể trực tiếp đạp phá nàng quy luật lực. Đùa gì thế? Nàng lực lượng làm sao có thể bị một cái hạ tiện vị diện rác dưới phá vỡ? Nàng thẹn quá thành giận. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một người hai thú. Thời gian pháp tắc và không gian quy luật đều bị huyết long và tiểu hoàng xông phá. Hai thú trông nom Diệp Thần. Diệp Thần trên mình ánh sáng rực rỡ chớp mắt, có thể nhúc nhích dùng lực lượng của thân thể, liền nhanh chóng tự chữa thương thế, đan dược ăn vào, mặc dù không chật vật như vậy, thực tế vẫn còn là vết thương chồng chất, hắn nhìn một cái tiểu hoàng và huyết long. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai tên sẽ tới cứu mình. Bọn họ cũng không bị thương sao? Như thế giúp mình không muốn sống nữa. Bất quá dưới mắt, cái này không phải là Diệp Thần quan tâm. Hắn bước ra một bước, căm tức nhìn linh vận tiên tôn, bà cụ, ngày hôm nay lão tử muốn thu thập ngươi. Thằng nhóc, còn muốn ngất trời không được. Hai đầu nghiệt xúc, cũng muốn ngăn trở bổn tôn. Tự tìm cái chết, linh vận tiên tôn giang hai cánh tay ra, trong tay mỗi người quanh quẩn ra một cổ lực lượng. Tay trái lòng bàn tay tóe ra màu đỏ thắm sáng bóng, một đoàn quang sóng từ từ sinh ra, là do quy luật tạo thành. Tay phải lòng bàn tay tóe ra màu xanh nhạt sáng bóng, một chuôi không gian chi nhận ngưng luyện ra, là do không gian quy luật tạo thành. Tạo hóa cảnh. Vì sao là tạo hóa cảnh? Dung hợp thời gian pháp tắc và không gian quy luật, lĩnh ngộ một tia tạo vật quy luật, có sáng tạo thiên địa chi được gọi là, chỉ cần lên cấp tinh khiếu cảnh, liền không là thời gian và không gian gây thương tích, chỉ cần không chết, tiện việc thiên địa cùng tồn tại. Tạo hóa cảnh đỉnh cấp linh vận tiên tôn. Đã sớm chỉ nửa bước vào tinh khiếu cảnh, chính là tinh khiếu cảnh sơ kỳ người cũng không làm gì được nàng. Giờ phút này, một cái nho nhỏ Diệp Thần, một cái đế tôn cảnh ba tầng ngày người, lại có thể dám can đảm chống đối nàng. Còn dám phản kích, thật là tự tìm cái chết. Thời không chi nhận, giết. Linh vận tiên tôn đem hai tay hai cổ lực lượng hợp hai là một, hóa thành một chuôi lóe ra luyện chế sáng bóng binh khí, trực tiếp sử dụng. Vạch qua không gian lúc làm được từ mình không gian bình phong che chở cũng có chút run rẩy, như vậy nhất kích chính là hợp đạo cảnh cũng không ngăn nổi à. Thời khắc này Diệp Thần, đã hoàn toàn chọc giận linh vận tiên tôn. Lão yêu bà, lấy là cảnh giới cao, liền rất lợi hại à. Tiểu Hoàng bước ra, đi tới Diệp Thần trước người, màu đỏ con ngươi lóe lên đạo đạo ma quang, nếu như thượng cổ thần rõ ràng hóa vậy. Nó màu đỏ con ngươi nhanh chóng lưu lại một giọt máu nước mắt, chợt nhanh chóng toát ra một cổ ma quang, hiển hóa ra một tôn huyết ma sư, có chấn thiên thước oai, giận quát một tiếng, hai móng biến thành lưỡi đao, đồng thời không chi nhận va chạm chung một chỗ, vô số dư âm chấn động ra. Thanh thế như vậy thật lớn, mạnh mẽ như vậy. Chu Diệt hợp đạo cảnh cũng không nói ở đây, thậm chí Diệp Thần cũng không có so khiếp sợ. Tiểu Hoàng tiếp tục bùng nổ ma quang và kinh khủng khí huyết lực, rất miễn cưỡng là đem linh vận tiên tôn đỉnh ra 100 mét ra ngoài,
là Diệp Thần khôi phục để lại đầy đủ thời gian. Bình bịch bịch, bịch bịch, đạo đạo tiếng va chạm truyền ra, vô số thời gian pháp tắc và không gian quy luật mảnh vỡ bốn tản mát, thậm chí là không gian bình phong che chở đều bị đánh được bể tan tành không chịu nổi. Linh Vận Tiên Tôn lại lần nữa ngưng tụ không gian bình phong che chở, chân chân tránh tránh và tiểu hoàng hợp lại giết. Nguyên lấy là, bổn tôn là vận may cảnh. Có thể nói đỉnh cấp. Con sư tử này, không qua một cái cường giả hậu duệ thôi, cũng dám khiêu khích ta. Giờ phút này ngược lại có chút coi thường con sư tử này, lại có thể vận dụng căn nguyên chân lực tới và ta chiến đấu, cái này bất kể hậu quả. Được, người bất kể hậu quả. Bổn tôn cũng không để lại mạng ngươi. Linh Vận Tiên Tôn thông suốt ra tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo roi, một chuôi do dao long long ra chế thành máu rồng roi, tàn nhẫn lực vừa kéo, roi xuyên phá không gian, đi thẳng tới tiểu hoàng sau lưng, rơi xuống ngay tức thì lặp đi lặp lại đánh ra trăm ngàn lần. Phốc, lão yêu bà ngươi thật là ác độc. Ta cũng không tha ngươi. Tiểu hoàng vậy đánh ra chân hỏa, toàn thân cao thấp máu tươi đầm đìa. Xương cốt đều bị đánh nát không thiếu. Giờ phút này, toàn thân nó cháy ra từng đạo u minh lửa cháy mạnh, phóng lên cao, đánh lui bể tan tành không gian, bức lui máu rồng roi, toàn thân rực rỡ đổi mới hoàn toàn, phát triển đến 10 trượng lớn nhỏ, nếu như thôn thiên diệt địa sư ma vậy. Nó thu lấy hư ảnh, dùng đến thân mình, lại lấy cao nhất ma lực bọc thân xác, gần người cùng Linh Vận Tiên Tôn chém giết ở một khối. Bình bịch bịch, oanh oanh. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Linh Vận Tiên Tôn càng đánh, càng kinh ngạc, nói, lại có thượng cổ sư ma chiến thần huyết mạch. Ngươi rốt cuộc là ai? Thời đại thượng cổ, Linh Võ Đại Lục bạo phát ra lần lượt phong thần cuộc chiến. Từng vị phong tước hiệu thần linh thân rồng, ma thần, kiếm thần chờ đại chiến, chính giữa thì có được gọi là có thể nuốt trời diệt địch sư ma chiến thần, nhưng ban đầu sư ma chiến thần không phải đã vẫn diệt à? Hơn nữa huyết mạch cũng gãy lìa. Tại sao lại ở đây rác dưới đất một con yêu thú trên mình xuất hiện? Chẳng lẽ cái này con yêu thú là thượng cổ sư ma chiến thần hậu duệ, vẫn là nói vị kia chuyển thế thân? Thôi, bỏ mặc. Chuyển thế thân thì như thế nào? Hậu duệ thì như thế nào? Đã vẫn diệt thần, ở trong mắt ta không tính là cái gì. Bây giờ Nhật Bản tôn không dứt muốn chân áp diệp thần, còn muốn đem ngươi phế bỏ. Để cho các ngươi biết khiêu khích bổn tôn giá phải trả. Nàng tự nhiên không biết tiểu hoàng huyết mạch đến từ luân hồi mộ địa. Đến từ luân hồi mộ địa một vị nghịch thiên đại năng. Ta là tổ tông ngươi. Dám khi dễ ta lão đại, ta đánh được ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tiểu hoàng miệng mặc dù cứng rắn, nhưng dẫu sao là vận dụng mình căn nguyên, cùng Linh Vận Tiên Tôn kịch chiến được vô cùng kịch liệt, có thể cuối cùng không phải mình bản thể lực lượng. Mình bản thể dù là bị thời gian pháp tắc và không gian quy luật đánh tới một chút cũng sẽ toàn diệt. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là bản thể quá yếu. Nếu không, bộc phát ra này cùng lực lượng, sợ gì Linh Vận Tiên Tôn. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Bên cạnh, Diệp Thần quanh thân lóe ra từng đạo ánh sáng rực rỡ, vừa vặn mượn Linh Vận Tiên Tôn không gian quy luật lực, đoán tạo thân thể. Giờ phút này. Hắn thân xác lên cấp đến kim thân phách thể cấp 8, căm tức nhìn Linh Vận Tiên Tôn nói, lão yêu bà, lão tử cũng tới diệt ngươi. Chủ nhân, chờ một chút. Tiểu Long có thể giúp ngài tạm thời thật thể hóa đại đạo. Đồng thời, giúp ngươi hoàn thiện một cái đại đạo. Để cho Diệp Thần bất ngờ là Huyết Long lại còn nói chuyện. Huyết Long hư ảnh hơi thở bùng nổ, nếu như Long Thần vậy mạnh mẽ, nói chủ nhân ba cái đại đạo, mỗi một cái đều rất mạnh. Ta có thể vận dụng căn nguyên, trợ giúp chủ nhân tiến hơn một bước. Đến lúc đó, chủ nhân thu nạp ta lực lượng, tạm thời đem đại đạo thật thể hóa. Lại đi đánh giết cái này lão yêu bà. Đại đạo thật thể hóa. Vì sao là thật thể hóa, là thật đang hiển hóa ra, chiến lực tăng vào trăm lần. Lớn như vậy đạo hiển hóa, thông thường mà nói cũng chỉ có hợp đạo cảnh cường giả mới có thể làm được. Thần vương cảnh cường giả đem đại đạo biến thành thần vương nói, cũng chỉ là nửa thật thể, chỉ là tăng cường gấp đôi chiến lực thôi, nhưng là toàn bộ đại đạo thật thể hóa, liền sẽ có một cái tuyệt đối biến chất quá trình. Tu đạo, rồi đến đại đạo thật thể hóa. Cần phải đi qua mấy cái quá trình, từ đạo nguyên cảnh thẳng đến hợp đạo cảnh. Lĩnh ngộ đạo lực,
diễn biến hơi lớn đạo hình thức ban đầu, đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện, hóa thành chân chính đại đạo. Đại đạo lại nửa thật thể hóa, cuối cùng hoàn toàn thật thể hóa. Hợp đạo cảnh cường giả sở dĩ gọi chi là hợp nói, liền đem đại đạo thật thể hóa, hơn nữa cùng tự thân tương hợp, phương là hợp nói, như vậy thứ nhất, đại đạo bất diệt, thân mình không chết. Được. Khổ cực ngươi. Diệp Thần nhanh chóng toát ra mình đại đạo. Bất diệt kiếm đạo hiển hóa ra, vô số bất diệt kiếm khí sôi trào ra, thẳng sông lên nóc. Sát lục chi đạo hiển hóa, vô số khí sát phạt tràn ngập bốn phía, thật giống như muốn giết phạt chuyện gian tất cả sinh linh như nhau. Mất đi chi đạo hiển hóa sau đó, vô số mất đi lực làm rỗi rãnh gian quy luật lực đều có chút suy nhược, mỗi một cái đại đạo đều có 3.000 mét dài, trong đó hai cái nhưng là không đầy đủ, mơ hồ chỉ là hư ảnh, cũng không thật thể. Mỗi một con đường đều là hàng đầu đại đạo, nếu như tạm thời thật thể hóa, Diệp Thần chiến lực đem sẽ tăng vọt đến nghịch thiên trình độ. Chủ nhân, ta tới, ta do chủ nhân mà tồn tại, là chủ nhân mà chiến. Huyết Long vốn là Diệp Thần trong thân thể tạo thành, Diệp Thần nếu như chết, nó tất nhiên tiêu tán. Nó không chỉ giúp Diệp Thần, đồng thời cũng ở đây giúp mình. Tiểu Hoàng cũng là như vậy. Huyết Long ngửa đầu gầm thét tiếng, trong cơ thể một viên long hạch hoàn toàn thả ra lực lượng tới, phổ biên vô tận máu ma lực lan tràn ra, bọc lại Diệp Thần ba cái đại đạo, mỗi một cái đại đạo đều được cực nhanh tăng lên. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Từng đạo ánh sáng rực rỡ bay qua, sát lục chi đạo hoàn toàn hoàn thiện, thả ra một cổ diệt tuyệt thiên địa khí cơ. Tương đối Diệp Thần cảnh giới vậy đang nhanh chóng tăng lên, trực tiếp đột phá đế tôn cảnh tầng 6 trời, chiến lực tăng cường gấp mấy lần, có thể cái này ở linh vận tiên tôn cái này các người trước mắt trong cũng đã không coi vào đâu, đỉnh hơn chính là rắn chắc một chút con kiến. Hóa đạo. Ba đạo. Ngưng tụ. Huyết Long cao quát một tiếng, nhảy vút thiên lên, hóa thành đạo đạo huyết quang, phân biệt sáp nhập vào ba cái đại đạo bên trong. Gần như nháy mắt tức thì, ba đạo bộc phát ra vô số ma quang, có 102 không gian bình phong che chở mỗi một nơi, từng cổ một cường đại lực lượng tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Ba cái đại đạo, mất đi chi đạo, bất diệt kiếm đạo, sát lục chi đạo, ngắn ngủi ngưng tụ, toát ra khí cơ thậm chí làm rỗi rãnh gian bình phong che chở run rẩy liên liên. Huyết Long lực lượng đã vượt ra khỏi hợp đạo cảnh tầng thứ. Đây là căn nguyên của nó lực lượng, một mực để dành ở chỗ sâu nhất lực lượng, thành tựu để ngừa vạn dùng một chút. Giờ phút này toàn bộ dùng đến, tạm thời cố hóa liền Diệp Thần đại đạo. Hô hô hô, hô hô, đạo đạo gió lớn vạch qua. Diệp Thần tóc đen loạn vũ, trước ngực quanh quẩn huyết long khí, chân đạp càn khôn lực, đỉnh đầu ba cái đại đạo. Nếu như thượng cổ ma thần dáng thế vậy, tuy chỉ có thời gian pháp tắc và không gian quy luật lực, khí huyết lực cũng đã để đạt tới một cái tầng thứ tột cùng. Đây là ngắn ngủi có thực lực. Nhưng là đủ rồi. Hắn ngưng mắt nhìn linh vận tiên tôn, nói, lần này, ta không để cho ngươi nếm thử một chút dạy bảo, ngươi thật đúng là lấy là, ngươi là cao cao tại thượng tiên tôn. Lại là thượng cổ huyết ma long thần lực lượng. Làm sao có thể? Linh vận tiên tôn toàn lực bùng nổ, một trường vỗ bay Tiểu Hoàng, hoảng sợ nhìn Diệp Thần, nói, trên mình ngươi, làm sao có thể sẽ có thượng cổ huyết ma long thần lực lượng. Thượng cổ huyết ma long thần. Huyết ma. Long thần. Chỉ riêng cái này hai cái từ ngữ, đã đủ để cho đại đa số linh võ đại lục người hoảng sợ. Huyết ma, ý nghĩa vô biên vô tận khí huyết và ma khí, này nhóm cường giả chém giết, càng kịch liệt càng mạnh mẽ. Long thần, long tộc thần, chính là vậy thượng cổ thần long, cũng phải hơi kém long thần một ít. Thượng cổ huyết ma long thần, đây chính là có thể sánh bằng thái hư cảnh cái thế cường giả à, cái này nhóm cường giả cho dù chết, sau đó duệ vậy tuyệt đối không bình thường à. Lại là một vị thời đại thượng cổ, liền phong thần cường giả hậu duệ, cái này Diệp Thần rốt cuộc lai lịch ra sao à. Trước mặt con yêu thú này, là thượng cổ sư ma chiến thần hậu duệ. Khá cái thời đại thượng cổ lúc sư ma chiến thần tàn nhẫn, đánh hoàn toàn không muốn sống, tại sao lại tới một cái thượng cổ huyết ma long thần hậu duệ? Cái này Diệp Thần, chẳng lẽ cũng là một cái phong thần cường giả hậu duệ? Ngươi thằng nhóc này, bất phàm. Được, bổn tôn liền thử một lần ngươi chiến lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ngươi lá bài tẩy lại thật lợi hại.
Linh Vận Tiên Tôn tay cầm một chuôi không gian quy luật ngưng tụ trường kiếm, hoảng sợ giết ra, thân hình xuyên thủng tầng tầng không gian, ngay lập tức gian đi tới Diệp Thần trước người. Diệp Thần ba cái đại đạo thu nạp lực lượng, hoàn toàn lần nữa đột phá một cái đỉnh cấp, tay không cùng Linh Vận Tiên Tôn đánh giết chung một chỗ, hắn không hữu dụng giết thần kiếm, vậy không có dùng diệt hồn ma thần thương. Cái này khác biệt binh khí. Một loại là cửu phẩm tiên khí, một kiện là cấp 4 thần vương khí. Đối mặt thần vương cảnh cường giả còn hữu dụng, đối mặt tạo hóa cảnh Linh Vận Tiên Tôn, chính là giao thủ không tới chốc lát liền sẽ bể tan tành, dứt khoát liền không dùng tới, miễn được bể nát lãng phí. Oanh oanh oanh, bình bịch bịch, không gian bình phong che chở trong Diệp Thần và Linh Vận Tiên Tôn giao thủ mấy trăm chiêu, đánh được vô cùng thảm thiết. May mắn là tại không gian bình phong che chở trong, nếu là ở Côn Lôn Hư, sợ rằng hơn nửa Côn Lôn Hư đều đã bể tan tành, vô số người đều phải chết mất. Cuối cùng, một đạo thân hình bạo lui ra, là Linh Vận Tiên Tôn. Linh Vận Tiên Tôn cánh tay trái mơ hồ rạn nứt, thần giác treo máu tươi, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói, người rốt cuộc là ai? Ta không tin, một cái để tiện hạ cùng thế giới, sẽ có người người như vậy tồn tại. Nói, ngươi là cái nào phong thần cường giả hậu duệ? Ngươi tự thân huyết mạch lực, nhìn như là sơ đại huyết mạch, nhưng làm sao có thể sẽ có sơ đại huyết mạch, ở kém như vậy dưới tình huống liền mạnh như vậy? Rào rào. Diệp Thần bạo lui ra, mới vừa rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng ba cái đại đạo bị hoàn toàn đánh trở về hư ảnh trạng thái. Hắn tay trái che ngực, tay phải lau thần giác máu tươi. Lần này đại chiến, ta mặc dù bị thương nghiêm trọng, linh vận cũng không khá hơn chút nào. Hắn nói, sơ đại huyết mạch. Chính là sơ đại huyết mạch. Còn như ngươi, không xứng biết ta huyết mạch vì sao. Như còn muốn chiến, dù là chết trận, lão tử vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe nói như vậy, Linh Vận Tiên Tôn ngược lại là cười, khẽ gật đầu nói, ngược lại không tệ, có tư cách theo đuổi Kỳ Tư Thanh. Bất quá, cảnh giới của ngươi vẫn còn quá yếu. Vậy hai đầu hung thú lực lượng hao hết, ngươi chính là một đế tôn cảnh phế vật. Chống đỡ chết đánh chết nhập thần cảnh tầng 9 thiên mà thôi. Trong lời nói, Linh Vận Tiên Tôn tựa hồ nhớ lại đến mấy vạn năm trước thời điểm. Mình cũng từng thấy qua một cái đỉnh thiên lập địa thanh niên, không sợ mạnh mẽ, không hướng cường quyền khuất phục, thậm chí kể cả mình vậy cam nguyện đi theo hắn, cùng nhau tàn sát những cái kia phách lối cuồng ngông, gạt đời diệt phái tồn tại. Nhưng lại chẳng bao lâu sau, người thanh niên kia bỏ mình. Mà mình, muốn làm tàn sát cuồng vọng thiếu nữ, nhưng cuối cùng trở thành bọn họ. Bọn họ, là chỉ một ít cuồng ngông, coi tên yếu là con kiến hôi cường giả, tự tiện khi dễ tên yếu, không vì thiên hạ, chỉ là người. Nhưng kết quả lúc nào, chính nàng cũng trở thành loại người kia. Đã như vậy, ta liền không tiếp tục nữa, cái này Diệp Thần, cũng xem là tốt. Từ thấp phú thế giới leo đến bước này, vậy trải qua không thiếu, ta tự nhiên cũng không thể đem cùng linh vũ thế giới thanh niên so sánh, lại càng không dùng lại khi dễ hắn, bây giờ giết hắn dễ dàng, nhưng cái này sao cái hạt giống tốt, liền đáng tiếc. Linh võ đại lục thanh niên, so sánh với Diệp Thần. Xuất thân, địa vực, nội tình, hoàn cảnh, các loại đều không cùng. Diệp Thần ở hắn cái thế giới này, làm được đứng đầu bá chủ. Mà những cái kia thanh niên, xuất thân tài nguyên đợi một chút cũng so hắn cao được hơn, nhưng khó mà làm được linh võ đại lục bá chủ. Nói tóm lại, Diệp Thần, không tệ. Chỉ là có thể hay không thấy Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết, liền xem người này tạo hóa. Rào 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 rào. Không gian quy luật vạch qua. Linh Vận Tiên Tôn thu lạnh như băng, bình thản nhìn về phía Diệp Thần, giờ phút này nàng quan niệm đã có thay đổi. Nàng nói, lần này tới Côn Lôn Hư, là ta đồ Kỳ Tư Thanh nơi nhờ, tới cứu các ngươi, tránh các ngươi gặp phải huyết kiếm môn tàn sát. Không quá ta muốn ta không cần. Ngươi mới vừa bùng nổ lực lượng đủ để giải quyết, nhưng bây giờ ngươi lực lượng tiêu hao không còn một mống, là không thể nào. Dứt khoát ta như cũ hoàn thành đối với đầu nhi lời hứa. Còn như ngươi, không có hợp đạo cảnh, liền không cần nhớ ta đầu nhi, bởi vì không xứng. Ta không xứng với phối, không khỏi được ngươi mà nói. Diệp Thần hỏi, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết, các nàng khá tốt hà.
Linh Vận Tiên Tôn ngửa mặt lên trời cười nói, trở thành ta Linh Vận Tiên Tôn đệ tử, còn sẽ không tốt à? Các nàng sau này là thiên chi kiêu nữ, là thần nữ. Nếu như ngươi không có đến hợp đạo cảnh, cũng không xứng ta Đổ Nhi. Nàng trong lời nói chợt nghĩ tới điều gì, liền nói, đã như vậy, ngươi thích hai nàng, các nàng cũng nói tốc độ tu luyện của ngươi cực nhanh, không tới 10 năm bây giờ từ một người bình thường tấn thăng đến Côn Lôn hư đứng đầu. Cái này còn coi là có thể, chưa từng làm được có. Ta giống vậy cho ngươi một lần khảo nghiệm, một trong năm, từ đế tôn cảnh tấn thăng đến hợp đạo cảnh, ngươi tới ta Linh Tiên đế cung. Một năm sau ngươi nếu là có thể đánh bại ta, hai nàng tự nhiên có thể cùng ngươi rời đi. Nếu như không làm được, ngươi liền cho cút. Cút được càng xa càng tốt, vĩnh viễn không nên tới đụng chạm các nàng. Bởi vì, ngươi không xứng. Một năm, từ đế tôn cảnh tầng 6 thiên đến hợp đạo cảnh đỉnh cấp. Ít nhất phải hợp đạo cảnh đỉnh cấp, mới có thể chống lại dung hợp thời gian pháp tắc và không gian phép tắc Linh Vận Tiên Tôn. Hợp đạo cảnh và tạo hóa cảnh chênh lệch, thậm chí vượt qua bất kỳ cảnh giới nào giữa chênh lệch, giống như phàm người và thần tiên chênh lệch, đã là như vậy, Diệp Thần cũng nhận được hợp đạo cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp, mới có thể chống lại Linh Vận Tiên Tôn. Một năm thời gian, từ đế tôn cảnh tầng 6 thiên đến hợp đạo cảnh tầng 9 thiên. Loại chuyện này chính là đứng đầu nhất gia tộc lớn, vậy không làm được, cho dù toàn lực đào tạo một người học trò, vậy đặc biệt khó khăn. Huống chi còn muốn vượt cấp đối chiến tạo hóa cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp Linh Vận Tiên Tôn, không khác nào nói vớ vẩn. Linh Vận Tiên Tôn, là muốn mượn này khó khăn đến Diệp Thần, để cho Diệp Thần biết khó mà lui. Một năm mà thôi. Không coi vào đâu, ước định này, ta tiếp theo. Diệp Thần ánh mắt kiên nghị. Một năm. Từ đế tôn cảnh tầng 6 thiên đến hợp đạo cảnh tầng 9 thiên. Đối với người khác mà nói hoàn toàn là chuyện nghìn lẻ một đêm. Vô luận như thế nào cũng không thể đến. Nhưng là đối với Diệp Thần mà nói, cũng không phải là chân chính khó khăn sự việc, hắn từ bí cảnh đi ra, đi tới ngàn tuyệt thành tác chiến đến bây giờ cũng không quá mấy tháng thời gian, tu vi đã từ hư vương cảnh tầng 8 trời, tăng lên tới đế tôn cảnh tầng 6 trời, tăng lên hơn 20 cảnh giới nhỏ. Chỉ cần tốc độ tăng nhanh, linh võ đại lục khắp nơi cũng được bảo, tài nguyên đặc biệt hơn. Đến lúc đó Diệp Thần một trong năm lên cấp đến hợp đạo cảnh tầng 9 trời, không hẳn là không thể. Được. Ngược lại là có gan phách. Linh Vận Tiên Tôn khẽ gật đầu, cũng không biết tán thưởng, vẫn là miệt thị ý nghĩa. Nàng tiện tay thu lấy không gian bình phong che chở, hai người đi tới Quang Minh Điện đình đường ra, chung quanh hết thảy cường giả toàn bộ thân hình đình trệ, đều bị thời gian pháp tắc khống chế, đối với Diệp Thần mà nói. Hắn tại không gian bình phong che chở trong đã qua đến 10 phút, nhưng là đối với ngoại giới mà nói, chỉ là một giây đồng hồ cũng chưa tới mà thôi. Thật là mạnh. Thời gian đình trệ. Không gian phong tỏa, Diệp Thần ánh mắt nhìn Linh Vận Tiên Tôn, âm thầm suy tư nói, đây chính là tạo hóa cảnh à. Tinh thông, hơn nữa dung hợp thời gian pháp tắc và không gian quy luật. Một tay để cho thời gian ngắn ngủi đình trệ, một tay xây dựng khốn địch đặc thù không gian. Thậm chí có thể vận dụng không gian quy luật chu diệt kẻ địch. Chiến đấu giữa cường giả, chính là một giây đồng hồ chênh lệch, đều đủ để tuyệt đối sống chết. Nhất là cảnh giới cao tác chiến. Giống như là Linh Vận Tiên Tôn loại này nắm trong tay thời không phép tắc người mà nói, giết hợp đạo cảnh, thật quá buông lỏng. Bắn. Linh Vận Tiên Tôn khẽ quát một tiếng, thời gian dừng lại biến mất, tất cả mọi người đều có thể động. Hàn Vân, Diệp Lăng Thiên. Diệp Vô Địch, Hàn Sương đợi một chút người ngưng mắt nhìn Diệp Thần và Linh Vận Tiên Tôn, đều có chút kinh ngạc. Cái này nữ tiền bối, là điện chủ mời tới trợ giúp à? Làm sao đột nhiên bây giờ đến nơi này, tốc độ thật nhanh, lại có thể ở huyết kiếm môn cường giả dưới mắt, nhanh chóng đi tới nơi này. Đi chết! Diệp Thần! Nhị trưởng lão khôi phục động tác, vừa thấy Diệp Thần không có ở đây trên tay mình, lúc này phi thân tới. Cần phải nắm Diệp Thần. Chính là huyết kiếm môn. Cút. Linh Vận Tiên Tôn tiện tay một trường, vỗ vào nhị trưởng lão trên mình, một cổ lực lượng vô hình hoàn toàn bộc phát ra. Trên mặt đất, nhị trưởng lão thân hình đình trệ xuống, sắc mặt trong mang không thể tin thần sắc, kinh ngạc nhìn về phía Linh Vận Tiên Tôn, lại cúi đầu xem mình thân thể, mình thân xác, thì đã tấc tấc nứt nẻ.
Mình là hỗn nguyên cảnh tầng 5 thiên. Mình thân xác là hư thể kỳ cấp 5 à? Làm sao có thể? Làm sao có thể trực tiếp bể? Không! Không! Theo một đạo thanh âm tuyệt vọng hiện lên. Nhị trưởng lão thân xác vỡ ra, linh hồn đều ở đây nháy mắt tức thì bị phai mờ. Huyết kiếm môn, huyết linh tộc, một vị hỗn nguyên cảnh trung kỳ cường giả cái thế, dễ dàng liền bị một trưởng đánh chết. Như tình huống như vậy, hai bên đều nhìn sửng sờ. Đây là lực lượng gì? Hoàn toàn không thể vượt qua lực lượng à? Cô gái này tiền bối, thật là mạnh. Quá mạnh mẽ, là điện chủ sư tôn à? Diệp Lăng Thiên và Hàn Vân dụi mắt một cái, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hỗn nguyên cảnh tầng 5 trời, hỗn nguyên cảnh trung kỳ à? Cái này ở Côn Lôn Hư thời đại thượng cổ đều là bá chủ một phương, có thể minh mông Côn Lôn Hư cái thế cường giả, lại có thể bị cái này phụ nữ thần bí một cái tát đập bể. Không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí chính hắn cũng không có chú ý tới, sau đó liền thân xác nổ tung, linh hồn mất đi. Nữ nhân này lại là ai, cường đại như thế nào à? Giết! Giết! Dám can đảm giết máu ta kiếm môn người. Tất cả mọi người xuất kiếm, giết địch. Hỗn nguyên tầng 9 ngày đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn, mang còn lại 11 vị hỗn nguyên cảnh, 7 vị thần vương cảnh, lúc này muốn hướng linh vận tiên tôn lướt đi. Dừng tay! Dừng lại! Hai vị hợp đạo cảnh trưởng môn vội vàng lên tiếng, thậm chí tự mình ra tay đem mấy phe người cản lại. Các ngươi không nhận biết nàng, ta biết nàng. Đây là linh vận tiên tôn à? Chính là sư tôn đều không gặp được là đối thủ của đối phương à? Không nghĩ tới, Diệp Thần tiểu xúc sinh này, sau lưng lại có thể đứng mạnh như vậy khủng bố tồn tại. Đây cũng là cường ngạnh sức. Huyết linh tộc hơn 10 vị trưởng lão, mấy vị hộ pháp thần sắc sững sốt một chút, nhìn về phía nhà mình trưởng môn, đều có chút mờ mịt, nhà mình hai trưởng lão chết, tại sao không trả thù à? Các ngươi lùi qua một bên. Ta tới giao thiệp, trưởng môn Trần Long chậm rãi đi ra, ở dưới con mắt mọi người, hướng linh vận tiên tôn ôm quyền, nói, gặp qua tiền bối. Coi là ngươi thức thời, linh vận tiên tôn đứng chắp tay, khẽ gật đầu. Xin hỏi tiền bối, chính là Diệp Thần sư môn trưởng bối à? Nếu như là, chúng ta tự nhiên không dám tái phạm Côn Lôn Hư. Chúng ta lập tức rời đi. Trần Long ôm quyền khom người, tư thái hạ xuống tới cực điểm. Linh vận tiên tôn tiền bối mới vừa xuất thủ giết nhị trưởng lão, là nhị trưởng lão đáng chết, dám khiêu khích tiền bối. Tội có cần phải được. Hắn lại nói, đúng rồi, chẳng biết lúc nào, Côn Lôn Hư có ngài chiếu cố. Phịch, một dấu bàn tay bay tới, đem hợp đạo cảnh 3 tầng ngày Trần Long đánh bay ra ngoài. Linh vận tiên tôn thu tay lại, ánh mắt quét qua Diệp Thần, cùng với tinh kiếm môn lão tổ, Hàn Vân các người. Bình thản nói, bổn tôn cũng không phải là người Côn Lôn Hư, vậy không Côn Lôn Hư sau lưng cường giả, còn như chiếu cố Côn Lôn Hư chuyện. Chuyện này, chính là bổn tôn đáp ứng một vị đệ tử làm. Bổn tôn đệ tử yêu mến đến từ Côn Lôn Hư, cho nên, các ngươi như đối với Côn Lôn Hư và Diệp Thần ra tay. Hôm nay, ta giết không tha. Linh vận tiên tôn nói tiếng nói tràn đầy cao cao tại thượng. Cho dù đối mặt huyết linh tộc huyết kiếm môn cũng là như vậy. Nàng có cái này tư cách. Đây là cường giả mọc như rừng thế giới. Thực lực phi tôn. Nếu như huyết kiếm môn người sau lưng hạ xuống, có lẽ còn có và nàng ngôn ngữ tư cách. Nhưng là những người ở trước mắt, hiển nhiên không có. Cái này, Trần Long chật vật bò dậy, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn do dự hồi lâu, như cũ ôm quyền nói, tiền bối, ta nếu là như thế trở về. Nhà ta sư tôn nơi đó, không dễ ăn nói à? Một cái chỉ là chỉ nửa bước bước vào tạo hóa cảnh lão gia, không đủ gây sợ hãi. Linh vận tiên tôn hơi thở nở rộ ra, bị thương nặng huyết kiếm môn 7 vị thần vương cảnh hộ pháp, nói, hắn cái lão gia hỏa này nơi đó, ta sẽ đi nói. Còn như Côn Lôn Hư, một trong năm cũng không muốn xâm lấn. Trần Long không có còn dám phản bác, lấy hắn thực lực. Linh vận tiên tôn muốn giết hắn không cần phế bao lớn công phu. Sau đó, linh vận tiên tôn nhìn về phía Diệp Thần, không ở lắc đầu nói, người vậy coi là nhất giới đứng đầu à. Thấp như vậy xuống thực lực, chớ nói chi là bổn tôn, chính là huyết linh tộc, người cũng không giải quyết được.
Ta khuyên ngươi vẫn là quên Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đi. Ngươi như vậy thấp cùng người đàn ông, không xứng với ta Đỗ Nhi. Diệp Thần đang muốn đáp lại, thương thế chợt tăng thêm, mới vừa rồi cái đó thượng cổ trận pháp lực lượng bắt đầu cắn trả. Hắn thần sắc khó khăn. Loại đau khổ này cơ hồ muốn cho Diệp Thần tan vỡ. Cho dù như vậy, Diệp Thần vẫn là cố nén đau đớn, cố gắng ngẩng đầu lên. Không sợ hãi chút nào. Trong mắt lạnh như băng và kiên quyết. Linh Vận, hôm nay ngươi cao cao tại thượng, được gọi là tiên tôn. Uy lâm bát phương, bất tử bất diệt, nhưng là đoạt ta người thương. Ta Diệp Thần không thừa ngươi tình, vậy không lạ gì ngươi ra tay. Đối với ta lại xây một năm, ta nhất định phó một năm ước hẹn. Ta sẽ để cho ngươi cảm thụ hôm nay thống khổ, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng ta Diệp Thần là dạng gì tồn tại. Linh Vận Tiên Tôn nghe được câu này tiếng nói, cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận ngươi thiên phú không tệ, nhưng là cái này một năm, ngươi có thể hay không còn sống cũng là cái vấn đề. Ngươi thụ địch quá nhiều, không hiểu ẩn nhẫn, sợ rằng mấy tháng liền sẽ chết yểu. Bất quá, ta hay là mong ngươi có thể bước lên ta Linh Tiên Cung, bởi vì khi đó, ta có thể ngay trước Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh mặt, nghiền ép ngươi, ta sẽ để cho các nàng rõ ràng. Người Diệp Thần kết quả là dạng gì rác dưới. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc ngưng trọng không thôi. Vị này Linh Vận Tiên Tôn, là Kỳ Tư Thanh Sư Tôn. Là Kỳ Tư Thanh khẩn cầu Linh Vận Tiên Tôn, nàng mới đến chừng cứu chúng ta à? Nếu thật là như vậy, ngược lại thật là phải cảm tạ Linh Vận Tiên Tôn một phen, còn như điện chủ thực lực vẫn là quá kém, căn bản không cách nào sánh bằng huyết linh tộc người. Có lẽ điện chủ ban đầu không nên sớm như vậy dơ lên phản kháng huyết linh tộc đại kỳ. Bây giờ, chính là quang minh điện đường mọi người, cũng cảm thấy Diệp Thần thực lực không đủ. Dẫu sao Diệp Thần quá trẻ tuổi. Thời gian tu luyện quá ngắn. Thiên phú mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đối địch loại này lão yêu quái à. Diệp Thần thực lực là Côn Lôn hư thứ nhất, nhưng ở linh võ đại lục lại coi là cái gì? Lần này... Nếu không phải Linh Vận Tiên Tôn ra tay, sợ rằng liên đới điện chủ ở bên trong, chúng ta cũng sẽ chết à. Một màn này, huyết kiếm môn trưởng môn Trần Long nhìn, thần giác hơi miệng nhếch một cái nụ cười, nói, Diệp Thần, nguyên lai ngươi là một tiểu bạch kiểm à. Ta còn lấy là Linh Vận Tiên Tôn tiền bối, là ngươi Diệp Thần sư môn trưởng bối. Không nghĩ tới à, ngươi Diệp Thần lại còn cần dựa vào người phụ nữ. Muốn không phải là nữ nhân của ngươi. Phỏng đoán ngươi ngày hôm nay thì phải chết. Trần Long lời nói rửng rưng, nhưng câu câu nói cũng giống như là thấu xương lưỡi dao sắc bén vậy, xuyên thấu Diệp Thần. Diệp Thần cố nén đau đớn trên người, trong lòng dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Hắn muốn tu luyện. Hắn muốn điên cuồng tu luyện. Dựa vào người phụ nữ. Lão tử chưa bao giờ dựa vào người phụ nữ. Nếu như Linh Vận cái này lão yêu bà ngày hôm nay không đến. Không tiêu hao tiểu hoàng và huyết long lực lượng, ta như cũ có thể đánh bạo các ngươi. Huyết kiếm môn, huyết linh tộc, cùng lão tử lên cấp hỗn nguyên cảnh, trước hết giết lên các ngươi tông môn, đem các ngươi từng cái bắn chết. Đừng cho là linh võ đại lục tông phái cũng rất mạnh, ở ta Diệp Thần trong mắt, bất quá chỉ là một cái gà vườn chó đất mà thôi. Linh Vận Tiên Tôn, ta huyết kiếm môn tuân thủ ngài nói. Một năm sau lại tới tấn công Côn Lôn hư. Liền để cho tên mặt trắng nhỏ này, sống lâu một năm thời gian. Trần Long ôm quyền từ từ nói, còn như ngài Đỗ Nhi, là thần nữ, còn được khuyên nhiều khuyên, chúng ta linh võ đại lục dạng gì thiên kiêu hào kiệt đều có, không nên thích một cái như vậy thấp võ vị diện đế tôn cảnh con kiến hôi. Diệp Thần cái này con kiến hôi, có thể không xứng với ngài Đỗ Nhi. Đến đây, chúng ta đi về trước. Nói xong, Trần Long xoay người liền dẫn huyết linh tộc người rời đi. Linh Vận Tiên Tôn không xem Diệp Thần một mắt, vậy xoay người biến dạng không gian đi, tựa như Diệp Thần ở trong mắt bọn họ, thật liền chỉ là một phế vật mà thôi. Điện chủ, ngài thế nào? Điện chủ, ngài khá tốt à? Diệp điện chủ, Hàn Vân, Diệp vô địch, Hàn Sương và Tinh Kiếm môn lão tổ cùng bốn vị cường giả chạy tới, đỡ lên Diệp Thần. Diệp Thần nhưng là trực tiếp cự tuyệt, như cũ cắn răng tức giận. Đang cố gắng vận chuyển khí huyết chữa thương. Hôm nay, nguyên bản ta mang Côn Lôn hư và tám đại thế lực nhập thần cảnh, chống cự huyết linh tộc,
nhưng là không nghĩ tới, sẽ biến thành như vậy. Linh vận tiên tôn lão thái bà này hạ xuống, quyết định một năm ước hẹn. Tốt, một năm sau ta đánh được ngươi lão thái bà này răng vãi đầy đất, hôm nay làm nhục, một năm sau toàn bộ trả lại. Còn như huyết kiếm môn trưởng môn Trần Long. Nói ta con kiến hôi. Tốt, không cần mấy tháng, ta liền để cho các người xem ta cái này con kiến hôi, là như thế nào diệt tuyệt các ngươi huyết kiếm môn, diệt trừ các ngươi huyết linh tộc. Thù này không báo, thề không làm người. Không ngại, ta vào điện nghỉ ngơi. Hết thảy sự việc, tạm thời do Hàn Vân xử lý. Diệp Thần ngắn ngủi giao phó mấy câu, liền tiến vào bên trong điện bế quan. Lần này tác chiến mặc dù thực lực tăng lên rất lớn, nhưng là thân xác bị căn bản tính tổn thương, chính là ba cái đại đạo cũng bị đánh tan không một số ít, coi như là triệt triệt để trọng thương. Giao 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 giao. Hai đạo ánh sáng trạch từ đại đạo trong bay ra, là Tiểu Hoàng và Huyết Long. Huyết Long yếu ớt vô cùng, cũng không lời nói, trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa chữa thương. Nó có thượng cổ huyết ma long thần huyết mạch, có thể coi là như vậy, đối chiến tạo hóa cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp linh vận tiên tôn, vậy hao phí quá nhiều lực lượng, cho tới trọng thương, suýt nữa rơi vào trong ngủ mê. Tiểu Hoàng tê liệt ngồi dưới đất, nhìn Diệp Thần, nói, lão đại à, lần này vì giúp ngươi, ta bị thương cũng không nhẹ à. Nó thu nhỏ thành liền mèo lớn nhỏ hình dáng, cả người máu tươi, khí huyết càng ngày càng yếu. Nó không thể không nói, lão đại à, ta phỏng đoán được ngủ say một đoạn thời gian. Ta không biết cái này thời gian là bao lâu. Ngắn thì một tháng, lâu thì ba chục năm, ta có thể cũng tô không tỉnh lại, dĩ nhiên, cũng có thể cả đời đều tỉnh lại, ngươi trân trọng. Nói xong, Tiểu Hoàng hóa thành một đạo sáng bóng, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần mờ mịt, tỉ mỉ cảm thụ Tiểu Hoàng và Huyết Long tình huống, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, căn cơ bị tổn thương, so mình thương thế đều phải nghiêm trọng, hắn không nhịn được hỏi luân hồi mộ địa đại năng, các sư tôn, các ngươi nghe được ta thanh âm à? Nghe được, Niếp Bách Kiếm đáp lại, mới vừa rồi lão kia yêu bà che giấu ngươi và luân hồi mộ địa liên lạc. Chúng ta không ra được. Không có biện pháp giúp ngươi. Không ngại, Diệp Thần sắc mặt thảm trắng, vội vàng hỏi, Tiểu Hoàng và Huyết Long, rốt cuộc thế nào? Niếp Bách Kiếm và Trần An Bình nhìn xem, khẽ lắc đầu, biểu thị không biết. Băng kiếm tiên tôn thả ra một cổ lực lượng nhu hòa, đi sâu vào Diệp Thần trong cơ thể cha xem, hồi lâu sau mới lên tiếng, quả nhiên, là thượng cổ huyết ma long thần và thượng cổ sư ma chiến thần huyết mạch. Chúng có cực mạnh huyết mạch. Ngược lại không có thể chết đi. Trừ phi là niêm phong cửa cảnh cường giả tới, nếu không linh vận là giết không chết bọn chúng, nhưng là cũng để cho chúng bị thương nghiêm trọng. Người huyết nhục ngược lại là không ngại, chỉ là trọng thương, căn nguyên căn cơ bị tổn thương không lớn. Chỉ cần một đoạn thời gian khôi phục cho giỏi. Diệp Thần khẽ gật đầu, trước tác chiến Huyết Long đem lực lượng phóng thích cho mình, cũng không có trực tiếp cứng rắn thép linh vận tiên tôn. Nhưng là Tiểu Hoàng không giống nhau à. Một mình ngăn trở linh vận tiên tôn mấy phút đồng hồ, thậm chí vận dụng căn nguyên căn cơ lực lượng, đưa đến bị tổn thương vô cùng là nghiêm trọng. Còn như, cái này có thượng cổ sư ma chiến thần huyết mạch đứa nhỏ. Nguyên bản trong cơ thể hắn chắc có mấy đạo phong ấn, theo phong ấn bể tan tành mà thực lực đạt được biên độ lớn tăng lên. Băng kiếm tiên tôn từ từ nói, nhưng là, nguyên bản nó là sắp bể tan tành hạ một đạo phong ấn. Tăng lên thực lực, chỉ là lần này tổn thất nghiêm trọng, bể tan tành phong ấn thất bại, ngược lại phong ấn mau muốn đem nó phong ấn, muốn cho nó ngủ say cái trăm ngàn năm sau khôi phục thương thế. Trăm ngàn năm, như thế dài, Diệp Thần đều có khác biệt. Đúng, không dứt muốn thời gian dài như vậy. Linh kiếm tiên tôn nói, cho dù trăm ngàn năm trôi qua, nó có thể tỉnh lại, vẫn như cũ sẽ mang trọng thương, nó hẳn một mình đối chiến linh vận tiên tôn. Trên người có thời gian pháp tắc và không gian phép tắc mảnh vỡ còn sót lại. Những thứ này mảnh vỡ sẽ từng bước một biến mất căn nguyên của nó. Ngủ say ngược lại thương thế sẽ nặng hơn, chỉ là sẽ không chết mà thôi, nhưng cả đời này sợ rằng khó mà tăng lên nửa bước. Hơn nữa sẽ theo thương thế càng ngày càng nặng, tới hơn tỉnh lại không tới 10 năm, hẳn phải chết. Tiền bối, như thế nào cứu nó? Diệp Thần vội vàng nói, Tiểu Hoàng là ta đồng bạn. Từ ta yếu lúc nhỏ liền một mực đi theo ta sẽ không để cho nó xảy ra chuyện,
vô luận là dạng gì giá phải trả, ta đều phải cứu nó. Ngàn năm ngủ say, tỉnh lại sau chỉ có 10 năm tuổi thọ. Không được, tuyệt đối không được, vô luận trả giá cao gì, cũng được cứu tiểu hoàng. Cứu nó, cũng không phải không được, chỉ là cần một quả linh chỉ đan. Thần vương cấp tầng thứ, linh chỉ đan, là được rồi. Băng kiếm tiên tôn suy tư nói, nó dẫu sao chân chính cảnh giới, cũng chỉ có đế tôn cảnh tầng thứ, cho nên thần vương cấp linh chỉ đan có thể cứu nó. Chỉ là linh chỉ đan phương pháp luyện chế ta sẽ không, hơn nữa vật liệu các ngươi Côn Lôn hư, không nhất định có. Ta sẽ, bất quá chỉ là linh chỉ đan mà thôi. Thần đan quân chủ hít thở sâu một hơi, nói, ngày xưa ta có thể luyện chế hợp đạo cảnh thần đan, huống chi chính là một quả thần vương cấp linh chỉ đan, còn như vật liệu Côn Lôn hư là khẳng định không có, bất quá đợi hồi ta viết xuống, người đi linh thành thử một chút, nói không chừng có thể. Linh chỉ đan, một loại đặc biệt đan dược, sở dĩ lấy tên linh chỉ, chính là bởi vì loại đan dược này, là Côn Lôn hư trong duy nhất một loại có thể trị khỏi bệnh căn nguyên căn cơ đan dược. Căn nguyên căn cơ, chính là mỗi một sinh linh căn cơ sở tại, ngày sau tu luyện, phá cảnh đợi một chút cũng lệ thuộc vào căn nguyên căn cơ, vậy đều là để dành ở linh hồn lực và xương sọ chỗ giáp giới, là nhất đồ trọng yếu. Một khi căn nguyên căn cơ bị tổn thương, nhẹ thì không cách nào tiến thêm một bước, nặng thì sẽ chết đi. Giống như là tiểu hoàng, bộc phát ra bổn nguyên lực lượng, cưỡng ép có hợp đạo cảnh đỉnh cấp khí huyết chiến lực, một mình lực bính linh vận tiên tôn trăm chiêu, đưa đến bổn nguyên lực lượng quá độ tiêu hao, thậm chí bị linh vận tiên tôn đả thương căn nguyên, cho nên mới đưa đến hạ một cánh cửa không cách nào phá vỡ, thực lực không cách nào tăng lên, lại là muốn rơi vào trong ngủ mê. Được, mời sư tôn viết xuống. Ngoài ra, Niếp sư tôn, linh vận lão kia yêu bà nói tiểu hoàng có thượng cổ sư ma chiến thần huyết mạch. Huyết long có thượng cổ huyết ma long thần huyết mạch, Diệp thần suy tư nói, thời đại thượng cổ, thật có cái này hai vị thần minh à. Niếp bách kiếm ánh mắt thâm thúy, nói Côn Lôn hư thời đại thượng cổ rất ngắn, lão yêu bà hẳn là chỉ linh võ đại lục thời đại thượng cổ, cái này, người phải hỏi băng kiếm mới được. Côn Lôn hư lịch sử không dài không ngắn. Thời đại thượng cổ chính là dùng cho rất nhiều hợp đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh và thần vương cảnh thời đại. Khi đó, Côn Lôn hư còn là trong võ vị diệt, phơi bày ra một cái trình độ cao nhất cường thịnh kỳ, xông ra quá nhiều thiên tài và cao thủ, có thể gặp phải huyết linh tộc và Bắc Cung gia tộc chèn ép, cho đến đại chiến kết thúc, chư cường chết, không rơi xuống cũng đều bị bắt liền huyết kiếm môn trong. Đến đây thời đại thượng cổ kết thúc, mới bắt đầu thời đại mới. Côn Lôn hư vậy từ trong võ vị diện biến thành thấp võ vị diện. Mà linh võ đại lục thời đại thượng cổ, linh võ đại lục võ giả, tùy tiện một cái cũng có thể sống thêm vạn năm, hỗn nguyên cảnh thọ nguyên mấy trăm ngàn năm, hợp đạo cảnh mấy trăm ngàn năm, đi lên nữa căn bản cũng chưa có thọ nguyên cái khái niệm này, muốn so với Côn Lôn hư cổ xưa rất nhiều. Linh võ đại lục thời đại thượng cổ, càng lâu đời và đáng sợ. Băng kiếm tiên tôn từ từ nói, khi đó, không hề thiếu phong thần cấp cường giả khác, thậm chí có phong tước hiệu chân thần, phong tước hiệu thánh giả cường giả, cuối cùng bộc phát một trận đại chiến, bên người ngươi cái này hai cái nhỏ người, thì có ban đầu thời đại thượng cổ lúc, phong thần cấp đừng máu cường giả mạch. Phong thần, phong chân thần, phong thánh, ý nghĩa mỗi một cảnh giới danh hiệu. Giống như là Côn Lôn hư trong, thần vương cảnh tự phong tôn giả, hỗn nguyên cảnh tự phong kiếm chủ, tôn chủ đợi một chút. Hợp đạo cảnh phong tước hiệu quân chủ như nhau, một cái phong tước hiệu ý nghĩa một loại thực lực, là tôn xưng, cũng là thực lực đại biểu, chưa đến nỗi để cho người làm xáo trộn, cũng có để cho người tôn kính ý nghĩa. Diệp thần tuyệt đại đa số sư tôn, đều là thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh cường giả. Cường giả như vậy, ở linh võ đại lục vậy coi là một khối cường giả. Người đầu kia tiểu hoàng, ta cảm ứng được thượng cổ sư ma chiến thần. Chỉ là, không biết là huyết mạch hậu duệ, vẫn là chuyển thế thân. Băng kiếm tiên tôn chán gian mang một cổ anh khí, từ từ nói tóm lại, ta có thể ở chúng trong cơ thể cảm ứng được mấy đạo phong ấn, tương tự với cửa, giống như vậy. Mỗi đánh vỡ một cánh cửa, giống như là lên cấp một lần, có thể lấy được cực mạnh chiến lực, cũng có thể đề ra cảnh giới cao. Chỉ là không biết, cái này phong ấn là bọn chúng trưởng bối bày, vẫn là chúng mình bày ra. Hẳn là luân hồi mộ địa vị kia dành cho tiểu hoàng huyết mạch đại năng bố trí đi.
Diệp Thần nhìn về phía trong đó một tòa mộ bia, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ta hỏi qua Tiểu Hoàng và Huyết Long, chúng trí nhớ có chút thiếu sót, hẳn là tương tự với Long Phượng nhất tộc tình huống, nếu thật là thời đại thượng cổ phong thần cấp cường giả khác huyết mạch hậu duệ, ta cũng sẽ giúp chúng lên cấp. Tiểu Hoàng và Huyết Long. Ở Diệp Thần yếu lúc nhỏ liền đi theo ta, trợ giúp Diệp Thần rất nhiều lần. Diệp Thần dĩ nhiên là phải giúp chúng phá cửa lên cấp, tăng lên thực lực, ngày sau cũng có thể giúp hắn không thiếu. Lần này nếu là không có Huyết Long và Tiểu Hoàng, đối mặt cái đó lão yêu bà, hắn cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Đúng rồi, sư tôn. Diệp Thần hỏi thăm, phong thần, phong tước hiệu chân thần, phong tước hiệu thánh giả, đều là chút cảnh giới gì à? Đế tôn cảnh sau đó chính là nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh, niêm phong cửa cảnh, thái hư cảnh đợi một chút. Tạo hóa cảnh phong tước hiệu tiên tôn. Tinh khiếu cảnh cường giả, có thể gọi chi là phong thần. Băng kiếm tiên tôn từ từ nói, còn như niêm phong cửa cảnh là phong tước hiệu chân thần, xưa nhất thái hư cảnh chính là phong tước hiệu thánh giả. Bất quá, từ thượng cổ đại chiến kết thúc sau. Linh võ đại lục đều đã rất ít thấy phong thần cấp cường giả khác, trên căn bản lấy tạo hóa cảnh làm chủ, giống như là linh vận tiên tôn, ta thân phận thật sự bị phong ấn lúc, nàng là tạo hóa cảnh tầng 7 trời, hôm nay đến tạo hóa cảnh tầng 9 trời, kém không nhiều tương đương với cường giả đứng đầu. Còn như càng đi lên ba cảnh giới cường giả, hoặc là lui cư phía sau màn, hoặc là chính là không biết ở đâu bế quan. Tốt lắm, tiểu tử, bên cạnh. Đoán tạo thần quân cầm một cái toa thuốc, đưa cho Diệp Thần, nói, luyện chế linh chỉ đan, cần 17 loại thuốc, trong đó 13 loại dược liệu côn lôn hư những thứ này cũng có thể thay thế, còn như những thứ khác 4 loại, phỏng đoán linh thành là hy vọng duy nhất. Theo thứ tự là băng hỏa thảo, càn khôn diệp, chín hóa mộc, thiên tinh thảo. Cái này 4 loại thuốc, trên căn bản cũng ẩn chứa không gian chi lực, vậy cũng mọc lên ở giới vực chi địa. Cũng chính là không gian truyền tống trận chỗ thành phố bên bờ chỗ. Nguyên bản côn lôn hư cũng có, chỉ là đều bị huyết linh tộc mang đi, mà mỗi một bụi dược liệu đều cần hơn 10.000 năm thời gian sinh trưởng, cho nên côn lôn hư căn bản không có, ngươi chỉ có thể đi linh thành thử vận khí một chút. Đoán tạo thần quân nói sau nói, nhớ, 3 bụi cây băng hỏa thảo, 2 quả càn khôn diệp, 5 khối cửu hoa mộc, 1 bụi thiên tinh thảo. Băng hỏa thảo, càn khôn diệp, cửu hoa mộc, thiên tinh thảo. Diệp Thần gật đầu, nhận lấy toa thuốc, tạm thời đem Tiểu Hoàng đặt ở luân hồi mộ địa bên trong, hơn nữa lấy mình bổn nguyên lực lượng tạm thời cho Tiểu Hoàng áp chế thương thế. Hắn điều chỉnh 4 tiếng, uống mấy viên thuốc, thương thế khôi phục không thiếu. Nhưng mình căn nguyên vậy bị tổn thương, chiến lực chỉ còn lại 60% chừng. Hắn ra bên trong điện, ánh mắt quét qua rất nhiều chờ đợi người, nói côn lôn hư hết thảy như cũ. 8 thế lực lớn có thể rời vào côn lôn hư trong, hòa làm một thể, còn như 1 năm sau sự việc, ta sẽ xử lý. 1 năm. Cho ta 1 năm thời gian, huyết kiếm môn đây là các ngươi sai lầm lớn nhất. Cũng là linh vận lão yêu bà sai lầm. 1 năm thời gian, ta đủ để leo lên đỉnh cấp, đến lúc đó ta muốn cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này, điện chủ. Chúng ta, Hàn Vân muốn nói muốn chỉ. Nhưng thật ra là muốn nói, nếu không chúng ta rút lui đi. Rút lui đến những thứ khác vị diện cũng tốt, rút lui nhập linh võ đại lục cũng tốt, linh võ đại lục so côn lôn hư rộng rãi ngàn lần, chỉ cần không đi huyết kiếm môn chỗ ở phía nam, có lẽ chúng ta cũng không biết gặp gỡ huyết kiếm môn người. Bởi vì 1 năm thời gian, chân thực quá ngắn. Làm sao có thể có người 1 năm thời gian, từ đế tôn cảnh vào tới tạo hóa cảnh, căn bản chuyện không thể nào à? Điện chủ trẻ tuổi khí thịnh, có thể không biết trong đó khó xử, nhưng là thành tựu đại lý điện chủ, vẫn là được là điện chủ, cho mọi người tác tưởng. Bên cạnh tinh kiếm môn lão tổ các người, cũng là một mặt sầu bi. Nguyên lấy là Diệp điện chủ có thể giải quyết huyết kiếm môn người, không nghĩ tới cuối cùng là kết quả như vậy, lại kéo dài hơi tàn 1 năm thời gian. Bọn họ ngược lại là muốn đi linh võ đại lục, nhưng mà bọn họ không có nhập linh bài, không cách nào ra vào. Nếu như dựa vào Diệp Thần mà nói, có lẽ có thể cưỡng ép xông vào linh thành, mượn không gian truyền tống trận rời đi. Ta biết các ngươi ý tưởng. Ta cũng biết các ngươi muốn làm gì. Nhưng ta muốn nói là,
đi thông linh võ đại lục truyền tống trận, mặc dù là 16 tọa, nhưng là mỗi một tòa một lần đỉnh hơn 10 người. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng quét nhìn qua tất cả mọi người, từ từ nói, ta có thể làm chính là mau sớm tăng lên thực lực, còn như các ngươi thật tốt ở nơi này Côn Lôn hư tu luyện đi, ta có thể hướng các vị thề, một năm sau ta sẽ diệt trừ huyết kiếm môn. Thậm chí sẽ đánh bại linh vận tiên tôn cái đó lão yêu bà. Các vị, tự mình tu luyện đi đi, Côn Luân chúng ta hư bây giờ có thể luyện chế thần vương cấp đan dược, cũng có luyện chế thần vương khí một ít vật liệu có lẽ có thiếu. Hắn ánh mắt rơi vào tinh kiếm môn lão tổ cùng trên người, nói, nhưng tám thế lực lớn là có. Mọi người chung nhau một thể. Đừng đi công tác sai, bây giờ ta phải đi linh thành, tìm một ít dược liệu. Các ngươi tự mình tu luyện đi. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp rời đi. Bây giờ tình huống, lòng người tan rã, cũng cảm thấy một năm thời gian, Diệp Thần không cách nào đối kháng huyết linh tộc và linh vận tiên tôn. Nhưng là muốn rút lui, lại đi nơi nào rút lui. Có thể đi linh võ đại lục bất quá trăm người, những người khác thì như thế nào? Chỉ có thể y theo Diệp Thần mà nói, tiếp tục tu luyện. Có lẽ có thể ở nơi này chèn ép dưới cục diện, hết sức có thể đột phá càng nhiều hơn cảnh giới, có lẽ đến lúc đó có thể cùng Diệp Thần một khối đối kháng huyết linh tộc. Lúc này, Linh Nhất Đan Tôn đứng ra, nói các vị, điện chủ sắc phong ta là luyện đan các chủ, ta có thể nói cho các vị, điện chủ thần thông cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn là điện chủ truyền cho ta luyện đan mật pháp. Liền có thể luyện chế ra tiên cấp đan dược, thần vương cấp đan dược. Cung cấp cho các vị tu luyện. Những chuyện khác, các vị còn chưa phải làm, bây giờ trong ổ phản, là lấy đạo chết. Điện chủ, năm tháng trước, còn chỉ là hư vương cảnh tầng 8 thiên. Bây giờ, là đế tôn cảnh tầng 6 trời, tăng lên hai cái đại cảnh giới. Đế tôn cảnh đến hợp đạo cảnh, chênh lệch cũng bất quá là bốn cái cảnh giới lớn mà thôi, y theo điện chủ tấn thăng tiềm lực, là tuyệt đối có thể đến. Ta tin tưởng điện chủ. Nhất định sẽ ngăn cơn sóng dữ. Ta cũng tin tưởng điện chủ. Điện chủ chưa từng tu vi đến bây giờ, mới mấy năm thời gian. Vạn vật hết thảy đều là mở đầu khó khăn, điện chủ đã đi qua mở đầu bước này, lấy điện chủ thiên phú, nếu không phải Côn Lôn hư vật liệu thiếu thốn, khó mà tìm được chân bảo, nếu không điện chủ đã sớm lên cấp nhập thần cảnh. Diệp Lăng Thiên đứng ra, hắn là sớm nhất đi theo Diệp Thần người. Cũng là nhất là tin chắc Diệp Thần nhất định có thể leo đỉnh cấp người. Hắn đều đâu vào đấy tự thuật nói, lấy điện chủ thiên phú và chiến lực, đi đến linh võ đại lục, cái đó khắp nơi đều là chân bảo thế giới, muốn tăng lên tu vi, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay, các vị cũng không phải qua hơn lo lắng. Đúng, ta tin tưởng điện chủ, có thể làm được. Diệp Lạc Nhi ánh mắt lóe lên, chán gian tràn đầy một cổ thần sắc kiên nghị, nói, Diệp đại ca. Nhất định có thể làm được. Ta cũng tin tưởng. Ta tin tưởng. Điện chủ nhất định có thể. Chủ nhân, nhất định sẽ lên cấp hợp đạo cảnh. Hoàng Chiến Thiên, Vàng 5000, Hắc Diệu, Kiếm Xanh, Bách Chiến đợi một chút người cũng theo thứ tự đứng dậy. Hàn Vân dài hô một hơi, khẽ gật đầu nói, cũng vậy, chúng ta tin tưởng điện chủ, tuyệt đối có thể làm được. Đã như vậy. Chúng ta vậy tin tưởng đi, vậy thì hòa làm một thể. Một cái trong đó linh thành vùng lân cận thế lực người trưởng đà nhìn mọi người tại đây, nói, đã như vậy, chúng ta tám thế lực lớn, đều đưa người rời đến Côn Lôn hư, hoàn toàn hòa làm một thể đi. Vậy miễn được lần sau khai chiến còn tới Côn Lôn hư. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể bố trí một chút trận pháp, kết hợp với những lực lượng khác, chống lại một ít huyết kiếm môn thần vương cảnh cường giả. Còn như Diệp Điện Chủ, chúng ta lựa chọn tin tưởng. Tinh kiếm môn lão tổ, ám tinh thành thành chủ đợi một chút, cũng đều toàn bộ gật đầu. Rất nhanh, quang minh điện đường ở đại lý điện chủ Hàn Vân chủ đạo hạ, bắt đầu tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, chủ công tu luyện, nhóm lớn người phá cảnh. Mà giờ khắc này, Diệp Thần nhưng đã đến linh thành cửa, hắn lấy ra nhập linh bài, màu xanh vòng bảo vệ cảm ứng lệnh bài sau đó, thả ra một cái lối đi, cung cấp Diệp Thần tiến vào. Mới vừa tiến vào liền có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt hơi thở bay tới. Tỉ mỉ vừa thấy, lại là Khôn Kiếm môn Thái Thượng trưởng lão. Thậm chí, bao gồm Cuồng Đao môn Thái Thượng trưởng lão, những gia tộc khác gia chủ đợi một chút, cũng đi tới Diệp Thần trước người.
Khôn kiếm môn thái thượng trưởng lão Khôn Võ, lạnh cười, ánh mắt bao phủ ở Diệp Thần, nói, đứa nhỏ, còn chưa có chết à? Tới chúng ta Linh Thành, muốn làm gì à? Âu âu, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, người dựa vào phụ nữ của ngươi sống tạm tiếp à? Hắn khẽ vuốt râu, đính lưng mắt nhìn xuống Diệp Thần, nói, một cái dựa vào người phụ nữ tiểu bạch kiểm, ta thật không biết ngươi còn sống làm gì. Nhìn một chút ngươi, xem bộ dáng bây giờ của ngươi. Căn nguyên bị thương nặng liền đi. Mặc dù lần này sau đại chiến, ngươi đột phá đến đế tôn cảnh tầng 6 ngày cảnh giới, nhưng là ngươi chiến lực, sợ rằng liền trước 1/5, cũng chưa tới chứ. Thái thượng trưởng lão Khôn Võ khoát khoát tay, tỏ ý những người khác nói, không cần quá nhiều quan tâm, còn lấy là hắn là cái đó có thể phóng thích thần vương cảnh cường giả à. Còn tưởng rằng là ngày đó Diệp Thần, bộc phát ra thần vương cảnh hơi thở. Làm được chúng ta tám phái cung kính. Chó má, hắn Diệp Thần cái gì cũng không phải. Duy nhất đúng vậy, chính là một tiểu bạch kiểm. Hừ, ngày đó giết phái ta trưởng môn, chu diệt phái ta rất nhiều đệ tử. Nếu không phải ngươi vận dụng lá bài tẩy, bộc phát ra thần vương cảnh chiến lực, phái ta há sẽ sợ ngươi. Còn như bây giờ, ngươi Diệp Thần cũng nửa phế, còn dám tới Linh Thành, thật là lấy là chúng ta sẽ không giết ngươi. Không dám giết ngươi. Buồn cười người, huyết linh tộc các người lúc rời đi, nhưng mà nói với chúng ta biết, phong tỏa Côn Lôn hư, còn như Diệp Thần, có giết hay không nhìn ý trời, nếu là Diệp Thần vận khí không tốt, cho hắn giết chết vậy không quan hệ. Diệp Thần, có không có hứng thú, cùng chúng ta chỉ còn lại nhập thần cảnh đệ tử, qua mấy chiêu à? Yên tâm, không đánh chết ngươi. Khôn Võ thái thượng trưởng lão cười nói, ngươi căn nguyên bị tổn thương nghiêm trọng, ta phái một nhập thần cảnh tầng 2 ngày đệ tử tới và ngươi đánh đi, yên tâm, tới phần nhiều là đem ngươi hoàn toàn phế bỏ, không lấy ngươi mạng chó. Nếu không, ta cũng còn sợ phụ nữ của ngươi, đến tìm chúng ta phiền toái đây. Dẫu sao à, bị người phụ nữ coi trọng tiểu bạch kiểm, người phụ nữ cũng sẽ rất coi trọng, nếu như bị chúng ta giết chết, chúng ta có thể không chịu nổi linh vận tiên tôn đại nhân lửa giận à. Hắn nhìn xem những thứ khác, cười hỏi, các vị, là phải không như vậy à? Ngược lại cũng là à. Ngày hôm trước ngươi Diệp Thần, thật là phách lối, thật cuồng ngông. Ai ngăn cản ngươi, ngươi giết ai? Cuồng đao môn thái thượng trưởng lão tà mị cười nói, cường thế đánh chết Khôn kiếm môn trưởng môn Lý Giai Vĩ. Mặc dù Lý Giai Vĩ là một tiểu nhân vô sỉ, nhưng ngươi cách làm, há chẳng phải là nói ta Linh Thành không người. Ngày đó ngươi Diệp Thần, thật là lớn khí, thật cuồng ngông, vì ta Linh Thành trừ diệt yêu ma. Ngươi mạnh mẽ, ngươi lợi hại, chúng ta không nói tiếng nói. Nhưng là bây giờ, ngươi còn dám tới Linh Thành. Ngày đó cướp đi chúng ta uy phong, lại là hướng Linh Thành dù sao cũng người dân, phơi bày ra chúng ta bảy phái bất lực, không thu thập được một cái Lý Giai Vĩ. Sau đó ngươi tới, thứ nhất là chém giết Lý Giai Vĩ, vậy bọn ta mặt mũi ở chỗ nào? Lý Giai Vĩ phải chết. Cũng phải là chết ở chúng ta bảy phái trong tay, mới có thể giải tâm đầu một hận, mới có thể chứng minh ta bảy phái mạnh mẽ. Cho nên, Lý Giai Vĩ không thể chết được ở trong tay của ngươi. Ngươi chư vị tình huống là muốn bỏ đá xuống giếng, chiết nhục ta. Diệp Thần bất tiết nhất cố cười lạnh hỏi, ngày hôm nay hai phái hai gia tộc lớn đều đến, ta xin hỏi ngươi cửa, băng hỏa thảo, thiên tinh thảo và cửu hoa mộc, càn khôn diệp, những thứ này có hay không? Nếu là có, vừa vặn tỉnh ta tới cửa từng nhà đi làm. Vừa vặn các ngươi tự mình đưa tới cửa tự tìm cái chết, ngược lại là tỉnh ta một phen công phu. Phái một cái nhập thần cảnh tầng 2 ngày người, chỉ muốn chiết nhục ta à? Các ngươi những ông già này tự mình lên, ta đều có thể giết chết các ngươi. Lên cấp đế tôn cảnh tầng 6 thiên. Diệp Thần thực lực lớn tăng, chỉ ít so với trước đó mạnh mẽ gấp đôi có thừa, mặc dù căn nguyên căn cơ bị tổn thương, chỉ còn lại 60% chiến lực. Nhưng cái này 60% chiến lực, đã so sánh với lần đi tới Linh Thành thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn được hơn. Chính là nhập thần cảnh tầng 8 trời, một chọi một cùng Diệp Thần tác chiến, kéo dài tới cuối cùng đều là hẳn phải chết cử chỉ. Ngươi muốn những thứ này? Cái này bốn kiểu đồ, rất đặc biệt à? Thái thượng trưởng lão Khôn Võ âm u cười, ánh mắt cùng bên cạnh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt nói, những thứ này, là luyện chế linh chỉ đan dược liệu đi. Linh chỉ đan,
duy nhất có thể tu bổ căn nguyên căn cơ đan dược. Không dứt Côn Lôn hư, chính là chung quanh 18 thành và linh thành khu vực này trong, vậy chỉ có linh chỉ đan, có thể tu bổ căn nguyên thương thế. Nhưng là loại đan dược này, nơi dược liệu cần thiết, đều là lấy vạn năm thời gian là căn bản, dược liệu niên đại càng lâu hiệu quả càng tốt, chính là linh thành 8 phái 5 gia tộc lớn trong, cũng chỉ là để dành rất ít có thể luyện chế linh chỉ đan dược liệu. Không phải hắn. Loại đan dược này, quá mức thưa thớt và chân quý. 1.800 năm trước, còn là thần vương cảnh huyết ma sơn chủ Mục Trần, chính là bởi vì thần vương đạo gãy lìa, căn nguyên căn cơ bị tổn thương vô cùng là nghiêm trọng, cho tới rất rơi xuống thần vương cảnh, thương thế mặc dù không có tiểu hoàng như vậy chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ tình huống. Nhưng là, hắn căn nguyên thương thế còn đang từng bước mở rộng, đưa đến hắn cảnh giới dần dần đi xuống rất. Như vậy một vị đã từng là thần vương cảnh cường giả, còn không tìm được đầy đủ dược liệu, lại càng không biết luyện chế linh chỉ đan, chỉ có thể ở huyết ma núi kéo dài hơi tàn, linh thành rất nhiều thế lực, làm sao sẽ đem những dược liệu này cho Diệp Thần. Muốn linh chỉ đan? Quả nhiên không sai, Diệp Thần ngươi căn nguyên căn cơ bị tổn thương. Thực lực bây giờ từng bước một đi xuống rất, Lý gia gia chủ, ánh mắt bén nhạy ngưng mắt nhìn Diệp Thần, tựa hồ xuyên thủng huyết thảy. Chậm rãi nói, năm xưa huyết ma sơn chủ rơi vào nhập thần cảnh trung kỳ, mà cảnh giới của ngươi, mặc dù không có rơi xuống, nhưng là bởi vì ngươi chiến lực vượt qua xa cảnh giới. Đến khi ngươi chiến lực rơi vào và cảnh giới giống nhau thời điểm. Lại trong tương lai, cảnh giới của ngươi như nhau sẽ rơi xuống. Hắn nói không sai, Diệp Thần căn nguyên bị tổn thương cố nhiên không nghiêm trọng, nhưng không giải quyết, không chỉ có không cách nào tăng lên thực lực. Còn sẽ đưa đến cảnh giới dần dần bắt đầu tuột xuống. Cuồng đao môn thái thượng trưởng lão cười nói, người muốn những thứ này, vậy không phải là không thể cho ngươi. Ta cuồng đao môn, có thể cho ngươi cửu hoa mộc. Nhưng là đâu, ngày hôm trước ngươi quét chúng ta 7 đại phái mặt mũi, ngày hôm nay đơn độc chúng ta 2 đại phái 2 gia tộc lớn. Mỗi người ra một người, ngươi nếu là cũng có thể đánh thắng được. Ta cho 3 ngươi khối cửu hoa mộc. 5 khối, Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra sát ý. Ha ha ha, được, 5 khối, cuồng đao môn thái thượng trưởng lão cười nói, liền lại xem ngươi, có bản lãnh này hay không cầm 5 khối. Vị này thái thượng trưởng lão ôm tay, trông mong đợi nhìn Diệp Thần tác chiến. Ngày hôm trước Diệp Thần, còn là cần hắn với cao tồn tại. Không nghĩ tới, ngày hôm nay, nhưng là có thể đem Diệp Thần làm là tiểu bối mà đối đãi. Sảng khoái à? Ngươi ngày hôm trước ngông cuồng, ngày hôm nay ta liền để cho đệ tử, đem ngươi đánh được bò cũng không bò dậy nổi. Dương Hâm, tới đây, cuồng đao môn thái thượng trưởng lão, gọi tới một người thanh niên đệ tử, cười nói, ngươi đi, thật tốt hướng vị này Diệp Thần tiền bối lãnh giáo một chút, bổn trưởng lão yêu cầu không nhiều, cắt đứt Diệp Thần tay chân là được. Tuân lệnh trưởng lão, đệ tử không dứt sẽ cắt đứt Diệp Thần tay chân. Còn sẽ phế hắn kinh mạch toàn thân. Dương Hâm đầy áp sát ý nụ cười, hướng về phía Diệp Thần hơi tỏ ý, nói, Diệp tiền bối xin mời, muốn nhiều ít chiêu bên trong bị phế à? Hắn thành tựu cuồng đao môn chân truyền đại sư huynh, cả người nhập thần cảnh tầng 2 ngày chiến lực, phối trở một chuôi tam phẩm tiên khí, cấp một khôi giáp, ngay cả là nhập thần cảnh 3 tầng trời, cũng đừng nghĩ ở trong tay hắn đòi được tiện nghi, thậm chí có thể chống lại nhập thần cảnh tầng 4 thiên. Rào 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 rào, rào rào, từng đạo ánh sáng rực rỡ lóe lên ra. Một chuôi màu băng lam trường thương hiện lên Dương Hâm trong tay, sau đó một đạo ánh sáng to lớn vạch qua, một kiện màu máu tiên khí khôi giáp, hiện lên hắn trên mình, hắn chọn thương tỏ ý Diệp Thần, thần giác buộc vòng quanh thư ý nụ cười, từ không nghĩ tới, có thể cùng Diệp Thần tiền bối đánh một trận. Lại là không từng nghĩ đến qua, ngày hôm nay có cơ hội phế bỏ Diệp Thần tiền bối. Trận chiến này, ta sẽ nhớ, bởi vì ta phế mất một cái tuyệt thế thiên kiêu. Lời nói bình thản nhưng tràn đầy cuồng vọng thần sắc. Bên cạnh, lục tục chạy tới 8 phái đệ tử, ngắm nhìn Dương Hâm và Diệp Thần, đều lộ ra lau một cái lau nụ cười. Huyết thiên môn đệ tử lại là nói, Diệp Thần lần này, xong đời. Đều nghe trưởng môn nói, Diệp Thần tu vi nửa phế, nếu không phải dựa vào người phụ nữ, sớm đã chết. Lần này Dương Hâm có thể nhặt cái tiện nghi. Ngược lại cũng là à.
không nghĩ tới ngày hôm trước vô cùng ngông cuồng Diệp Thần, lại là một dựa vào người phụ nữ Tiểu Bạch Kiểm. Ta còn lấy là, sau lưng hắn có cái gì cường giả cái thế, nguyên lai là người phụ nữ. Cái đừng Thanh Thiên môn đệ tử châm chọc nói, chúng ta vẫn là phải cùng Diệp Thần tiền bối học tập cho giỏi, làm sao ăn bám đi. Ăn bám được ăn tình cảnh này, rất có thực lực đâu. Hắn ánh mắt quét qua hơn trăm vị tất cả gia tộc đệ tử, nói các ngươi đoán Diệp Thần, bây giờ còn lại nhiều ít chiến lực. 1/4, 1/5, 1/8, vẫn là hết sức một trong à. Có thể chống đỡ Dương Hâm nhiều ít chiêu. Hoặc là nói, trực tiếp bị Dương Hâm trong nháy mắt giết, sau đó bị dừng lại ngược giết. Nếu là như vậy, liền không thú vị à. Phỏng đoán 10 chiêu đi. 5 chiêu. 3 chiêu. Từng cái thanh niên báo ra trong lòng mình lý tưởng số lượng. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần như vẫn là ngày hôm trước trạng thái tột cùng, giết Dương Hâm bất quá trong nháy mắt sự việc, bất quá hắn bị huyết linh tộc người tại chỗ xử là hình phạt, lại bị đả thương căn nguyên căn cơ, chiến lực 10 không tích chữ 1. Ngay cả là có đế tôn cảnh tầng 6 ngày cảnh giới. Đỉnh hơn cũng chỉ có thể phát huy ra đế tôn cảnh tầng 7 tầng 8 ngày chiến lực, chống đỡ chết đế tôn cảnh tầng 9 trời, nửa bước nhập thần cảnh mà thôi. Tầng thứ này chiến lực, ở vốn là Côn Lôn hư tuyệt đối là số 1 số 2 đứng đầu chiến lực, nhưng là ở Linh Thành. Chớ nói chi ở Linh Thành vùng lân cận, đều có là người có thể giải quyết hắn, huống chi là có hơn 10 vị nhập thần cảnh tầng 9 ngày đỉnh cấp Linh Thành. Phải giải quyết một cái như vậy tàn phế Diệp Thần, chỉ cần đệ tử ra tay cho giỏi. Hơn nữa còn được phải yếu một chút đệ tử ra tay mới được, nếu không người xuất chiến thực lực quá mạnh mẽ, đem Diệp Thần tên mặt trắng nhỏ này chém giết. Cũng không tốt hướng Linh Vận Tiên Tôn đệ tử giao phó à, đó cũng đều là thần nữ coi trọng người đàn ông, còn thật không phải là bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện đánh chết người, làm Tiểu Bạch Kiểm, cũng có tầng thứ, nhất là cường đại người phụ nữ coi trọng Tiểu Bạch Kiểm. Diệp Thần, tiếp chiêu. Hai chiêu bên trong, tất nhiên bắt lại ngươi. Dương Hâm ra tay, tay cầm băng xanh trường thương thông suốt một nhát thương đâm ra, trăm ngàn thương cương sau đó hiện lên, giống như là thác nước vậy. Cuồng bạo cực kỳ, chạy thẳng tới Diệp Thần, thanh thế thật lớn, chính là tầm thường nhập thần cảnh tầng 2 thiên đối mặt, cũng được bị thương nặng. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần không phản kích, trong lòng hơn nữa mừng rỡ. Diệp Thần à Diệp Thần, quả nhiên đã biến thành phế vật. Lại có thể liền ta công kích, cũng phản ứng không kịp. Chờ bị ta ngược đánh đi, không giết ngươi, nhưng ta muốn phế hết ngươi kinh mạch toàn thân và xương, để cho ngươi còn dư lại trong một năm. Kéo dài hơi tàn nằm ở trên giường, xem ngươi còn dám hay không nói khoác mà không biết ngượng tới chúng ta Linh Thành tìm cần dược liệu. Diệp Thần đứng như tùng, không có chút nào né tránh ý nghĩa, trong ánh mắt thậm chí cực kỳ rừng rưng. Hắn thấy thương cương đánh tới lúc, thân hình sừng sững chấn động một cái, một đạo màu xích kim ánh sáng từ trong cơ thể tách thả ra ra, giống như phụ thể cương khí vậy, trực tiếp thắt cổ trăm ngàn đạo thương cương, mặc dù không có ngăn cản băng xanh trường thương. Nhưng cũng tuyệt đối bất phàm. Rào 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 rào. Rào rào. Từng đạo tiếng xé gió truyền ra. Dương Hâm mang điên cuồng nụ cười, đâm trúng một thương Diệp Thần tim, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy máu tươi văng khắp nơi, tim nổ tung, ngược lại lóe ra từng đạo tia lửa, đầu thương phá vỡ Diệp Thần quần áo, nhưng là dừng lại ở Diệp Thần trên da. Diệp Thần màu xích kim da lóe ra đạo đạo sáng bóng, giống như tường đồng vách sắt như nhau. Chặn lại băng xanh trường thương đụng. Đối với hắn kim thân phách thể cấp 7 thân xác mà nói, trừ phi nhập thần cảnh tầng 7 thiên tự mình động thủ, nếu không không người nào có thể phá vỡ hắn thân xác. Nếu như ngươi là kém như vậy nói, vậy ngươi không có đánh tiếp nữa cần thiết. Cút đi, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, kim thân toát ra một cổ trình độ cao nhất sát khí, hóa thành một đạo quang hoa nặng nề đánh vào Dương Hâm trên mình, giống như chùy lớn đánh trứng gà vậy. Đem Dương Hâm tàn phá thân thể đánh bay trừ đi. Sau chuyện này, hắn hời hợt vỗ ngực một cái lên quần áo, đáng tiếc phá vỡ quần áo ta. Mạng ngươi còn không có ta quần áo đáng tiền. Rào rào. Một đạo thân ảnh ở giữa không trung vạch qua một đạo tịnh lệ đường vòng cung. Theo sát phía sau, đạo thân ảnh này rơi xuống đất, giống như bầu hồ lô máu vậy, toàn thân cao thấp toát ra từng cái lỗ máu, thân xác trực tiếp bị phá. Là Dương Hâm. Thời khắc này Dương Hâm đã không có chút nào chiến lực có thể nói,
kim thân phách thể cấp 1 thân xác, đã báo hư. Làm sao có thể? Không thể nào à? Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão và Lý Gia Gia Chủ, đồng thời lên tiếng, kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Bọn họ ngưng mắt nhìn Dương Hâm, lại xem Diệp Thần, khiếp sợ trong lòng do như sóng biển sóng lớn vậy phập phồng không chừng. Cái này Diệp Thần không phải căn nguyên bị phế. Làm sao có thể còn có loại này thực lực? Dương Hâm đánh bại. Đánh bại, tại sao có thể như vậy? Nhập thần cảnh tầng 2 trời, kim thân phách thể 1 cấp, lại có thể không phá nổi Diệp Thần thân xác. Rất nhiều gia tộc đệ tử và môn phái đệ tử, ngưng mắt nhìn đã bị phế Dương Hâm, lại xem Diệp Thần lúc, trong hai con người xuất hiện vẻ kinh ngạc thần sắc. Diệp Thần, lại có thể dựa vào thân xác, trực tiếp phế bỏ Dương Hâm. Vậy Diệp Thần thân xác, được mạnh bao nhiêu? Sợ rằng sánh bằng nhập thần cảnh trung kỳ cường giả chứ? Hắn không phải nửa phế à? Làm sao còn có như thế chiến lực cường đại? Phốc! Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, tay trái lau chùi thần giác huyết dịch, nói còn có 3 người, tới đi. Hắn khẽ vuốt ve ngực, nhìn như bị thương, trên thực tế cũng không có bị bao lớn tổn thương, nhưng đúng là bị ảnh hưởng không nhỏ. Căn nguyên căn cơ bị tổn thương. 3 cái đại đạo cũng đều hư hóa không thiếu. Cho dù chỉ là vận dụng thân xác, có thể như cũ dính dấp vết thương cũ, cái này giống như một người bình thường cánh tay bị đao chém tổn thương, cho dù kịp thời chạy chữa, có thể làm hắn đối mặt địch nhân công kích, cho dù chỉ là dùng chân đá văng ra kẻ địch, vậy sẽ một phát mà làm động tới toàn thân, cánh tay vết thương vậy sẽ biến dạng một ít. Nhưng ước chừng biến dạng một chút, chiến lực là không bị tổn. Hành động này không thể nghi ngờ cám dỗ người khác, muốn trước đem dược liệu cầm vào tay, nếu không bây giờ trở mặt, cho dù có thể bắn chết bọn họ, nhưng là thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn, đến lúc đó có được dược liệu, cứu chữa hoàn mình, cũng không nhất định có thể cứu Huyết Long và Tiểu Hoàng. Có vấn đề. Xem ra, chỉ là thân thể vấn đề. Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt rất nhọn, thành tựu nhập thần cảnh tầng 8 ngày Thái Thượng Trưởng Lão. Mặc dù không có lão tổ như vậy nhập thần cảnh tầng 9 ngày tu vi và nhãn lực, khá vậy nhìn thấu Diệp Thần vấn đề. Diệp Thần, cái phế vật này cố ý che giấu mình thương thế. Lấy là hộc máu, liền sẽ để cho lão phu lấy là, hắn chỉ là thương thế nhẹ bị tổn thương, trên thực tế đã thương thế biên độ lớn bị hao tổn. Lấy tên này, mấy năm gian leo đến Côn Lôn Hư đứng đầu vị trí, khẳng định tâm tư mưu lược không thiếu, là cố ý muốn mê muội ta. Nguyên bản, Diệp Thần chỉ là che giấu một tầng vấn đề, Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là nghĩ đến 2 tầng, cảm thấy Diệp Thần không đơn giản, không thể nào là cố ý mê muội mình, suy nghĩ nhiều một tầng, vừa vặn nghĩ đến Diệp Thần cho hắn thiết kế cạm bẫy lên. Huyết Cuồng, đệ tử của các ngươi ra tay thử một lần. Thằng nhóc này, cố ý chứa mạnh mẽ, trên thực tế đã phế bỏ. Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão cười lạnh một tiếng. Nói, Diệp Thần cố ý cố làm ra vẻ, rõ ràng bị thương nghiêm trọng, nhưng là lộ ra bị thương không nặng tình huống, các người đệ tử chân truyền xuất chiến hắn, lão phu cho người đệ tử một kiện tiên khí. Tuyệt đối có thể phế bỏ Diệp Thần. Chúng ta Linh Thành 8 phái 5 nhà mặt mũi, cũng không thể hao tổn ở chỗ này. Được, ta cũng có hứng thú này. Huyết Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Cuồng vậy gật đầu một cái, nói, liền xem Diệp Thần tên mặt trắng nhỏ này. Có thể chống đỡ tới trình độ nào, Huyết binh, ngươi đi ra. Thái Thượng Trưởng Lão. Tiếng nói vừa dứt, một cái huyết bào thanh niên chậm rãi đi ra, trên mình quanh quẩn vô cùng sát khí mãnh liệt. Huyết bào thanh niên quanh thân quanh quẩn nồng nặc khí huyết lực, giữa eo bội kiếm giống như huyết xà vậy, vô cùng kinh khủng, cả người nhìn qua giống như là một cái từ núi thây biển máu trong bò ra người như nhau, mặc dù chỉ có 27-28 tuổi hình dáng. Nhưng có thể là một cái trăm tuổi lão già kia. Đối với Linh Thành, đối với Côn Lôn Hư, thậm chí còn 18 thành mà nói. 500 tuổi trở xuống, cũng chỉ có thể tính là thanh niên, bởi vì võ giả cao thọ, cảnh giới càng cao chính là thọ nguyên vượt dài. Ở Côn Lôn Hư trong có ngàn năm tuổi thọ mới tính trung niên, 5-6 thiên tuế chi lão, mới tính lão đầu tử. Có thể đừng xem huyết bào nhân bất quá trăm tuổi trên dưới, nhưng lại là quả quyết sát phạt chủ. Tí ti, huyết binh chuôi kiếm thông suốt hóa thành rắn độc, hướng Diệp Thần khạc ra lưỡi rắn, hiển nhiên cũng là một chuôi mang có kịch độc tiên khí. Không,
cái này đã không thể coi như là tiên khí, hẳn coi như là ma khí. Thái thượng trưởng lão, ta xuất chiến, tất chém Diệp Thần. Vẫn là một người khác đi đi. Huyết Minh cầm đầu rắn, cánh tay hơi chấn động một chút, liền đem đầu rắn lần nữa hóa thành chuôi kiếm. Hắn cái này thanh trường kiếm chính là tam phẩm tiên khí, đánh chết một đầu nhập thần cảnh đồ sộ máu độc xà yêu, lấy thân thể, hồn phách luyện chế mà thành. Cho nên, xem là trường kiếm hình dáng, khí linh nhưng là đồ sộ máu độc xà yêu linh hồn, một khi tranh đấu chém giết, là được có thể hóa thành bản thể hình dáng giết địch, lưỡi rắn ở giữa nọc độc, thậm chí có thể độc tiến vào thần cảnh tầng 2 thiên. Chính là mới vừa rồi Dương Hâm đối với hắn, cũng là 100% thất bại. Ta kiếm, ra khỏi vỏ, phải giết người. Nếu không, ta không thu kiếm. Huyết Minh mây nhàn nếp sống tự vừa nói, tựa như Diệp Thần ở hắn trong mắt, chỉ là một con mồi. Bất quá hắn nhập thần cảnh tầng 4 ngày tu vi, đã cũng coi là linh thành thanh niên một đời ở giữa tài năng xuất chúng. Nếu không phải là muốn tu luyện tới nhập thần cảnh hậu kỳ, lấy tăng cường sức tự vệ lại đi linh võ đại lục, nếu không hắn có thể đã trở thành thần vương cảnh cường giả. Ta để cho ngươi đi, ngươi đi liền. Không đi, bổn trưởng lão diệt ngươi. Huyết Thiên môn thái thượng trưởng lão thần sắc lạnh như băng, từ cuồng đao môn thái thượng trưởng lão trong tay nhận lấy một chuôi đoản kiếm, ném cho Huyết Minh, nói, đây là mang theo một tia không gian quy luật lực ngũ phẩm tiên khí, không gian nhận. Có thể phá mở chung quanh 10 mét không gian, trực tiếp đánh tan Diệp Thần thân xác. Đi, dùng không gian nhận phá Diệp Thần thân xác. Sau đó sẽ dùng huyết xà kiếm, đem Diệp Thần xương cốt toàn thân và kinh mạch phế bỏ. Hắn mi giác ác liệt, cả người quanh quẩn lạnh lùng sáng bóng. Cuồng đao môn chân truyền đại đệ tử đánh bại. Vậy ta Huyết Thiên môn chân truyền đại đệ tử, lại không thể bại. Chính là Diệp Thần, đã nửa phế, làm sao có thể là Huyết Minh đối thủ, lần này phế bỏ Diệp Thần, cũng coi là giao hảo Huyết Kiếm môn tất cả vị tiền bối. Có lẽ tương lai ta Huyết Thiên môn tiến vào linh võ đại lục, còn có thể gia nhập Huyết Kiếm môn trong, dựa lưng vào cây lớn tốt hóng mát. Trưởng lão. Huyết Minh bên trái tay cầm không gian nhận, tay phải cầm huyết xà kiếm, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, giống như một con rắn độc, nhìn chăm chú vào con mồi, ngươi có thể nói ba câu sau này, ta sẽ độc ách ngươi giọng, để cho ngươi đời này không nói ra lời. Cút tới đây. Chịu chết đi. Diệp Thần thần sắc bình thản, mắt thấy Huyết Minh thật giết tới, hắn khẽ nâng lên hai tay, thủ hạ mỗi người quanh quẩn ra ngày tháng hai loại sáng bóng, chốc lát đã qua, bên trái trong lòng bàn tay toát ra nóng bỏng sáng bóng, một con rồng lửa gào thét ra. Lòng bàn tay phải tóe ra màu băng lam sáng bóng, một đầu băng tháng phượng hoàng đằng bay ra. Một rồng một gió đường chéo xoay tròn giết ra, trung tâm ngày tháng ánh sáng ngưng tụ ra một chuôi ngày tháng trường kiếm. Mơ hồ có bể tan tành hư không khả năng. Là nhật nguyệt trảm không? Chàng đại chiến kia, các ngươi cũng cho rằng ta Diệp Thần dựa vào linh vận tiên tôn sống sót. Dựa vào sau lưng ta người phụ nữ sống sót. Các ngươi cũng cho rằng ta căn nguyên bị tổn thương, lâm vào là phế vật. Các ngươi xé ra các ngươi trên mặt ngụy trang, thay đổi thực tế thêm cao cao tại thượng. Thật là buồn cười. Các ngươi căn bản không biết ta Diệp Thần một đường như thế nào đi tới. Những cái kia giết không chết ta, chỉ sẽ để cho ta cường đại hơn. Nhật nguyệt trảm không, tan biến hết thảy. Sáu càng đưa lên, xuất sắc ngày mai tiếp tục mọi người yên tâm, linh vận lão kia yêu bà đến tiếp sau này sẽ rất thảm cười cười kịch bản đã an bài phá sau đứng, chính là Diệp Thần đạo. Chấm than. Một chiêu này nhật nguyệt trảm không. Ngày xưa. Diệp Thần còn cần muốn mượn tiên khí, mới có thể thi triển ra được. Hôm nay, chỉ cần bằng vào một đôi tay là được thi triển lớn như vậy sát chiêu, hiển nhiên cũng là xem không vừa mắt Huyết Minh. Huyết Minh tên này cả người huyết khí, cũng không biết giết bao nhiêu người, diệt hắn, coi như là thay trời hành đạo. Huyết xà độc thiên, không gian giao gãy. Huyết Minh cảm nhận được chung quanh biến hóa, như lâm đại địch, thần sắc đại biến. Giờ phút này mới biết mình xem thường Diệp Thần. Cái này Diệp Thần không phải chàng đại chiến kia trong căn nguyên bị tổn thương sao? Vì sao còn có như thực lực này? Không nghĩ nhiều nữa, hắn vội vàng sử dụng hai chuôi binh khí, huyết xà kiếm sừng sững hóa thành đồ sộ máu độc xà yêu, dài đến 8 trượng thân thể đánh giết ra. Không gian nhận hóa thành mấy chục đạo không gian lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu qua không gian,
một thoáng thời gian đã tới Diệp Thần trước người, đồng thời bổ đi. Thương thương thương, 15 đạo không gian lưỡi dao sắc bén bổ ở Diệp Thần trên mình, chỉ là lóe ra từng đạo kim loại sáng bóng, giống như đao kiếm va chạm vậy. Rất nhanh, không gian phép tắc trong lực lượng đi, không gian lưỡi dao sắc bén hóa thành hư không, cũng không có công phá Diệp Thần thân xác. Diệp Thần cùng chân chính tinh thông không gian phép tắc linh vận tiên tôn cũng kịch chiến qua, huống chi chỉ là ẩn chứa một tia không gian phép tắc binh khí, loại này binh khí căn bản không gây thương tổn được hắn, tổn thương một ít kim thân phách thể cấp 5 người còn thiếu không nhiều. Hắn là kim thân phách thể cấp 7, cấp 7 tiên khí cũng không phá nổi thân xác. Bịch bịch, phịch, liên tiếp chuỗi tiếng nổ truyền ra. Mọi người nhìn thấy lúc đồ sộ máu độc xạ yêu ở Long Phượng dưới sự công kích, tấc tấc vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ phân bay ra. Chính giữa một chuôi ngày tháng trường kiếm trực tiếp phá vỡ huyết binh màu vàng phách thể cấp 4 thân xác, đem hắn chặt chẽ đóng vào vài mét ra ngoài trên mặt đất, thần hồn đều ở đây nháy mắt thức thì bị diệt, một vị nhập thần cảnh tầng 4 ngày chân truyền đại đệ tử, chính thức chết. Như tình huống như vậy, ra tay hai vị nhập thần cảnh chân truyền đại đệ tử, phân biệt thậm chí còn cuồng đao môn và huyết thiên môn. Cũng lấy là, nhất định có thể phế bỏ Diệp Thần, thậm chí đánh chết Diệp Thần. Kết quả, một vị nhập thần cảnh tầng 2 thiên bị phế, một vị nhập thần cảnh tầng 4 thiên trực tiếp bị đánh chết. Một màn này mặc nhìn những người chung quanh hoảng sợ, bọn họ lại nhìn về phía Diệp Thần lúc, ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng, tựa hồ trước mắt vị này Diệp Thần, tựa hồ vẫn là ngày hôm trước cái thế vô địch Diệp Thần, lực một người làm được 8 phái chiết phục trẻ tuổi thiên kiêu. Diệp Thần, ngươi dám giết đệ tử ta? Huyết thiên môn thái thượng trưởng lão thốt nhiên giận dữ. Phẫn nộ quát, ngươi coi là thật lấy là ta không dám giết ngươi. À, ngươi muốn giết ta. Ngày xưa, ta đã cho các ngươi cơ hội. Bất quá bây giờ xem ra, các ngươi căn bản không dự định quý trọng. Diệp Thần gọi ra cửu phẩm diệt hồn ma thần thương, chĩa thẳng vào huyết thiên môn thái thượng trưởng lão, đối mặt cường giả thế hệ trước, không sợ chút nào. Trong tay hắn mơ hồ hiện ra đạo đạo kiếm khí, một chuôi máu kiếm dài màu đỏ hiện lên. Là cấp 4 thần vương khí giết thần kiếm. Chỉ cần huyết thiên môn thái thượng trưởng lão dám động thủ. Hắn liền dám ra tay, bắn chết đối phương. Hắn cho dù bị thương, cũng không phải người khác có thể như vậy coi thường. Nếu không ngày hôm nay không để ý hết thảy, dù là bị thương thật nặng, vậy muốn tiêu diệt huyết thiên môn. Bớt giận, cuồng đao môn thái thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên, ngay sau đó kéo ra huyết thiên môn thái thượng trưởng lão. Truyền âm nói, không nhìn ra à. Thằng nhóc này rõ ràng muốn chết, một năm sau huyết linh tộc muốn tiêu diệt hắn, hắn căn bản không có thể trưởng thành đến đối kháng huyết linh tộc bước. Bây giờ, một khi chết ở trên tay chúng ta, hắn người phụ nữ thì có mượn cớ đối với chúng ta ra tay, đồng thời bảo vệ Côn Lôn hư. Diệp Thần thằng nhóc này, rõ ràng sống không được bao lâu. Hắn đánh một cái nhập thần cảnh tầng 4 ngày huyết binh. Đều là bùng nổ khí huyết lực và thân xác lực. Nếu là ở ngày hôm trước, chỉ riêng huyết binh công kích hắn thân xác, cũng sẽ bị chấn động được mảnh vỡ. Cuồng đao môn thái thượng trưởng lão ánh mắt bén nhạy, giống như là con rắn độc vậy, thấp giọng nói, bây giờ Diệp Thần, không phải là tự tìm cái chết. Như vậy, linh vận tiên tôn đệ tử Kỳ Tư Thanh, liền có lý do bảo vệ Côn Lôn hư. Lời này nói thế nào? Huyết thiên môn thái thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên. Có chút không rõ ràng cái ý này, dựa theo hắn ý tưởng, cho Diệp Thần phế bỏ, không phải tốt hơn mà, cần gì phải tính toán như thế nhiều. Còn như Diệp Thần, còn có hắn nhân tình, cái đó thần nữ, vậy không nhất định sẽ đánh tới Linh Thành đi. Đối với cường giả mà nói, nhất là phái nữ cường giả, người giết chết hắn người đàn ông, cho dù người đàn ông này rất phế vật, nhưng đó cũng là muốn báo thù. Diệp Thần chết ở chúng ta Linh Thành. Suy nghĩ một chút, linh vận tiên tôn tuyệt đối sẽ không ra tay, nhưng là linh vận tiên tôn đệ tử, trước mắt đại khái đế tôn cảnh đến nhập thần cảnh, nhưng sau này thì sao? Cuồng đao môn thái thượng trưởng lão từ từ nói, sau này, thần vương cảnh là khởi điểm, hợp đạo cảnh có thể là đỉnh cấp. Như vậy một cái siêu cấp cường giả. Mỗi ngày đêm đêm nhìn chằm chằm chúng ta, muốn là Diệp Thần trả thù. Chúng ta há có thể an ổn. Diệp Thần. Có thể phế bỏ, nhưng là không thể nào giết chết. Nếu không cái này cùng tai họa ngập đầu,
cũng không tốt giải quyết. Muốn giết Diệp Thần, cũng phải là huyết linh tộc người, dầu gì cũng phải là linh võ đại lục chuyện, chắc chắn không thể chết được ở chúng ta linh thành bên trong, nếu không thì phải bị Kỳ Tư Thanh lửa giận, bọn họ có thể không chịu nổi. Vậy, Khôn huynh ý ngươi là? Không chiến, Huyết Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão thần sắc có chút sửng dưng, mình đệ tử bị giết, mình lại còn không thể tự mình ra tay bắn chết Diệp Thần. Chiến, nhất định phải chiến, Cuồng Đao Môn Thái Thượng trưởng lão ánh mắt thâm thúy, rơi vào Lý Gia và Vương Gia hai cái công tử trên mình, nhẹ sờ râu cười nói, chiến Diệp Thần, nếu không phải chúng ta những ông già này động thủ, trẻ tuổi đồng lứa, phế bỏ Diệp Thần, tuyệt đối có thể được. Hắn ngưng mắt nhìn hai vị nhập thần cảnh tầng 4 ngày công tử, biết đối phương có lẽ không phải Diệp Thần đối thủ. Nhưng là tuyệt đối có thể suy nhược Diệp Thần chiến lực. Tiếp tục như vậy, tám đại phái đệ tử ra tay, năm lớn gia công tử ra tay, tuyệt đối có thể đem Diệp Thần dây dưa được nửa phế. Như vậy thứ nhất, vừa không có giết Diệp Thần, sẽ không trêu chọc Linh Vận Tiên Tôn đệ tử lửa giận, cũng có thể phế bỏ Diệp Thần, lấy lòng Huyết Kiếm Môn. Một lần hành động hai được. Đồng thời, còn có thể tiêu vừa mất ngày hôm trước Diệp Thần chiết chúng ta mặt mũi lửa giận. Lý gia chủ, Vương gia chủ, lão phu có một kế sách, không biết các ngươi có thể nguyện nghe. Cuồng Đao Môn Thái Thượng trưởng lão đem hai vị gia chủ kéo qua, nghiêm túc nói, hai người các ngươi, vậy muốn đi vào Linh Võ Đại Lục đúng không? Chỉ là làm sao không gian truyền tống trận không nhiều, cho nên không cách nào đại quy mô chuyển tới Linh Võ Đại Lục trong đi. Linh Thành cố nhiên là canh phòng không gian truyền tống trận tồn tại. Nhưng là, có chút Linh Thành gia tộc và tông phái cũng không có tiến vào cao cùng thế giới và những thế giới khác quyền lực. Tương đối mà nói, một tòa không gian truyền tống trận, một lần đỉnh hơn có thể truyền tống mấy người, lần kế muốn cùng 10 năm trôi qua, 8 phái 5 gia tộc lớn, phải cần bao nhiêu năm thời gian, mới có thể toàn bộ đi Linh Võ Đại Lục à? Đó là căn bản chuyện không thể nào. Trừ phi bọn họ những gia tộc này trong, ra mấy vị hỗn nguyên cảnh cường giả, thậm chí còn hợp đạo cảnh cường giả, lĩnh ngộ không gian quy luật, cưỡng ép phá vỡ không gian, đưa bọn họ đã qua, nhưng là bọn họ liền thần vương khí cũng không có, càng không cách nào đột phá nhập thần cảnh tầng 9 thiên. Cho nên, mỗi một nhà mỗi nhất phái đều mong mỏi tiến vào Linh Võ Đại Lục, nhưng là vạn năm đều không từng có cơ hội qua. Một khi có cơ hội, đem sẽ không so điên cuồng, liền giống như là Tinh Kiếm Môn lão tổ như vậy, chỉ cần có cơ hội, dù là kết quả rất thảm, cũng phải mạo hiểm thử một lần. Nói như thế nào? Khôn Vũ trưởng lão, có ý gì? Hai vị gia chủ vậy không hạng người bình thường, ngưng mắt nhìn Cuồng Đao Môn Thái Thượng trưởng lão, trong ánh mắt đều có chút kiểu khác ý nghĩa. Bọn họ là nhập thần cảnh tầng 7 trời, so với trong gia tộc nhập thần cảnh tầng 8 ngày lão tổ mặc dù yếu hơn không thiếu, nhưng cũng tự tin mình cũng là một khối hào kiệt, tinh thông mưu lược và gan dạ sáng suốt. Ta có một kế sách, thích hợp chúng ta 8 đại môn phái và 5 gia tộc lớn. Không biết, các ngươi nguyện ý thử một lần à? Cuồng Đao Môn Thái Thượng trưởng lão thần giác mở ra nụ cười, nói kế sách này, thành công có thể để cho chúng ta đi vào Linh Võ Đại Lục, thất bại, vậy nhiều lắm là tổn thất một đời đứng đầu đệ tử mà thôi, chết chừng 10 người mà thôi. Nói thế nào? Hai vị gia chủ đứng chắp tay, trông mong mong đợi. Bọn họ sau lưng rất nhiều đệ tử và các hộ pháp, cũng còn không rõ cho nên, vẫn còn ở ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cũng không có ai gan dám lên, cũng vây tụ ở Diệp Thần bên người, Diệp Thần cũng không có động, sẽ chờ bọn họ thương nghị. Cho dù thương nghị phá thiên, vừa có thể như thế nào? Ta từ một kiếm phá chi? Hai vị gia chủ, người này, ngày hôm trước phách lối vô cùng. Hôm nay, căn cứ ta tính toán, bình thường phát huy là nhập thần cảnh tầng 5 thiên. Chống đỡ chết là nhập thần cảnh tầng 6 thiên. Cuồng Đao Môn Thái Thượng trưởng lão mi đỉnh nếp nhăn túc bây giờ, mơ hồ ẩn chứa một cổ sát khí, cười nói, đã như vậy, chưa tính là nhập thần cảnh hậu kỳ, mà vừa vặn huyết linh tộc Huyết Kiếm Môn muốn phải trừ hết hắn. Linh Vận Tiên Tôn đệ tử phải bảo vệ hắn. Huyết Kiếm Môn là Linh Võ Đại Lục tông phái, hơn nữa là nhất là đến gần Côn Lôn Hư tông phái. Hiểu rõ vị hợp đạo cảnh, hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh chấn giữ, một năm sau đó tất nhiên là muốn tiêu diệt tuyệt Côn Lôn Hư, như vậy liền không có chúng ta công lao gì. Ý ngươi là, bây giờ diệt trừ Diệp Thần, Lý Gia Gia chủ hỏi.
Cũng không phải. Bây giờ, Diệp Thần không thể chết được. Nhưng là có thể phế bỏ. Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão cười nói, chúng ta có thể cử hành một tên thiên kiêu hội họp lớn, do chúng ta thủ hạ đệ tử đi ra ngoài giao chiến cùng hắn, đem hắn đánh cho thành tàn phế. Nhớ, tàn mà không chết, vừa hướng huyết kiếm môn biểu đạt thiện ý của chúng ta, vừa có thể không bị linh vận tiên tôn đệ tử ghi hận. Mọi người suy nghĩ một chút, công bình thiên kiêu hội họp lớn. Hắn Diệp Thần bị chúng ta tiểu bối đánh cho thành phế vật, kinh mạch toàn thân chặn, có ai nói có thể nói. Đây là trẻ tuổi đồng lứa so tài, và chúng ta thế hệ trước không liên quan. Lên không đắc tội linh vận tiên tôn đệ tử. Hạ giao hảo huyết kiếm môn người. Còn như Diệp Thần, chống đỡ chết nhập thần cảnh tầng 6 trời, có thể đánh mấy cục. Cho dù mở đầu phái cái 7-8 cái nhập thần cảnh tầng 4 trời, tầng 5 ngày đệ tử thua ở trên tay hắn, hắn còn có dư lực à? Coi là thật còn lấy là, hắn là ngày hôm trước Diệp Thần, có thể bộc phát ra thần vương cảnh chiến lực. Tại chỗ chư vị có thể là biết, thằng nhóc này bị huyết kiếm môn hỗn nguyên cảnh trưởng lão bị thương nặng, cả người tu vi phế gần nửa, chính là chúng ta ra tay, đều có thể bắn chết hắn. Như vậy kế sách, chúng ta cũng có thể ở huyết kiếm môn cường giả trước mặt giành công. Có lẽ, chúng ta có thể mượn này tiến vào linh võ đại lục, trở thành huyết kiếm môn một phần tử. Lý gia gia chủ hung hổ vậy ẩn sâu cặp mắt, trực câu câu nhìn Diệp Thần, không ở mơ hồ cười nhạt, nói, vương gia chủ, kế này sách, tại chúng ta không hại đến đại thể, ngược lại là vô cùng là có lợi. Suy nghĩ một chút, dùng mấy vị đệ tử của đời này, đi lên liều giết Diệp Thần mà thôi. Chúng ta đệ tử, một số ít đều là tiến vào linh võ đại lục, phần lớn cũng đều chỉ có thể ở linh thành dưỡng lão. Cái gọi là thế gian đều có nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời nói. Chúng ta nuôi dưỡng từng đời một đệ tử, cũng là thời điểm nên bọn họ ra tay. Như vậy, cũng tốt. Vương gia gia chủ gật đầu, nhìn về phía ba người khác, nói, những thứ khác ba nhà và lục đại môn phái, có thể đồng ý à? Tuyệt đối sẽ đồng ý. Huyết kiếm môn người sau khi đến, bây giờ các phái đã không phải là trưởng môn lên tiếng, mà là thái thượng trưởng lão lên tiếng. Cuồng Đao Môn thái thượng trưởng lão đứng chắp tay. Cười nói ta rõ ràng vậy mấy cái lão gia tính cách, vừa thấy được cũng như này cơ hội, dù là phần thắng chỉ có liền thành, chỉ cần hậu hoạn không lớn dưới tình huống, cũng sẽ toàn lực đánh một trận. Hắn nói, còn như những thứ khác Triệu gia, Lâm gia và Trần gia. Ngược lại là cần hai vị gia chủ đi nói một chút. Hắn một bộ trong lòng đã có dự tính mạc dạng, muốn dùng Diệp Thần thành tựu mình các người ván cầu, hoàn toàn rời đi linh thành như thế cái địa phương. Mấy chục ngàn năm trước, mọi người cũng lấy là linh thành là một khối địa phương tốt, trông nom các loại không gian truyền tống trận, mỡ không nhỏ, tương lai khả kỳ, nhưng là dần dần tất cả lớn gia chủ và môn phái, mới rõ ràng, linh thành chính là một tòa tù. Người bên ngoài không vào được, nhưng muốn đi vào. Người ở bên trong muốn đi địa phương tốt hơn, nhưng là vô cùng khó khăn, cái gọi là đi địa phương tốt hơn, bọn họ đơn độc mấy người đích xác có thể. Nhưng là ngồi không gian truyền tống trận đi, đến linh võ đại lục, cũng chỉ là tầng thấp nhất nhân vật. Nhập thần cảnh trung kỳ, nhìn như ở linh thành vô cùng chói mắt. Thật ra thì ở linh võ đại lục, tùy tiện đi đến một tiệm trà, cũng có thể tùy tùy tiện tiện phát hiện tốt hơn 10 vị nhập thần cảnh cường giả. Các phái tất cả nhà đơn độc nhập thần cảnh cường giả đi, cơ hồ đều là chết, không có chết được cũng được là các thế lực lớn nô tài, trở thành môn phái đệ tử được cũng rất khó khăn. Chớ nói chi là phụng dưỡng cha mẹ linh thành những người này. Cho nên, chỉ có để cho linh thành gia tộc và môn phái, đồng thời tiến vào linh võ đại lục, còn có một tia sức tự vệ. Nếu là có thể lấy Diệp Thần thành tựu ván cầu, gia nhập huyết kiếm môn, thì an toàn không lo, ở linh võ đại lục cho tới bây giờ đều là huyết kiếm môn khi dễ những môn phái khác, nào có bị khi dễ thời điểm. Huống chi, linh thành linh khí là Côn Lôn hư 5 lần. Cho nên tạo ra liền nhập thần cảnh cấp cường giả khác, đồng thời nắm giữ có luyện chế tiên khí thủ đoạn, lại không có luyện chế thần vương khí bản lãnh, cho nên nhập thần cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp không cách nào trở thành thần vương cảnh cường giả. Bắt đầu từ linh thành đi linh võ đại lục những thiên tài, vạn năm qua, chết hầu như không còn, có còn chưa tới thần vương cảnh, đã chết. Cho nên, bây giờ duy nhất cơ hội, ngay tại Diệp Thần trên mình. Cho dù huyết kiếm môn không thu bọn họ, vậy sẽ truyền xuống một ít thần vương khí phương pháp luyện chế,
để cho các phái tất cả ra lão tổ, lên cấp thần vương cảnh, đến lúc đó lại đi linh võ đại lục, năng lực tự vệ an toàn hơn được hơn, lại tốn cái trăm ngàn năm, lục tục đem gia tộc và môn phái cường giả nhận lấy đi, vậy so bây giờ tốt được hơn à? Vương gia gia chủ thấy cơ hội sẽ đến, lúc này nói, ta vậy thì đi liên lạc bọn họ. Lần này mượn Diệp Thần, chúng ta có lẽ có thể thành. Đúng, mượn Diệp Thần thành tựu ván cầu, chúng ta sẽ thành công. Huyết Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão từ từ nói, ta đi liên lạc những thứ khác sáu phái Thái Thượng Trưởng Lão, còn như những dược liệu kia vấn đề, như thế giải quyết. Muốn thu lấy được đưa trước ra. Ta Cuồng Đao Môn, có thể lấy trước ra 5 khối cửu hoa mộc, hấp dẫn ở Diệp Thần. Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão nói, còn như những thứ khác băng hỏa thảo, tinh thần cỏ và càn khôn diệp, các ngươi thương nghị bỏ ra. Được. Không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ đi thương nghị, ngươi kéo Diệp Thần. Vương gia gia chủ, Lý gia gia chủ và Huyết Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão lần lượt trở lại, một bộ hết sức long trọng mạc dạng, nhanh chóng chạy đi tất cả nhà các phái. Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão chính là lộ ra mặt mũi hiền lành nụ cười tới, nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp tiểu huynh đệ à, lão phu niệm tình ngươi tu vi không thôi à, hôm nay lại là cần dược liệu để đền bù căn nguyên căn cơ bị tổn thương tình huống. Như vậy đi. Lão phu có một cái biện pháp, chúng ta dành cho ngươi dược liệu cần thiết. Băng hỏa thảo, càn khôn diệp, cửu hoa mộc và tinh thần CMN. Ta đại biểu linh thành 8 phái 5 nhà, mỗi một dạng dược liệu đều có thể cho ngươi 5 kiện, nhưng là đâu, ngươi cần phải đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu. Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão đi tới Diệp Thần trước người, đưa tay tỏ ý chung quanh vây xem trên 100 thanh niên đệ tử. Nói, ngươi là thanh niên tài năng xuất chúng à, không ngại chỉ điểm một chút những thứ này đồng bối đi. Huống chi cái này 4 dạng dược liệu, chúng ta đều có, nhưng cũng để dành không nhiều, giá trị liên thành, không thể nào đưa cho ngươi, đúng không? Hắn dò xét Diệp Thần thần thái biến hóa, cười nói, như vậy đi. Chúng ta bày cái kế tiếp thiên kiêu hội họp lớn lôi đài, chúng ta 8 phái 5 nhà, mỗi một thế lực mỗi người ra một người. Thực lực cảnh giới và ngươi xấp xỉ, ngươi thắng, coi như là cho bọn họ những thứ này thanh niên chỉ điểm, chúng ta cũng sẽ cho ngươi dược liệu cần thiết, mỗi chủng 5 kiện. Nhưng ngươi nếu là thua, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi đi trở về phủ. Thua? Hừ, thua ngươi chính là tàn phế. Không có một người bất kỳ võ lực nào phế vật, chúng ta sẽ thật tốt hộ tống ngươi trở lại Côn Lôn hư chờ chết. Còn như thắng? Không thể nào. Chúng ta khởi sẽ không có hậu thủ, lần này thiên kiêu hội họp lớn, ngươi là thua vậy được thua, không thua vậy được thua. Và chúng ta đối nghịch kẻ địch, cho tới bây giờ đều là địch nhân thua, nếu không mọi người một khối thua, muốn chúng ta thua, không cửa. Được, ta cũng muốn kiến thức một chút linh thành tất cả lớn thanh niên, có phải hay không như trong tin đồn như vậy, không có thể đào tạo. Diệp Thần sắc mặt không thay đổi. Đã xem thấu Cuồng Đao Môn Thái Thượng Trưởng Lão mưu kế. Mặc dù biết cái này cái gọi là thiên kiêu hội họp lớn mục tiêu là mình, vô cùng hung hiểm, nhưng là hắn không có lựa chọn. Tiểu Hoàng nguy ở một sớm một chiều. Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào cứu sống Tiểu Hoàng. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét qua còn chỉ là đế tôn cảnh, nửa bước nhập thần cảnh, thậm chí còn nhập thần cảnh tầng trời một các thanh niên, nói các vị đều là linh thành cái gọi là thiên chi kiêu tử. Chỉ có phải hay không biết sẽ hay không để cho ta thất vọng, ta cũng không hy vọng và phế vật giao thủ, ngày mai liền kiến thức một chút các vị thủ đoạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói, Khôn Vũ trưởng lão, ta tới trước một nơi nhà hàng nghỉ ngơi, các ngươi ngày mai làm xong thiên kiêu hội họp lớn, lại tới cho biết ta. Diệp Thần tung người rời đi, tùy ý tìm một nơi nhà hàng bế quan. Nhưng mà, tại chỗ linh thành các thanh niên, cũng đã hoàn toàn tạc oa, không ít người chỉ Diệp Thần, còn có người tức miệng mắng to. Diệp Thần, ngươi là thứ gì? Một cái đã nửa phế người, còn có năng lực gì thừa uy phong? Ta xem à, Diệp Thần đã phế bỏ, bất quá là đổi không hết cuồng vọng bản sắc. Diệp Thần hẳn phải chết à. Ta 8 đại nam nhà tuyệt thế thanh niên, thay phiên ra sân đánh hắn một cái rưỡi phế người, ta còn cảm thấy có chút khi dễ người. Diệp Thần. Ngươi nói chúng ta là phế vật, chúng ta xem ngươi mới là phế vật. Các loại lời bàn đều xuất hiện.
Cuồng đao môn thái thượng trưởng lão nhưng là nhẹ sờ râu, lộ ra lau một cái gió tà nụ cười, trong lòng ngầm muốn quả nhiên. Diệp thần vẫn là nối tiếp không có sức, không thể nào lâu dài tác chiến. Hắn căn nguyên căn cơ thương thế rất nghiêm trọng, nếu không dựa theo hắn ngày hôm trước cuồng vọng tính cách, không thể nào rời đi bây giờ. Nếu không, thiên kiêu hội họp lớn đã bắt đầu rồi. Lần này, Diệp thần thất bại không thể nghi ngờ. Có lẽ, chỉ cần đi lên 5-3 người, đã có thể thắng. Các vị thanh niên, ngày mai buổi trưa 12 giờ, thiên kiêu hội họp lớn chính thức triệu tập. Chúng ta 8 phái 5 mọi người sẽ mỗi người phái ra một tên thanh niên, cùng Diệp thần so tài, các vị có thể tới thưởng thức. Nói xong, cuồng đao môn thái thượng trưởng lão vậy rời đi, chạy thẳng tới 4 phương quán đi, chỗ này địa phương là bọn họ 8 phái 5 gia tộc lớn thường xuyên nghị sự địa phương, những người khác không có thể vào, hắn mới vừa vào cửa, cũng đã nhìn thấy tất cả nhà tất cả môn phái người thái thượng trưởng lão và trưởng môn, đã đến. Vô luận linh thành gia tộc cao cấp vẫn là môn phái. Cũng sẽ thiết lập có thái thượng trưởng lão đoàn, chính giữa lấy thứ nhất thái thượng trưởng lão quyền lực là nhất lớn, chỉ ở lão tổ dưới, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể lấy đại trưởng môn, thậm chí gia chủ. Giờ phút này, 8 phái thái thượng trưởng lão hội tụ, 5 mọi người chủ đều ở đây. Gia chủ Trần Gia ngưng mắt nhìn cuồng đao môn thái thượng trưởng lão, nói, người trước đó kế hoạch, chúng ta đều đã rõ ràng. Chúng ta 5 gia tộc lớn, cũng không có dị nghị. Có lẽ, đây là một lần để cho chúng ta tiến vào linh võ đại lục cơ hội. Cơ hội không thể mất thời gian không trở lại. Phải bắt lần này cơ hội, lấy Diệp thần là ván cầu, thành tựu tiến vào linh võ đại lục vốn. Thanh thiên môn, vậy không có dị nghị. Khôn kiếm môn thái thượng trưởng lão ngay sau đó nói, nếu mọi người cũng không có dị nghị, không bằng nói một chút. Tất cả nhà các phái ra sân thí sinh đi, cùng với các phái nguyện ý ra dược liệu. Vương gia chúng ta, ra một bụi thiên tinh thảo. Chúng ta Trần gia, ra một bụi băng hỏa thảo. Chúng ta huyết thiên môn. Rất nhanh, 8 đại phái và 5 gia tộc lớn, mỗi người quyết định mỗi một nhà ra dược liệu và đệ tử. 8 vị thái thượng trưởng lão và 5 vị gia chủ, đồng thời ngưng mắt nhìn Diệp thần chỗ ở trong tửu lầu, đều là một mặt nụ cười. Lần này thật vất vả có được cơ hội, cũng không thể mất đi. Còn như 8 phái trưởng môn, bởi vì huyết kiếm môn và Diệp thần sự việc, cộng thêm thực lực bản thân không đủ, tạm thời lui cư phía sau màn bế quan, đến khi sự việc bình thản sau mới ra đến lần nữa chủ trì bổn phái chuyện ý. Còn như rất nhiều lão tổ đợi một chút, vậy ngầm cho phép lần này thiên kiêu hội họp lớn. Thiên kiêu hội họp lớn. 8 phái 5 nhà thanh niên, khiêu chiến Diệp thần tin tức. Nếu như gió xoáy vậy cuộn sạch linh thành trên dưới. Không dứt cái này 13 đạo thế lực lớn, một ít gia tộc nhỏ và cái đừng thanh niên, cũng lăm le, muốn giáo huấn Diệp thần một phen, xem Diệp thần còn không dám không khiêu khích bọn họ. Một đêm yên lặng, linh thành ngay chính giữa trên quảng trường, hội tụ tới mấy trăm ngàn người xem, cũng ngưng mắt nhìn chung quanh quảng trường 13 tọa trên đài cao tất cả người nhà tay. Mỗi trên một tòa đài cao ngồi một vị thái thượng trưởng lão, cùng với tham chiến một vị đệ tử. Lần này thiên kiêu hội họp lớn cũng không có trọng tài, các thế lực lớn cũng cố ý muốn làm phế Diệp thần, khởi sẽ có trọng tài ở hiện trường, cho linh vận thiên tôn đệ tử lưu lại mượn cớ. Diệp thần ở chỗ nào? Thời gian đã đến, còn không chiến à? Cuồng đao môn thái thượng trưởng lão từ từ vừa nói, bình thản thanh âm nhưng là vô cùng hoành hào phóng. Giống như là to lớn tiếng chuông vậy, truyền đến mỗi một người bên tai. Một giây kế tiếp, một đạo tàn ảnh thoáng qua. Chính là Diệp thần. Ta tới, vốn là muốn để cho đệ tử của các ngươi, hơn sống tạm một lát. Không nghĩ tới, các ngươi gấp như vậy để cho đệ tử tới ta cái này chịu chết. Chỉ gặp Diệp thần tung người nhảy một cái tới, trực tiếp rơi vào quảng trường ngay chính giữa, tay cầm một chuôi diệt hồn ma thần thương, mặc áo bào đen. Giống như là ma thần dáng thế vậy, sâu thẳm con ngươi nhìn vòng quanh tất cả nhà các phái, hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Dược liệu đâu? Không dược liệu, ta cũng không chiến. Ở chỗ này, huyết thiên môn thái thượng trưởng lão vẫy tay vẩy ra 25 đạo quang trạch, băng hỏa thảo, càn khôn diệp, thiên tinh thảo và cửu hoa mộc cùng 5 dạng dược liệu, mỗi một dạng dược liệu đều có 5 kiện. Giờ phút này... Dược liệu toàn bộ khép kín ở ngoài ra một tòa không người đài cao bên trong,
do 8 vị nhập thần cảnh tầng 8 trời, 5 vị nhập thần cảnh tầng 7 ngày cường giả liên thủ phong ấn, tầm thường nhập thần cảnh tầng 9 ngày nay không phá nổi. Hắn nói, người thắng, dược liệu cầm đi, thua, liền mình rời đi đi. Trận chiến đầu tiên. Đan Kiền môn đệ tử xuất chiến. Cuồng Đao môn thái thượng trưởng lão nhìn Đan Kiền môn thái thượng trưởng lão, khẽ gật đầu. Vị kia thái thượng trưởng lão vậy lộ ra tà mị nụ cười, lấy ra 3 kiện tiên khí, đưa cho mình đệ tử, nói, Diệp Thần đã là một người phế nhân, thừa dịp hắn còn có tu vi, hơn quý trọng một chút, dẫu sao có thể ngược đánh những thứ này cái thế thiên kiêu, là một đoạn rất tốt lịch luyện. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Đệ tử nhất định hoàn toàn đánh tàn phế Diệp Thần. Đan Kiền môn đạo truyền đại đệ tử Đạo Khôn, tay bưng 3 kiện tiên khí, một kiện cấp 7 trường kiếm tiên khí, một kiện ngũ phẩm tiên khí khôi giáp, một kiện cấp 6 tiên khí phòng ngự phi gió, như tiên khí ấy phối hợp chính hắn nhập thần cảnh tầng 5 ngày chiến lực, ngay cả là nhập thần cảnh tầng 7 thiên đến, cũng khó mà làm sao hắn. Xem ra, trận chiến này cũng cất hoàn toàn đánh phế Diệp Thần ý niệm. Đạo Khôn nhanh chóng luyện hóa 3 kiện tiên khí, đi tới trong quảng trường, ôm quyền nói, Diệp Thần, có cảm tưởng gì phải nói à? Rất nhanh, không bao lâu nữa, ngươi chính là một triệt để phế vật. Hai chiêu, ta phải giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần sừng sững ra tay, đầu thương gợn sóng đâm ra, một cổ mất đi lực xuyên thủng ngũ phẩm tiên khí khôi giáp, trực tiếp bao phủ lại Đạo Khôn thân xác, lấy tốc độ cực nhanh biến mất trước Đạo Khôn thọ nguyên. Khảng thương, cấp 7 tiên khí trường kiếm bổ vào Diệp Thần thân xác lên, lóe ra từng đạo sáng bóng. Nếu như nhập thần cảnh tầng 7 trời, dùng cấp 7 tiên khí tới công ta, có lẽ có thể phá vỡ thịt của ta thân. Nhưng là ngươi, nhập thần cảnh tầng 5 trời, còn chưa đủ cách. Diệp Thần quát khẽ một câu, chiêu thứ hai. Một khắc sau, hắn sừng sững đánh ra một quyền, vô số mất đi Phật văn phun trào ra. Trực tiếp đánh tan cấp 6 tiên khí áo khoác ngoài phòng ngự, đem Đạo Khôn thân xác giết được tấc nứt từng khúc nứt ra, rất nhanh, không tới 10 giây thời gian, Đạo Khôn ngã xuống đất, đã hoàn toàn biến thành một cổ thây khô, giống như là chết đi dù sao cũng năm thây khô như nhau. Đan Kiền môn đạo truyền đại đệ tử Đạo Khôn, tay bưng 3 kiện tiên khí. Nhập thần cảnh tầng 5 trời, có thể chiến nhập thần cảnh tầng 7 trời, cứ như vậy bị hai chiêu làm chết. Đừng xem là cái này một đời đệ tử trẻ tuổi, nhưng hắn đã 138 tuổi à, mặc dù thuộc về trẻ tuổi một đời, nhưng hoàn toàn không phải cái loại đó 30-40 tuổi đệ tử trẻ tuổi có thể sánh ngang à. Liên loại này đệ tử. Hai chiêu. Không có. Mọi người thấy chố mắt nhìn nhau, không ở xoa xoa mình ánh mắt, có phải hay không mình nhìn lầm rồi. Thật là mạnh. Đích xác rất mạnh, nếu nửa phế, cũng không thể tùy tiện đối với chi à. Quá mạnh mẽ. Không thiếu thanh niên đệ tử từ nội tâm bị rung động đến, Diệp Thần cho dù bị phế, khá vậy có sức đánh một trận. Quyết không thể đem làm là huyết ma sơn chủ người như vậy mà đối đãi. Diệp Thần nội tình. Rất vững chắc. Phốc. Diệp Thần giả vờ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt quái dị nhìn về phía Cuồng Đao môn các người, nhưng trong lòng nói, muốn dùng ta thành tựu ván cầu. Tới thành bọn ngươi tiến vào linh vũ thế giới đường. Buồn cười. Đã như vậy, các ngươi những thứ này linh thành thiên tài chính là ta bước vào linh võ đại lục ván cầu. Côn Lôn hư thực lực trước mắt, nhập thần cảnh tầng 7 thiên hai người, loại cảnh giới này và thực lực, đặt ở linh thành chính là những thứ này môn chủ và gia chủ không ra tay, vẻn vẹn là bọn họ đệ tử, tay cầm lợi hại tiên khí, đều có thể chống lại ở Hàn Vân. Hàn Vân đích xác là dùng cửu phẩm tiên khí đột phá, nhưng là đột phá đến nhập thần cảnh mới mấy ngày. 10 ngày cũng không có, căn bản không có nắm giữ bay tiên lực, chiến lực liên nhập thần cảnh tầng 6 thiên cũng không bằng. Chỉ là cảnh giới hư cao mà thôi. Còn như tinh kiếm môn nhóm thế lực người, vẫn không thể làm chân chính thuộc hạ mà đối đãi, vạn nhất linh thành những thứ này khốn kiếp nổi điên, ở mình lại nữa thời điểm tấn công Côn Lôn hư, mình có thể không nhất định tới kịp chạy về. Cho nên, lần này thiên kiêu hội họp lớn. Hai cái mục tiêu, cái đầu tiên tàn sát 8 phái 5 nhà đệ tử trẻ tuổi, bọn họ nếu cũng tới tham chiến, đều muốn hoàn toàn phế bỏ hắn, vậy hắn cũng không để lại tay. Trước diệt bọn họ 13 thế lực lớn tất cả đệ tử, bảo đảm không xảy ra vấn đề. Mục tiêu thứ hai, tìm cơ hội,
diệt nhất phái, trấn nhiếp linh thành. Nếu không những thứ này bị vây ở chỗ này hơn 10.000 năm các lão gia, hơi có một chút hy vọng cũng can đảm dám đối với tự mình ra tay, còn dám mưu đồ mình, ai biết huyết kiếm môn nếu tới người, sẽ hay không sách động bọn họ tấn công Côn Lôn hư. Cho nên, giết đệ tử trẻ tuổi, trấn nhiếp linh thành trẻ tuổi đồng lứa, để cho những ông già này không dám phái đệ tử trẻ tuổi tiến vào Côn Lôn hư, miễn được kiếm xanh, hắc diệu bọn họ gặp họa. Côn Lôn hư trẻ tuổi đồng lứa cho dù rất mạnh, nhưng trên căn bản không phải linh thành trẻ tuổi đồng lứa đối thủ, chênh lệch ở tiên khí, ở đan dược, Diệp Lăng Thiên bọn họ cho dù có thể luyện chế tiên khí, luyện chế được tiên khí vậy sẽ cung cấp nhập thần cảnh, căn bản không cơ hội cung cấp trẻ tuổi đồng lứa. Diệt một môn, hoặc là một nhà, trấn nhiếp linh thành khắp thành, chỉ cần uy hiếp vẫn còn ở, Côn Lôn hư an toàn không thể nghi ngờ. Thấy được huyết kiếm môn thực lực, lại triển khai một trận đại chiến, Côn Lôn hư bây giờ cần nhất thời gian đi trưởng thành. Thành tựu Côn Lôn hư đứng đầu Diệp Thần, phải cho bọn họ mang đến cái này thở dốc và cao tốc tăng lên thời gian. Phốc, phốc, Diệp Thần giả vờ lại phun hai búng máu tươi, âm thầm đem mình thân xác lực lượng yếu bớt một ít. Hắn cho dù căn nguyên căn cơ bị tổn thương, khá vậy năng lực chiến nhập thần cảnh tầng 8 trời, nếu như các sư tôn tương trợ, thần vương cảnh giai đoạn trước người đến, cũng đừng nghĩ ở hắn nơi này đòi được chỗ tốt. Diệp Thần bị thương. Diệp Thần hộc máu, hiển nhiên hắn lực lượng không bao lâu. Cuồng Đao môn thái thượng trưởng lão và Đan Kiền môn thái thượng trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, lần lượt gật đầu. Bọn họ cùng chung nhìn về phía Đan đỉnh phái trưởng lão, giống như nói, người nên đệ tử ra tay như nhau. Lớn như vậy tốt cơ hội tốt, Diệp Thần mặc dù cường thế đánh chết đạo càn, nhưng đã bị thương thật nặng, đệ tử của các ngươi lại không được, coi như không thích hợp. Hụ hụ hụ. Đan sinh, ngươi nên lên. Đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão lấy ra một tòa lò, đưa cho bên cạnh một cái bạch bào thanh niên, nói, đây là bổn trưởng lão năm xưa luyện đan thời điểm, để lại đan đỉnh, luyện chế ra vô số đan dược cao cấp, phía trên dựng dục không thiếu sáng chói linh lực. Ngươi dùng này, không cần gần người. Xa xa công kích tiểu xúc sinh này cho giỏi. Thái thượng trưởng lão. Đan sinh nhận lấy lò, thần giác buộc vòng quanh một nụ cười. Mau sớm quen thuộc chuôi này cấp 6 tiên khí, chỗ tòa này lò đúng là ẩn chứa hàng loạt đan dược còn sót lại lực lượng, nếu nói là đơn độc so đấu lực lượng, sợ rằng quá mức so bát phẩm tiên khí, tuyệt đối bất phàm. Dựa vào mình nhập thần cảnh tầng 5 ngày chiến lực, cho dù không cách nào đại bại Diệp Thần, cũng có thể để cho Diệp Thần khí huyết lực tiêu hao to lớn, kế tiếp người lại lên đài, đánh bại Diệp Thần, thậm chí còn đem Diệp Thần ngược đánh cho thành phế vật. Đều đưa vô cùng dễ dàng. Vì sao tham chiến, trước mặt Đạo Khôn và hắn, thậm chí còn phía sau muốn tham chiến người, cũng rất rõ ràng. Là lấy lòng huyết kiếm môn. Không, chính xác mà nói, là lấy được tiến vào linh võ đại lục cơ hội. Như vậy nghìn năm cơ hội tốt, nếu không phải bắt thì thật là đáng tiếc, năm xưa linh thành lui tới vô số cường giả, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn hợp đạo cảnh đều có. Nhưng là mình các người căn bản không có kết giao người ta tư cách, thật vất vả tới huyết linh tộc các cường giả. Huyết linh tộc đối với Côn Lôn hư sát ý cường thịnh, ngại vì linh vận tiên tôn mặt mũi mới không động thủ thôi. Nhưng là, chúng ta linh thành không có ở đây ước định trong phạm vi. Là được phế Diệp Thần, kết giao huyết linh tộc. Diệp Thần, ta biết người vượt cấp chiến lực rất mạnh. Gần người tác chiến vậy rất mạnh, vậy từng nghe nói người ở đạo nguyên cảnh lúc. Liền Côn Lôn hư trong luyện chế ra đạo nguyên cấp đan dược cao cấp. Không biết, đan sinh tay trái cầm thu nhỏ lại bản lò, cười nói, không biết ngươi có dám cùng ta cứng đối cứng. Ngươi nếu như dùng thân thể nói, ngươi căn nguyên căn cơ bị tổn thương, lại dùng, lần kế ngươi phỏng đoán cũng không đánh được. Hắn trong lòng mơ hồ cười, so đấu đơn thuần lực lượng. Ngươi không thể so với, vậy cũng lấy đánh bại ta, nhưng cái kế tiếp ngươi liền đừng nữa muốn đánh. Nếu muốn đánh cái kế tiếp, vậy tới so đấu lực lượng. Loại này hết thảy đều ở đây trưởng đầu ngón tay cảm giác, để cho hắn hưởng thụ trình độ cao nhất, nhất là còn có thể bức bách Diệp Thần như thế một vị tuyệt đại thiên kiêu. Diệp Thần khẽ cau mày, bước ra một bước, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn cứng đối cứng, ta tác thành ngươi. Một giây kế tiếp, hắn hơi đưa tay trái ra, thấy đan sinh lên đài sau đó,
đột nhiên lòng bàn tay bộc phát ra từng cổ một khí huyết lực, nếu như thủy triều lên xuống vậy này thay nhau vang lên, cuồn cuộn không ngừng hóa thành một chuôi màu máu trường thương, sừng sững ném bay ra ngoài. Lấy đơn thuần lực lượng, hóa ra vật thật, cho dù không cần đạo uẩn lực lượng, vậy mạnh mẽ vô cùng. Đây cũng là Diệp Thần luyện thể chi đạo. Vèo, màu máu trường thương phá không mà ra, vạch qua lôi đài, lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết, giống như là lôi đài bị một chuôi tiên khí trường đao bổ một đao như nhau, chỉ riêng chỉ là tản mát ra khí huyết uy áp, cũng đã có mạnh như vậy. Đan Thuẫn, lên, Đan Sinh khẽ quát một tiếng, điều động tự thân linh khí, dẫn động lò ở giữa hơi thở nhanh chóng khuếch trương ra. Hóa thành một đạo nửa người lớn nhỏ màu trắng bình phong che chở, liên tục không ngừng linh khí xông ra, giống như là dụng cụ đi bên ngoài rót nước vậy. Cái này lò là năm xưa đan đỉnh phái thái thượng trưởng lão luyện đan chi dụng. Cũng không biết luyện chế nhiều ít cái đế cấp đan dược, nhiều ít tiên cấp đan dược, mỗi viên đan dược hơn nhiều ít ít đến sẽ có chút dược lực và đan hỏa khí, còn sót lại ở lò bên trong, những năm này tích lũy. Bên trong đan hỏa khí, đã đến một cái số lượng kinh khủng. Thương thương thương, tiếng chuông, màu máu trường thương điên cuồng xoay tròn, mạnh mẽ khí huyết lực xông ra, không ngừng chấn vỡ màu trắng bình phong che chở. Đan xanh dã đang điên cuồng điều động đan hỏa khí, tự chữa màu trắng bình phong che chở, dần dần đầu đầy mồ hôi, nhìn Diệp Thần mạc giảng, cũng có chút hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Diệp Thần lại có như thế nhiều khí huyết lực. Theo đạo lý mà nói, khí huyết lực so đan hỏa khí, thấp một tầng thứ, hai người uy lực chênh lệch gấp đôi có thừa. Mình đã thúc dục phát ra ngoài tương đương với một vị nhập thần cảnh tầng 4 ngày toàn bộ lực lượng, lại có thể chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở Diệp Thần huyễn hóa ra tới màu máu trường thương, như vậy Diệp Thần lực lượng, được mạnh bao nhiêu? Như Diệp Thần lên cấp nhập thần cảnh. Há chẳng phải là lập tức có thể sánh bằng nhập thần cảnh tầng 9 thiên. Thậm chí có thể độc chiến thần vương cảnh tầng trời một cường giả. Đan Sinh không có còn dám suy nghĩ nhiều, toàn lực điều động lò ở giữa đan hỏa khí, tiếp tục ngăn cản. Hắn nhìn Diệp Thần mạc dạng, trong lòng ngầm cười thầm tốt, tiếp tục hao tổn nữa đi. Một khi lò đan hỏa khí hao hết sạch, ta liền nhận thua. Như vậy tới một cái, Diệp Thần ngươi lực lượng có thể còn lại nhiều ít. 30%. Ta xem liền thành cũng chưa chắc đủ đi. Cùng hạ tới một mình, làm phế ngươi. Có chút yếu. Lại thêm một chuôi đi. Diệp Thần mây nhạt nếp sống, tay phải khẽ nâng lên, đột nhiên nắm quyền, lại bộc phát ra một cổ tiếng sấm, chợt trường chỉ nhọn lóe ra bốn phương sấm sét, do sấm sét hỏa khí máu lực hỗn hợp, hóa ra một chuôi sấm sét khí huyết trường thương, đường kính giết ra. Hô hô hô. Hô hô. Đạo đạo tiếng xé gió truyền ra, sấm sét khí huyết trường thương trực tiếp đánh nát màu trắng bình phong che chở, xuyên thủng lò, tiếp liền lại đánh xuyên đan xanh ngực. Phốc! Một hớp đỏ bừng huyết dịch xì ra. Đan Sinh bạo bay mấy chục mét, cút rơi xuống bên cạnh lôi đài, còn chưa tới đạt tới kịp phản ứng, Diệp Thần linh hồn lực bùng nổ, hoàn toàn phai mờ hắn thần hồn, nhập thần cảnh tầng 4 ngày đan đỉnh phái đại đệ tử, hoàn toàn chết. Liên quan cấp 6 tiên khí lò đều bị đánh xuyên. Diệp Thần nhận lấy lò, khẽ vuốt một phen, bên trong còn dư lại 50% đan hỏa khí, nói hơn không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu. Hắn quả quyết thu vào, lại nhìn về phía cuồng đao môn thái thượng trưởng lão, nói tối ngày hôm qua, ta hiểu qua các ngươi 8 phái năm nhà 13 đại thế lực tình huống, các ngươi chân chính coi như mặt bàn đệ tử. Tổng cộng là đời thứ tư. Từ trẻ tuổi nhất nhất đại đệ tử, trên dưới 30 tuổi, nửa bước nhập thần cảnh, thậm chí còn đế tôn cảnh tầng 9 trời, số người đại khái 370 người. Thẳng đến đệ tử đời thứ tư, trung bình tuổi tác 270 tuổi, nhập thần cảnh tầng 6 trời, 234 tổng cộng 178 người. Hai tam đại đệ tử, cơ hồ đều ngồi qua không gian truyền tống trận, đi đến linh võ đại lục. Còn dư lại đệ tử, hoặc là không có đi, hoặc là đi liền sau đó, phát hiện căn bản không cách nào sinh tồn. Cảnh giới quá thấp, muốn đi lên, còn được gia nhập khác môn phái, hoặc là làm những chuyện khác, hộ tống bảo vật, cho thế lực lớn làm canh phòng đợi một chút. Không cái 1800 năm, đừng nghĩ đi lên đến nhập thần cảnh hậu kỳ. Nhóm đệ tử này trở về không thiếu, chủ yếu là bởi vì đi số người quá thiếu, rất khó thành kết quả,
thả ở linh võ đại lục làm chó, liền đều trở lại. Khá vậy có hàng loạt đệ tử bỏ mạng ở linh võ đại lục, cho nên đời thứ ba cộng lại, chỉ có không tới 180 người. Diệp Thần lại nói, đi lên nữa đệ tử chính là hộ pháp, trưởng lão chờ một chút. Ta không muốn cùng bọn họ tác chiến. Mà đệ tử của các ngươi quá yếu. Từng cái lên, ta được đánh tới khi nào? Như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, tứ đại đệ tử, mở 4 trận lôi đài, nếu như ta bị đánh chết, chư vị không ngại, sẽ không có người bất kỳ tới gây sự với các ngươi. Như là ta thắng, dược liệu ta muốn lấy ra. Lời nói này vừa truyền ra, mấy trăm ngàn người xem cuộc chiến cũng hít hà. Diệp Thần, sợ không phải điên rồi sao? Một người muốn khiêu chiến 13 đại thế lực toàn bộ đệ tử. 5-600 người à? Những người này, cho dù một nhóm lên, vậy đủ để giết chết Diệp Thần à? Diệp Thần, không phải bị thương à? Còn dám ngông cuồng như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.